chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 121 siêu thị. Chương 121 siêu thị Nguyên Thiên Tùng đang lo lắng cái gì, Nguyên Nguyên rõ ràng, nàng xem thực thấu triệt, nếu việc này thật không thành nói, ta đây liền chính mình gánh tổn thất bái, rốt cuộc tiền lời cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nguyên Thiên Tùng vỗ vỗ nàng đầu, tán dương vài tiếng. Ngươi có này đảm đương là được, nhị ca liền sợ ngươi đến lúc đó bồi bổn, ngươi sẽ thương tâm. Có thắng có mệt mới là chân chính làm buôn bán, nào có chân chính thuận buồn xuôi gió chuyện tốt, ta nhưng không sợ. Nguyên Nguyên nói. Còn nữa, nàng cũng sẽ không làm chính mình thật lỗ vốn. Dưa hấu các mà mua sắm phí dụng, so với kia mười lượng một mẫu ruộng tốt tiện nghi nhiều mua thời điểm thôn trưởng còn lặp lại hỏi bọn hắn mua những thứ này để làm gì có phải hay không mua sai rồi bất quá nguyên thiên tùng bạc cấp sản khoái hắn có việc thỉnh thôn trưởng hỗ trợ còn nhiều cho một lượng bạc tử vất vả phí thôn trưởng trong lòng cao hứng cũng liền không tế hỏi quá nhiều đi thời điểm nguyên nguyên còn nhìn trúng thôn trưởng cửa nhà vài cọng thực vật nàng còn muốn tìm thôn trưởng mua tới thôn trưởng không biết đó là cái gì chỉ cảm thấy hình thù kỳ quái bãi hảo chơi cũng liền vẫn luôn không xử lý, thấy Nguyên Nguyên thích, liền trực tiếp làm nàng cất đào đi rồi, đương đưa một cái nhân tình. Về nhà thời điểm, Nguyên Nguyên trước tiên liền đem kia vài cọng tân đào thực vật chôn hảo. Nguyên tiểu thúc nghe được Nguyên Nguyên mua 20 mẫu dưa hấu cát mà, thiếu chút nữa đều từ băng ghế thượng ngã xuống đi xuống, chính là Nguyên vạn nhất cũng là nghe tâm thẳng trung. Nguyên tiểu thúc có chút trong lòng hàm huyết, ta nói lão nhị, ngươi không phải cũng đi theo đi sao? Như thế nào cũng muốn làm tiểu lục làm bậy, kia bờ cát có thể loại đồ vật sao, các ngươi không hề nghĩ ngợi liền mua, còn một mua chính là 20 mẫu. Tuy rằng dưa hấu cát mà tiện nghi, cũng không cần giao thổ địa thuế, nhưng kia cũng là mấy chục lượng chi ra. Mấy chục lượng, đủ trong thôn người ăn mấy năm. Nguyên Thiên Tùng Tắc tương đối bình tĩnh, hắn khuyên nhũ Nguyên Tiểu Thúc, Tiểu Thúc ngươi cũng đừng hạt lo lắng, Tiểu Lục nàng có tính toán của chính mình. Có thể không lo lắng sao, việc này Tiểu Lục không hiểu, ngươi còn có thể không hiểu hai người các ngươi đây là bị ai hố, cùng thúc nói nói, thúc cho các ngươi thảo cái công đạo trở về. Nguyên tiểu thúc hoạt động một chút thủ đoạn, đã làm tốt đi thảo công đạo chuẩn bị, tưởng hố hắn chất nhi, không có cửa đâu. Hắn tuy thích khi dễ trêu đùa chính mình tiểu bối, nhưng cũng nhất che chở bọn họ, xa gần nổi tiếng bao che cho con. Nguyên vạn nhất cũng lo lắng bọn họ bị lừa, thôn trưởng bá bá đảo không phải sẽ hại người người, các ngươi gặp những người khác. Nguyên nguyên thấy tiểu thúc thúc cùng đại ca đều nhìn chằm chầm chính mình, Vạn phần tò mò đều bãi ở trên mặt, chỉ có thể hảo hảo giải thích một phen. Không ai gạt ta, không phải các ngươi tưởng như vậy, là ta chính mình tưởng mua, dưa hấu các mà thông khí thấu thủy, người khác ngoại ban hạt giống, còn liền thích như vậy địa, ngay cả dưa hấu cũng là, nếu không phải như vậy dưa hấu các mà, kia còn loại không ra thứ tốt đâu. Nguyên tiểu thúc bán tính bán nghi, không đến trồng ra phía trước, ai cũng nói không tốt. Việc nào ra việc đó, mua cái gì mà là một chuyện, mua nhiều ít lại là một khắc hồi. Nguyên vạn nhất tiếp theo lại hỏi, các ngươi tổng cộng mua 20 mẫu. Lại mua 20 mẫu, chính là đem hắn một người bẻ hai nữa, đương hai người ngày đêm không thôi dùng cũng bận việc bất quá tới. Nguyên Nguyên vui sướng sướng ngôn. Cái này đại ca không cần lo lắng, chúng ta đã làm thôn trưởng bá bá hỗ trợ nhận người, về sau ngươi coi như đại địa chủ, mục tiêu là tòa ủng trăm mẫu ruộng tốt, lại sau đó chính là ngàn mẫu, mỗi ngày ngồi ở trong phòng kiểm toán mục, lại chưa mấy cái nha hoàng gã sai vặt hầu hạ, thỉnh thoảng xuống ruộng nhìn xem là được, giàu nhất một vùng. Nguyên vạn nhất ngây người, vội vàng xua tay, ngươi tạm tha ta đi, thế nhưng sẽ khai ta vui đùa, không thành không thành, kia trướng mục trước mắt con số xem đến ta đầu đều đại, xem nhiều, ta cùng nhau một đều có thể cho rằng tam, ta khẳng định không được. Nguyên tiểu thúc nghe nhạc. Ngươi làm hắn thành thành thật thật đại ở trong phòng tính sổ, ta xem so với giết hắn còn muốn khó chịu, thật muốn là tìm người đương cái sung sướng địa chủ, kia cũng là lão nhị thích hợp, dứt khoát ngươi kia nghề một cửa hàng cũng đừng đi, liền như tiểu lục ý, quản nhiều như vậy mà liền thành, kiếp sau ăn uống không lo. Nguyên vạn nhất cùng nguyên tiểu thúc giống nhau, hai người bọn họ đều là không chịu ngồi yên người. Gần đây lại cùng bạch quả tân học không ít chiêu số, cả ngày không phải chạy chính là nhảy, một thân kính không địa phương phát, hận không thể sách theo rìu lên núi chém một năm xài xuống dưới tồn. Cái gì kiếp sau ăn uống không lo, ta này đời trước còn không có quá xong đâu, tiểu thúc mạc đề ta, ta cũng không thành ngoài dự đoán mọi người, Nguyên Thiên Tùng cự tuyệt thực mau, hắn là thiệt tình không nghĩ làm này sống. Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nguyên Thiên Tùng trên người, ngay cả Nguyên Nguyên cũng nhịn không được ngừng tay đồ nghịch đồ vật. Nhị ca thế nhưng cũng sẽ cự tuyệt, hắn vẫn luôn đều nghĩ làm chút mua bán, hiện giờ có cơ hội, đương cái tiểu địa chủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, hiện tại hắn quyết đoán cự tuyệt, mặc cho ai đều thực kinh ngạc. Nhị ca cũng không nghĩ. Vì sao? Nguyên Nguyên thật không minh bạch nhiều người như vậy đều tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình, Nguyên Thiên Tùng chợt còn có chút ngượng ngùng, hắn rủ mi ho nhẹ, cảm thấy sớm nói vãn nói đều phải nói, liền nhân cơ hội này tất cả đều lượt ra tới. Kỳ thật! Ta đã từ nghề một cửa hàng sống, lần này trở về ở trong nhà cũng lưu không được, quá mấy ngày liền tính toán đi rồi. Cách không được hắn thu thập đồ vật trở về, chỉ vì hắn ở bên kia quần áo thiếu, cho nên cũng đúng lý cũng ít, không làm người phát giác hắn đây là từ công. Từ. Vậy ngươi cái gì tính toán, ngươi kia việc không phải rất vững chắc sao, như thế nào lại không bằng lòng? Nguyên tiểu thúc tò mò. Trêu chọc về trêu chọc, hắn trong lòng cũng cảm thấy Nguyên Thiên Tùng việc ổn trọng, hơn nữa Nguyên Thiên Tùng làm nhiều năm như vậy, lại ngao đoạn thời gian, hắn là có thể một mình đảm đương một phía, chính mình đương nghề một sư phó. Tiểu thúc, ngươi vừa rồi còn nói làm nhị đệ từ công, sao lại đột nhiên sửa miệng? Nguyên tiểu thúc liếc nguyên vạn nhất liếc mắt một cái, bẹp miệng không nói chuyện, nguyên vạn nhất đây là càng ngày càng sẽ hủy đi hắn đài nguyên nguyên chớp chớp mắt nhị ca hiện giờ tướng mạo cực hảo chính là từ sống cũng không ảnh hưởng hắn về sau sinh hoạt nhị ca có cái gì mặt khác ý tưởng ngươi muốn làm cái gì sinh ý nói ra thật xấu hổ ta cái gì đều muốn làm một chút nguyên thiên tùng cười nhẹ nguyên tiểu thúc hắn biết nguyên thiên tùng vẫn luôn là có chủ ý là muốn làm đại sự người nhị ca gia này mấy cái hài tử liền hắn nhất cơ linh cùng hồ ly thành tinh giống nhau nhưng không nghĩ tới hắn chủ ý lớn như vậy cái gì đều muốn làm một chút hắn là thật sự dám nói nhị đệ ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng này này một lòng há có thể nhị dùng a nguyên vãn nhất cảm thấy nguyên thiên tùng luôn luôn thông minh như thế nào hôm nay đảo nói lên hồ đồ lời nói nguyên thiên tùng cười mà không nói quay đầu chú ý tới chính cân nhắc nguyên nguyên suy tư trong chốc lát nguyên nguyên bừng tỉnh đại ngộ đôi mắt đều sáng lên xem nàng bộ dáng này nguyên thiên tùng liền biết nàng đã hiểu tiểu lục đã hiểu có phải hay không nhị ca chẳng lẽ là tưởng khai một cái siêu thị siêu thị mọi người đều nghi ta chỉ biết có chợ phía đông nam thị chợ phía tây bắc thị này siêu thị là cái gì nguyên tiểu thúc đặt câu hỏi hôm nay thượng giá đã có một tháng cảm tạ có thể nhìn đến nơi này thân thân đối ta duy trì tuy rằng thành tích không được tốt nhưng chỉ cần có một người ở ta đều sẽ kiên trì đi xuống. Kiên trì không thủy văn, không ốc, nỗ lực đến xong bổn. Chương 122 Lô Hội Chương 122 Lô Hội Nguyên Thiên Tùng cũng ở suy tư tên này hàm nghĩa, hắn cảm thấy thật là thú vị. Nguyên Nguyên đứng lên giải thích. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng cảm thấy nhị ca sát thật gan lớn. Người khác gia sinh ý, đều là tổ tiên truyền xuống tới, chuyên môn làm một môn, tưởng khai siêu thị, nhị ca tự cổ chí kim tuyệt đối là đầu một cái. Chính là siêu thị bái, thứ gì đều có cái loại này thị trường. Nguyên Nguyên cũng thực chờ mong, khi nói chuyện càng là không tự chủ được dơ lên lông mày. Đánh cái cách khác, ta nếu nghĩ ra đi dạo phố mua Âu yếm chi vật, vậy muốn đi chợ phía đông mua trâm hoa, đi nam thị mua phấn mặt, còn muốn đi chợ phía tây mua quần áo, lại đi bắc thị mua chút điểm tâm, như vậy đông chạy tây chạy nhiều phiền toái, thực sự có siêu thị ở, ta tưởng mua thứ gì đều có vậy không cần như vậy phiền toái. Tiểu lục quả nhiên biết trong lòng ta suy nghĩ, ta cũng là bởi vì chúng ta cùng vương công tử kia sinh ý, mới có thể nghĩ vậy một vụ, nếu một nhà cửa hàng, có thể bán bất đồng đồ vật, kia liền có thể hấp dẫn mấy lần khách nguyên. Như vậy một giải thích, nguyên vạn nhất cùng nguyên tiểu thúc đều tính minh bạch, nguyên thiên tùng đều không phải là hồ đồ, mà là chân chính thông minh. Việc này nhưng không dễ làm, chưa bao giờ nghe thấy sự, luôn là muốn khó khăn nhiều. Nguyên tiểu thúc đầu một hồi đứng đắn lên, giống một cái chân chính trưởng bối tới cùng vãn bối nói chuyện. Ngươi ý tưởng tuy thực hảo, nhưng là chân chính thực thi lên vấn đề cũng rất nhiều, tỷ như này tuyển mà, ngươi tính toán tuyển nào. Nguyên Nguyên cũng tán thành, nhị ca tính toán đi nơi nào làm cái này, chính khúc trấn tám phần là không được, trong thị trấn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng muốn thật đi, kia cũng đi hai bước liền đến đầu, không thích hợp. Đều không phải là Nguyên Nguyên muốn vội vàng Nguyên Thiên Tùng không cho hắn ở chính khúc trấn, mà là căn cứ lương tâm ăn ngay nói thật. Việc này, Nguyên Thiên Tùng trong lòng cũng có một phen suy tính. Ta đều nghĩ kỹ rồi, liền định ở Thái Châu Phủ, đã từng tiếp nhận một lần Thái Châu Phủ việc, nơi đó địa giới ta tra xét quá, thích hợp, cửa hàng ta đều xem trọng, vừa lúc Thái Châu Phủ ly đến không xa, ta nếu nhớ nhà, trở về cũng coi như phương tiện. Nguyên Nguyên thở dài một tiếng. Nguyên Lai like Nhị Ca là đều tính toán hảo, chúng ta đây trừ bỏ duy trì, liền cũng không mặt khác nói nhưng nói. Tiểu lục lời này nói, ngươi chẳng lẽ còn không duy trì nhị ca làm việc này. Nguyên Thiên Tùng nhướng mày đầu, hắn trăm phần trăm khẳng định, Nguyên Nguyên sẽ duy trì hắn. Nguyên Nguyên ngọt ngào cười, chỉ cần là chuyện tốt, nàng tất nhiên toàn tâm toàn lực duy trì. Nguyên Thiên Tùng quyết tâm phải làm việc này, không ai có thể ngăn cản hắn, hắn nếu buông tay đi làm, liền công tác đều từ, đó là có hoàn toàn chuẩn bị, càng sẽ không quay đầu lại. Hiện giờ hắn đỉnh đầu có chút tích tụ, Nguyên Nguyên đánh giá có mấy trăm lượng, làm khởi bước tài chính cũng coi như cũng đủ thật sự không thành nói nguyên nguyên còn có thể đi đầu tư một chút ngầm giúp đỡ một chút nhị ca làm buôn bán nơi nào có đơn giản tổng muốn đi bước một từ từ tới nguyên thiên tùng cùng nguyên mẫu nói việc này nguyên mẫu biết hắn là lưu không được này vừa đi cũng liền không giống từ trước giống nhau ngẫu nhiên có thể về nhà nghỉ ngơi một chút hắn đã là tới rồi nhược quán chi năm nghĩ ra đi sấm sấm thực bình thường làm mẫu thân Nguyên mẫu hy vọng chính mình hài tử chẳng sợ ở bên ngoài cũng có thể quá hảo, cho nên cầm không ít thể mình bạc ra tới duy trì Nguyên Thiên Tùng. Nguyên Nguyên cũng sấn nhị ca còn lưu tại trong nhà, cùng hắn trò chuyện rất nhiều sinh ý phương diện sự, hy vọng có thể đối hắn về sau có điều trợ giúp. Nguyên Thiên Tùng vẫn chưa ở trong nhà dừng lại bao lâu thời gian, theo hắn theo như lời muốn đi sớm chuẩn bị, chờ thu hoạch vụ thu lại về nhà hỗ trợ. Nguyên Nguyên chỉ tiếc trong nhà tân mua tòa nhà còn không có thu thập hảo, ở không thoải mái, nhị ca chính là đi Thái Châu Phủ cũng vô pháp đặt chân. Nàng phải nắm chặt thời gian tìm nhân tu thiện, tranh thủ ở năm trước có thể tu hảo, nhị ca cũng không đến mức bên ngoài không có gia trụ. Nguyên Thiên Tùng rời nhà khi, Nguyên Nguyên tưởng cho hắn mang không ít đồ vật, nhưng đều bị hắn cấp chối từ, như vậy bao lớn bao nhỏ sách theo, xác thật phiền toái. Không mang theo quá nhiều bọc hành lý, vậy chỉ có thể mang theo đông đảo chúc phúc cùng dặn dò rời đi. Nhị ca này vừa đi, Nguyên Nguyên liền vội lên, mỗi ngày còn muốn bớt thời giờ đi chú ý quan sát Vương Khải hàng cửa hàng trạng huống, thật vất vả mới rảnh rỗi đồ nghịch chính mình đồ vật. Nguyên Mẫu cầm một cái sọc vải dệt ngồi ở trong tiểu viện, cầm một cái khăn tay đưa cho Nguyên Nguyên. Sớm chút Nhật Tử liền gặp ngươi lộng cái kia ngoạn ý nhi, tiểu tâm loại trên mặt đất ai đều chạm vào không được, như thế nào hôm nay còn cấp đào ra, mau bắt tay cấp lau lau, xem ngươi kia một tay bùng, quần áo đều cấp làm dơ. Nguyên Nguyên tùy ý vỗ vỗ tay, nhìn đến mẫu thân đưa qua tay không khăn, nàng đều ngượng ngùng tiếp nhận tới, lo lắng cho mình cấp làm dơ. Mẫu thân, khoảng thời gian trước gieo nó là bởi vì không rảnh liệu lý, sợ nó chết héo, hiện tại ta đào nó ra tới có đại tác dụng. Nguyên nguyên rung rung kia rễ cây thượng thổ, trước đem đồ vật đặt ở một bên. Nguyên mẫu trực tiếp cầm khăn cho nàng xoa xoa, tay nhỏ lại trở nên sạch sẽ trắng nõn. Đó là thứ gì, ta xem cũng chính là bộ dáng kỳ quái cỏ dại, mặt trên còn có chút thứ giống nhau, người tiểu tâm trát tay. Mẫu thân không biết, đây chính là thật bảo bối nguyên nguyên tiểu tâm phủng sờ sờ thật dài phiến lá đối này thịt chất no đủ phiến lá thực vừa lòng nó kêu lô hội ăn có thể thanh gan trừ hỏa là hiếm có thứ tốt đây là nguyên nguyên lần đầu tiên ở nhà phụ cận thấy lô hội cũng không biết thôn trưởng kia cửa nhà như thế nào liền dài quá lô hội ra tới có rảnh nàng còn muốn lại tìm tìm vậy ngươi hôm nay là muốn đem nó xào ăn từ nguyên nguyên trồng ra những cái đó đến từ ngoại bang rau quả Nguyên mẫu là cái gì hình thù kỳ quái đều ăn qua, lá gan đều lớn không ít. Ăn chỉ có thể tính là một đốn mỹ thực. Nhiều ít có điểm đáng tiếc, kỳ thật trừ bỏ ăn, lô hội còn có thể lấy tới dùng, đồ ở trên mặt có thể bổ thủy dễ chịu, hiện tại thời tiết nhiệt, dùng vừa lúc. Nguyên nguyên từ ánh mắt đầu tiên thấy lô hội bắt đầu, cũng đã có đem nó chế thành lô hội keo tính toán. Trình tự làm việc cũng không tính phức tạp, nàng liền công cụ đều trước tiên chuẩn bị tốt, trải qua lần trước làm trong không gian đám kia tiểu đệ thủ công đánh nát ớt cây lúc sau, Nguyên Nguyên tổng cảm thấy như vậy không quá hành. Chỉ có thể đi định chế một cái thủ công máy trộn. Nàng họa bản vẽ không rất giống, ít nhiều kia có kinh nghiệm sư phụ và kiến thức rộng rãi, lúc này mới có thể đem nàng muốn máy trộn làm ra tới, hiện giờ tưởng giảo toái đồ vật cũng phương tiện rất nhiều. Trừ này bên ngoài, Nguyên Nguyên còn đi trấn trên mua một ít mỹ dung dưỡng nhan thuần thiên nhiên nhựa đào, ngoại dụng uống thuốc đều có thể lô hội tẩy sạch mổ ra, thịt quả thiết đinh giặt sạch mấy lần lúc sau, nàng mới đặt ở máy trộn tiếp tục giảo toái, lại dùng trước đó chuẩn bị lưới lọc hảo hảo lọc lô hội chất lỏng. Cuối cùng hơn nửa hoa lộ nhựa đào tăng hương lượng chế, này một tiểu hộp lô hội keo liền tính thành, chỉ là này thuần thiên nhiên đồ vật không thể phóng lâu, nửa tháng nội dùng xong tốt nhất. Này lô hội keo một thành, nguyên nguyên liền cấp mẫu thân cầm đưa đi, nhậm mẫu thân như thế nào chối từ, nàng cũng để lại cấp mẫu thân, ngày này đầu phơi, mẫu thân trên mặt khô ráo, là phải hảo hảo bổ thủy. Nguyên mẫu vui vẻ nữ nhi săn sóc, đây là nàng tận mắt nhìn thấy Nguyên Nguyên làm, biết trong đó tâm. Ý. Chương 123 xuyến môn. Chương 123 xuyến môn. Đồng ruộng lâu hạn, đầu một ngày buổi tối Nguyên Nguyên nhìn thiên tướng. Như nàng phía trước sở phỏng đoán giống nhau, ngày mai liền phải trời mưa. Nàng sớm liền thu thập hảo trong nhà, phơi nắng quần áo thu vào đi, trong nhà đồ ăn mầm chăm sóc hảo, lại kiểm tra rồi các góc có hay không lọc gió, ngủ phía trước quan hảo cửa sổ, cuối cùng mới dặn dò nguyên tiểu thúc cùng nguyên vạn nhất, ngày thứ hai liền không cần lại ra cửa. Nguyên vạn nhất còn tưởng rằng nàng là có cái gì đại sự đâu, kết quả hôm sau bầu trời đã đi xuống vũ, có lẽ là bởi vì hồi lâu không mưa duyên cớ, lần này trời mưa thật lâu. Khô hạn thổ địa đều cấp toàn bộ tẩm ướt, một chân dẫm đi xuống, trực tiếp lưu lại một thật sâu dấu chân. May hôm nay không ra cửa, bằng không hiện tại thật muốn xối thành gà rớt vào nồi canh nguyên vạn nhất liếc mắt một cái liền vào phòng hắn ham thích cường thân kiện thể chẳng sợ hiện tại bên ngoài rơi xuống vũ này cũng không ảnh hưởng hắn ở phòng trong rèn luyện thân thể hắn nghiêm khắc dựa theo bạch quả định ra yêu cầu squat nhảy dây cử khóa đá không thể trường bào kia hắn liền ở trong phòng liên hệ cao nhất chân mỗi ngày đều là muốn ra một thân hãng ngược lại nguyên tiểu thúc cái này áp tiêu cao nguy chức nghiệp nhất yêu cầu rèn luyện thân thể người thế nhưng còn không có nguyên vạn nhất nỗ lực nếu không phải nguyên nguyên thấy hắn cùng nguyên vạn nhất ngẫu nhiên so chiêu võ công không lui bước nàng thật đúng là cho rằng tiểu thúc thúc đây là không tính toán lại làm tiêu sư nguyên tiểu thúc cũng hướng tới tí tách lịch vũ cảm khái một tiếng buổi sáng là ra không được a à, tiểu lục ngươi như thế nào biết hôm nay sẽ trời mưa nguyên tiểu thúc đứng ở dưới mái hiên thưởng vũ này vũ tới hảo a à, cửu hạng phùng cam lộ nếu không phải xuyên tân chế quần áo hắn thật muốn đến trong mưa thống thống khoái khoái suối một hồi chỉ sợ hiện tại đồng ruộng không ít người đều ở vì trận này vũ hoang hô. Nguyên Nguyên cũng dọn tiểu băng ghế ngồi ở dưới mái hiên, đôi tay chống cầm, một đôi mắt nhìn thiên không ngừng chuyển động, cũng không biết đang xem cái gì. Nguyên Tiểu Thúc cảm thấy nàng đối trời mưa giống như cũng không có gì phản ứng, thậm chí còn không thế nào cao hứng. Cái này một hồi mưa đúng lúc, nơi nơi đều là vui vẻ ra mặt người, ta thấy quê nhà hương thân còn cầm thùng nước súc thủy, ngươi không cao hứng sao, thấy thế nào lên một chút phản ứng đều không có nguyên nguyên một tay chống chính mình gương mặt nghiêng đầu cả người đều lười nhác nhưng xem như cho nguyên tiểu thúc một chút phản ứng đã sớm biết đến sự bất quá liền sao vũ có cái gì thật là cao hứng nguyên tiểu thúc bật cười nguyên nguyên nói nàng đã sớm biết chính mình thế nhưng vô pháp phản bác nàng có lẽ là thật sự biết bằng không cũng sẽ không có hôm qua nhắc nhở nói ngươi nếu không hiếm lạ này vũ vậy ngươi lại đang xem cái gì tuy rằng thời tiết oi bức tại đây ngồi là mát mẻ điểm nhưng là hạ lớn như vậy vũ còn không biết khi nào sẽ đình đâu ngươi tiểu tâm ở đầu gió đừng cảm lạnh nguyên tiểu thúc nhắc nhở đại trời nóng càng dễ dàng cảm lạnh lại muốn lưu nước mũi lại muốn đánh hắt xì vốn là cả người khô nóng còn muốn mang theo bệnh khí phi thường khó chịu hại thở dài một tiếng nguyên nguyên đối với này vũ phát sầu còn tuổi nhỏ than cái gì khí ngươi ở sầu cái gì nguyên nguyên yên lặng lắc đầu không có gì ước chừng lại quá một canh giờ vũ liền ngừng tiểu thúc thúc nếu là nghĩ ra đi, từ từ là có thể đi ra ngoài. Lưu lại một câu, Nguyên Nguyên dọn ghế trở về phòng. Đây là một hồi mưa đúng lúc không sai, nặng nề thời tiết đều hòa hoãn không ít, chỉ là trận này vũ, mặt danh làm Nguyên Nguyên trong lòng có chút phiền muộn. Tổng cảm thấy chính mình bên người người sẽ phát sinh cái gì đại sự. Nguyên tiểu thúc nghe vậy trong lòng hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ lỗ tai đỏ lên mặt mang xấu hổ, cảm thấy chính mình kia đinh điểm tiểu tâm tư đều bị Nguyên Nguyên cấp xem thấu hắn hôm nay tính toán đi ra ngoài, vì đi ra ngoài còn ước chừng trang điểm non nửa cái canh giờ, tóc đều một lần nữa rửa mặt chải đầu trác cái tạo hình, râu quát một lần lại một lần, đối với chậu nước nhìn hồi lâu mới xác nhận quát sạch sẽ. Nguyên bản nguyên tiểu thúc bộ dáng liền không kém, hiện giờ trang điểm lên càng hiện tuấn lãng. Ngươi như thế nào biết ta muốn đi ra ngoài? Nguyên tiểu thúc ngựa ngùng dò hỏi nguyên nguyên, thực sự có như vậy rõ ràng sao? Nguyên nguyên bị chọc cười, tùy tay từ trong không gian lấy ra một cái chính mình thường dùng gương trang điểm, tròn tròn chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Nàng nhấc tay đem gương dỗi ở nguyên tiểu thúc trước mặt, này có thể sau mặt nước cùng gương đồng thấy rõ nhiều. Chính ngươi nhìn xem, trang điểm cùng cái hoa khổng tước giống nhau, nếu không phải hôm nay trời mưa, ngươi đã sớm bay ra đi đi, này ai nhìn không ra tới. Nguyên tiểu thúc đối với tiểu gương đánh giá chính mình, nếu mày suy tư, ngươi nói, ta này trên đầu muốn hay không lại mang cái đai buộc tráng đâu. Nguyên nguyên đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, không nghĩ tới tiểu thúc thúc cũng sẽ. Đợi cho thời tiết không hề lặp lại trời mưa, vừa mới trong thời điểm, Nguyên Nguyên liền dẫm lên bùng đi tới rồi đại cô trong nhà. Mai Lan Cúc vừa vặn mở ra viện môn thông gió, thời tiết này mát mẻ, nếu không mưa, đi ra ngoài đi một chút cũng thoải mái. Nàng nhìn đến Nguyên Nguyên dẫn theo làng váy, một chân một dịch tiểu tâm đi tới, chạy nhanh cầm dựng ở cửa bên cạnh một cái trường đầu gỗ bản, đảo đặt ở bùng đất thượng ngươi như thế nào bản thân tới, chạy nhanh đi ở tấm ván gỗ tử thượng dẫm lên lại đây, này bùng đất nhiều hoạt, ngươi cũng không sợ quăng ngã. Nhìn đến Nguyên Nguyên rốt cuộc dẫm lên tấm ván gỗ, nàng duỗi tay đi dắt Nguyên Nguyên, vội vàng đem nàng kéo đến cửa nhà đá phiến thượng đứng. Mau đem giày thượng bùng đi vừa đi, này một đường đi tới muốn dẫm nhiều ít bùng A. À. Mai Lan Cúc chuyển đến một cái xẻng, muốn cho Nguyên Nguyên dẫm lên đem giày thượng lầy lội cạo. Nguyên Nguyên sách lên làng váy cấp Mai Lan Cúc xem chính mình chân, nàng nhấc chân rung rung không cần lạp biểu tỷ ngươi xem ta xuyên cái giày bộ mai lan cúc lúc này mới chú ý tới nàng trên chân còn xuyên một cái đặc chế giày bộ dùng bố trát lên hệ ở mắt cá chân thượng đem giày bao vây kín mít trừ bỏ giày trồng lên dính lầy lội có chút dơ nàng ống quần vạt áo toàn không làm dơ một chút ngươi đảo thông minh như vậy khó đi bùn đất thế nhưng không ảnh hưởng ngươi một chút mau tiến vào nghỉ ngơi một chút đi mai lan cúc dẫn nguyên nguyên vào cửa Nguyên Nguyên dựa vào ven tường đem trên chân giày bộ cởi ra, chính mình giày nhỏ thượng sạch sẽ. Giày trên mặt dùng bạch tuyến theo một con đáng yêu con thỏ, Nguyên Nguyên chính là lo lắng đem kia chỉ thỏ con làm dơ mới xuyên giày bộ, thỏ con là mẫu thân theo, màu trắng thỏ con làm dơ đặc biệt khó tẩy. Ta cũng là sợ phiền toái, trên mặt đất bùng còn không có làm, mặc vào giày bộ, bùng đều giày chạy đua trồng lên đi, này tẩy cái giày bộ có thể so soát giày phương tiện nhiều. Giày bộ liền đặt ở một bên không có gì đáng ngại địa phương, này vẫn là cái đầu gió, làm gió thổi một thổi, đợi lát nữa kia giày trồng lên bùng nên hông gió. Đi phía trước đem giày bộ quan ngã một quan ngã, mặt trên làm bùng nhẹ nhàng là có thể quan ngã rớt, về nhà thời điểm còn có thể dẫm lên giày bộ đi. Gần nhất nước mưa nhiều, hôm nay này vũ mới vừa đình ngươi liền tới rồi, như thế nào không sợ đợi lát nữa lại trời mưa không thể quay về. Mai Lan Cúc nắm nàng vào nhà, nguyên nguyên tay dị thường mềm mại, nàng nắm đều không nghĩ rải khai. Nguyên nguyên cười, thật trời mưa đi không được, ta hôm nay như thế nào đều phải cùng biểu tỷ ngủ, biểu tỷ sẽ không ghét bỏ ta đi. Chương 124 tìm biểu ca có điểm việc nhỏ. Chương 124 tìm biểu ca có điểm việc nhỏ. Mai Lan Cúc suy nghĩ cặn kẻ bộ dáng, nghiêm trang cùng Nguyên. Nguyên đề yêu cầu, chỉ cần ngươi ngủ không đánh hô, không nói mê, không nghiến răng, không mộng du, không đái dầm. Tỷ tỷ ta liền miễn cưỡng thu lưu ngươi cả đêm đi. Biểu tỷ ngươi đây là từ không thành có, ta ngủ thực thành thật, nhưng không này đó tật xấu. Nguyên Nguyên dùng sức lung lay một chút nàng cánh tay, phát tiết chính mình bất mãn. Mai Lan Cúc không đùa nàng, nhéo nhéo tay nàng, mang nàng cùng đi nhà chính ngồi. Nàng lại cầm chút tân trích quả dại tử ra tới, dùng nước trong rửa rửa mới đoan tiến vào cấp Nguyên Nguyên đỡ thèm. Trong nhà hiện tại theo ta một người, biểu muội là có chuyện gì sao, cứ như vậy cấp liền tới rồi. Nếu không phải cái gì chuyện quan trọng, cũng sẽ không tình nguyện dẫm lên một chân bùn cũng muốn tới. Nguyên Nguyên có chút thẹn thùng, là có một chút việc nhỏ, đại cô cùng biểu ca hiện tại đều không ở sao. Sáng tinh mơ liền đều đi ra ngoài, tính tính thời gian, hiện tại cũng nên đã trở lại. Mẫu thân bị cách vách thiếm nhóm kéo đi nói chuyện phím, ta ca đi trên núi, này thật vất vả hạ vũ, nấm rau dại cũng đều ngoi đầu, hắn hẳn là tính toán thải điểm trở về. Mai Lan Cúc nhìn sang thiên, thời gian cũng không còn sớm. Hiện tại đường núi nhưng không dễ đi, biểu ca hiện tại liền lên núi, tự hồ có chút nguy hiểm. Mới vừa hạ vũ, khi trên núi so trên mặt đất khó đi nhiều. Mai Lan Cúc đối này cũng không thể nề hà. Ngươi là biết ta ca, luôn là rầu rĩ không thích nói chuyện, hôm nay buổi sáng, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy hắn cổng cái sọc đi rồi, cũng không biết hắn lên núi đi, cản đều ngăn không được. Nguyên Nguyên sờ sờ cầm, biểu ca đích xác tổng rầu rĩ, thật cũng không phải hắn quái gở. Nguyên Nguyên tổng cảm thấy biểu ca đây là quá thông minh, cho nên mới cùng những người khác không hợp cường đại người luôn là cô độc, không có gì tiếng nói chung, hắn mới không muốn cùng người khác giao lưu quá nhiều. Ta ca cũng liền cùng ngươi ở chung thời điểm bất đồng. Mai Lan Cúc thả lỏng lại. Biểu muội về sau nhiều tới đi một chút, nếu là có thể khai đạo khai đạo ta ca liền càng tốt. Hảo A. Chỉ cần biểu tỷ không chê ta phiền là được, ta tới xuyến môn, kia đều là muốn cọ cơm. Mai Lan Cúc thấy nàng một bộ tham ăn bộ dáng, che miệng cười nàng, biết biết, chúng ta còn có thể thiếu ngươi kia một bữa cơm không thành, chuẩn làm ngươi ăn béo 10 cân lại về nhà. 10 cân liền tính, ăn thành cái cầu, ta tổng không thể lăn trở về gia đi. Nguyên Nguyên nói giỡn, đậu Mai Lan Cúc không khép miệng được. Mai Trúc quân biểu ca tuyệt đối là cái người thông minh, hắn thông minh cùng Nguyên Nhị ca khôn khéo, Nguyên Tam ca thông tuệ đều bất đồng, hắn thập phần hiểu được dấu dốt, hơn nữa cũng không hiển lộ ra tới. Ở không gặp được có thể thiệt tình giao lưu người phía trước, Mai Trúc Quân dường như cũng không tính toán cùng người khác tiếp xúc quá nhiều. Nguyên nguyên chuyến này chính là tới tìm Mai Trúc Quân hỗ trợ, biểu ca hiện tại không ở nhà, vậy chỉ có thể chờ một chút. Nguyên nguyên giúp đỡ biểu tỷ cùng nhau chuẩn bị cơm trưa muốn ăn đồ vật, trong lúc còn thấy nguyên đại cô liền vỗ bộ ngực cấp trở về nấu cơm. Nàng sáng nay nghe được tin tức đánh sâu vào quá lớn, cái này làm cho nàng khó có thể tâm an, ngay cả xào rau khi đều tay run phóng nhiều tài liệu. Mẫu thân làm sao vậy, đi ra ngoài một chuyến liền trở nên tâm thần không yên. Mai Lan Cúc vội vàng bỏ thêm điểm nước bổ cứu, hy vọng có thể hòa tan chút hương vị, không đến mức tài liệu quá nặng khó có thể nuốt xuống. Nàng xem Nguyên Nguyên cùng nhà mình khuê nữ đều ở bên cạnh, chẳng sợ có lại nhiều nói tưởng nói ra, cũng toàn bộ đều nuốt tới rồi trong bụng. Lời này không thể nói, miễn cho bẩn này hai hoàng hoa khuê nữ lỗ tai, Nguyên Đại cô chỉ có thể sâu kín đối với Mai Lan Cúc thở dài. Ta về sau không bao giờ thúc giục ngươi ca hôn sự, ngươi cũng là về sau này lan quân muốn thận trọng chọn xem hết thảy đều tùy duyên đi nương không thúc giục các ngươi thật sự không thành nuôi dưỡng các ngươi cả đời đều thành mai lan cúc đỏ mặt mẫu thân ngươi đang nói cái gì đâu như thế nào còn xả đến ta nguyên đại cô đây là thật sự đã thấy ra chính mình bảo bối cục cưng không thể để cho người khác khi dễ trời biết nàng hôm nay đều nghe những cái đó lắm mồm bà tử nói gì đó biết mai trúc quân thất bại môn hôn sự từng cái hỏi thăm như vậy rõ ràng không biết còn tưởng rằng Mai Trúc Quân là các nàng gia hài tử. Nàng vốn dĩ nghe còn cảm thấy không có gì, đơn giản là một ít việc vặt, đương cái chuyện xưa nghe một chút phải, cùng các nàng cũng không quá lớn quan hệ, kết quả những cái đó sự càng nghe liền càng là kinh hãi. Vương Ngọc Ánh ở không trở thành hồ gia di nương phía trước, thế nhưng cũng đã có thân mình, nàng cùng kia hồ gia thiếu gia sự, cũng không biết sao, toàn bộ đều bị truyền ra tới. Hồ gia chính là tưởng áp cũng áp không được, này một truyền mười, mười truyền trăm, Hồ gia thiếu gia cùng Vương Ngọc Bánh cũng chưa mặt, đi đường thượng đều bị người ta nói nhàn thoại. Dựa theo nhật tử đảo đẩy, Vương Ngọc Bánh cùng nhà mình nhi tử nói hôn là lúc, cũng đã cùng hồ gia kia thiếu gia không minh không bạch. Nguyên đại cô đó là một cái khí A, nghe xong những người này nói, nàng về sau là trăm triệu không dám lại thúc giục Mai Trúc Quân, liền sợ lại gặp phải như vậy sự. Thừa dịp ngày mưa kết thúc, lên núi thải đồ vật người rất nhiều, Mai Trúc Quân mang theo cái sọc bên trong tràn đầy nấm loại rau dại, thu hoạch pha phong hắn nhìn thấy nguyên nguyên lại đây làm khách trên mặt biểu tình minh mắt có thể thấy được từ bình đạm chuyển vì cao hứng sớm ăn xong rồi cơm liền tưởng cùng nguyên nguyên thảo luận chính mình tân đến tiểu ngoạn ý đó là các loại hình dạng bát quái khóa biểu ca tuy rằng không thích nói chuyện nhưng là tư duy logic rất mạnh đặt ở về sau này thỏa thỏa chính là đương nghiên cứu viên liêu cũng chẳng trách hắn sẽ ở đại mùa hè làm ra băng tới cầu băng đây là nguyên nguyên tới tìm biểu ca mục đích thời tiết nóng bức nàng ở trong nhà thừa lương còn cảm thấy hảo, nhưng là ra ngoài một chuyến lại trở về, đó là nhiệt động đều không thể động. Nguyên Nguyên liền suy nghĩ làm chút mát lạnh ngon miệng đồ uống tới. Nàng tìm chút bạc hà dịp, mùa hè ăn bạc hà tương đối mát mẻ, nàng liền dùng bạc hà cùng quả đào thịt quả làm đào thịt bạc hà uống. Hương vị không tồi, nhập khẩu ngọt lành, nhưng là Nguyên Nguyên uống lên lúc sau, tổng cảm thấy vẫn là thiếu chút lạnh lẽo cảm giác. Tuy rằng có bạc hà ở trong đó, cũng là nhẹ nhẹ lạnh lẽo tràn ngập ở khẩu, nhưng tóm lại không có ướp lạnh đồ uống tới thoải mái nàng liền thuận miệng thở dài một câu nếu tới điểm băng thì tốt rồi khối băng tại đây đại mùa hè quý giá chính là tưởng mua đều mua không được thông thường đều là mùa đông chứa đựng mùa hè mới có thể lấy ra sử dụng có thể sử dụng khởi khối băng người phi phú tức quý thông qua một ít con đường là có thể mua sắm một ít lại đây bất quá kia giá thật sự làm thịt người đau tốn số tiền lớn liền mua một khối băng còn không bằng ăn nhiều mấy đốn tốt ham nhất thời chi nhạc nguyên nguyên cảm thấy phi thường không ổn nguyên tiểu thúc nghe được nàng thở dài cũng là thuận miệng nói một câu muốn khối băng đi tìm cây trúc a à, hắn hẳn là có thể làm ra tới khi còn nhỏ hắn liền trang điểm quá thứ này ta chính mắt gặp qua hắn mùa hè lộng quá băng ra tới chỉ là không biết vì cái gì hiện tại không muốn lộng nguyên nguyên nghe nói nguyên tiểu thúc nói đó là chờ thời tiết vừa vặn một điểm liền trúng vội vàng hoảng chạy đến nàng gần nhất liền nằm mơ đều là ở nóng bức mùa hè ăn thượng một ngụm dưa hấu vị sa băng, có thể thấy được nàng là cỡ nào đến sốt ruột. Tiểu tu một chút, lỗ ban khóa đổi thành bát quái khóa. Chương 125 chế băng. Chương 125 chế băng. Biểu muội nhìn xem này đó, ta tân tìm thấy, ngươi nhưng thích này đó, nếu là thích liền tặng cho ngươi lấy về gia chơi đi. Mai Trúc Quân cầm các loại bát quái khóa cấp nguyên nguyên, như thế hành vi, giống như là ở chia sẽ chính mình âu yếm chi vật tiểu hài tử. Hắn lấy ra có ước chừng 8 loại hình thức khóa, từ đơn giản đến phức tạp, một khối số lượng càng ngày càng nhiều, tất cả đều là nguyên nguyên chưa thấy qua hình thức. Nguyên nguyên chỉ lấy khởi đơn giản nhất, một cái từ 8 khối đầu gỗ đùa nghịch, nàng tạm thời chỉ có thể cởi bỏ này một cái, mặt khác thật là có chút phức tạp. Nàng chơi này đó toàn dựa thuần thuộc độ, thật làm nàng hiện tại liền nhìn thấu bên trong huyền diệu, kia không quá khả năng, nàng yêu cầu thời gian ta không biểu ca như vậy thông minh, làm ta giải này đó bác quái khóa, ta khả năng phải tốn thượng một hai tháng mới có thể mở ra. Nguyên Nguyên suy sụp khởi một khuôn mặt. Mai Trúc Quân cảm thấy không sao cả, không sao, chỉ cần có thể mở ra, bao lâu đều không sao, ngươi lưu trữ mang về nhà đi. Hắn cũng không cảm thấy một hai tháng thời gian trường, tương phản, hắn càng thích trong đó thăm dò quá trình. Nguyên Nguyên là duy nhất một cái có thể cùng hắn có giao lưu người, cho nên hắn đối Nguyên Nguyên cái này tiểu biểu muội phá lệ yêu thích, Nguyên Nguyên yêu cầu, hắn sẽ tận lực thỏa mãn. Mấy phen chối từ không xong, Nguyên Nguyên đành phải nhận lấy bát quái khóa, tính toán trở về chậm rãi nghiên cứu. Tiếp theo nàng hỏi chính mình nội tâm bức thiết muốn biết sự, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, biểu ca, ta nghe nói ngươi sẽ chế băng, đây là thật vậy chăng? Mùa hè chế băng, đây là thật sự lợi hại. Mai Trúc Quân ngây người một chút, nhớ tới một ít không tốt lắm hồi ức, liền ngữ khí đều tùy theo trở nên khổ sở, hắn có chút bất đắc dĩ, việc này là tiểu cửu cùng ngươi nói. Đúng vậy, tiểu thúc thúc nói hắn chính mắt gặp qua. Nguyên Nguyên thấy hắn thần sắc thất thường, liền thử dò hỏi, biểu ca là có cái gì băng khoăn sao? Mai Trúc quân tâm tư nhạy bén, thấy Nguyên Nguyên ánh mắt đơn thuần, không giống như là đã biết kia sự kiện bộ dáng, Nguyên tiểu thúc không cùng nàng nói, Mai Trúc quân cũng lựa chọn tiếp tục giấu giếm. Cũng không có việc gì, ngươi muốn băng làm cái gì? Này không phải mùa hè tới rồi sao, ta liền nghĩ làm một ít băng uống tới, lạnh lạnh uống lên thoải mái nhưng là ta lại không có băng nguyên nguyên đầu ngón tay gãi gãi gương mặt nếu là có tủ lạnh khi nàng hết thảy khó khăn liền giải quyết dễ dàng đáng tiếc nàng phía trước chưa từng nghĩ tới mua tủ lạnh phóng không gian nàng muốn chứa đựng băng nhưng thật ra có thể chờ năm nay mùa đông tới rồi đào ra một ít tới phóng không gian chứa đựng năm sau muốn dùng liền tùy thời lấy ra tới dùng đáng tiếc hiện giờ là đại mùa hè nàng đào không đến băng chỉ có thể lo lắng suông ân kỳ thật ta cũng không phải cần thiết yêu cầu băng, nếu chế băng thực phiền toái, vậy từ bỏ, đến mùa đông lại tìm. Thấy biểu ca có chút bài xích, Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình tới quá đường đột. Vẫn là bởi vì nghe được biểu ca sẽ chế băng quá kinh ngạc, không hề nghĩ ngợi liền chạy tới. Có lẽ nàng hẳn là thận trọng suy xét một chút tới hay không vấn đề, không có băng cũng không phải không được, nàng có thể dùng mặt khác hạ nhiệt độ biện pháp. Ở trong nhà lại đào khẩu thâm giếng, bên trong hàng khí tự nhiên là có thể lộ ra tới, tuy rằng không có băng mau hạ nhiệt độ hiệu quả hảo nhưng là đồ uống lạnh cũng có thể bảo đảm vị năm nay có thể trước dùng này biện pháp chấp vá đến mùa đông lại tìm băng có ích lợi gì ngươi cũng không sợ ăn hư bụng ta xác thật sẽ chế băng này cũng không phiền toái nhưng không thể một lần thành rất nhiều ngươi nếu yêu cầu không nhiều lắm ta có thể nói cho ngươi như thế nào làm mai trúc quân tùng khẩu nguyên nguyên sắc mặt vui vẻ cảm ơn biểu ca chuyện nhỏ không tốn sức gì đây là nguyên nguyên yêu cầu mai trúc quân cảm thấy có thể tiếp thu hắn ở nhà bếp tìm kiếm một hồi rốt cuộc tìm ra một túi đồ vật y ngươi tìm kia làm cái gì thứ này như thế nào còn không có ném đâu nguyên đại cô thấy hắn tìm kiếm đồ vật liền đi theo hắn phía sau cùng nhau cuối cùng nhìn đến kia ẩn sâu đồ vật kinh nghi nếu không phải mai trúc quân hiện tại tìm kiếm ra tới nàng cũng không biết nhà bếp còn có thứ này ở đây là tiêu thạch tài liệu vẫn là người khác chuyển bán phế liệu sau muối thô đều tiện nghi nhiều, mặt trên kết tinh có thể thay thế muối thô dùng ăn, người trong thôn phía trước mua không nổi muối, đều là tính toán ăn cái này. Mai Trúc Quân luôn là nói thứ này đối thân thể nguy hại đặc biệt đại, cho nên ngăn đón nguyên đại cô không cho nàng ăn, sau lại trong thôn thật ăn đã chết người, nguyên đại cô liền rốt cuộc không chạm qua thứ này. Nàng còn tưởng rằng đã sớm bị ném, không nghĩ tới hiện tại Mai Trúc Quân lại tìm kiếm ra tới. Còn có điểm dùng, liền không ném. Mai Trúc Quân cầm tiêu thạch đi ra ngoài, quay đầu lại giải thích, mẫu thân an tâm, ta không phải lấy tới ăn. Nguyên đại cô buông tâm, không phải ăn liền hảo. Nguyên nguyên đối này đó không quá tinh thông, nhắc tới tiêu thạch, nàng phản ứng đầu tiên chính là hỏa dược. Tiêu thạch là có thể làm hỏa dược, không nghĩ tới thế nhưng còn có người đem tiêu thạch thượng kết tinh lấy tới ăn qua, này đối thân thể thương tổn khẳng định thật lớn, dám đem này đương muối ăn người, cũng là lá gan không nhỏ. Phía trước ta đều là dùng nước ấm chế băng, bất quá kia đối hoàn cảnh yêu cầu, còn có thủy yêu cầu quá cao, biểu muội khả năng vô pháp nắm chắc, dùng này tiêu thạch liền đơn giản nhiều. Mai Trúc Quân còn lấy ra hai cái bồn, đại bồn bộ tiểu bồn phóng. Nhìn hướng trong bỏ thêm thích hợp thủy, cuối cùng Mai Trúc Quân đem tiêu thạch đặt ở đại trong bồn. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, tiêu thạch dung thủy sẽ hạ thấp độ ấm, tiểu trong bồn thủy tự nhiên liền hạ thấp độ ấm thành băng, chỉ cần có tiêu thạch, chú ý cho kỹ thủy cùng tiêu thạch tỷ lệ, thủy thành băng liền không khó khăn. Nguyên Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu trong bồn thủy kết băng, nhẹ nhẹ hàng khí từ giữa để lộ ra tới. Trước kia sinh hoạt như vậy nhanh và tiện, tủ lạnh băng muốn nhiều ít có bao nhiêu, nàng thật đúng là không nghĩ tới có như vậy một cái đơn giản biện pháp. Nhìn bên trong tiểu bồn đã thành băng, Nguyên Nguyên kích động tưởng duỗi tay vớt ra tới nhìn xem, Mai Trúc Quân tay mắt lanh lẹ, một phen đè lại nàng. Biểu muội như thế nào trực tiếp thượng thủ trảo, này độ ấm quá thấp, ngươi cũng không sợ tổn thương do giá rét tay hắn ngữ khí có chút cấp, may mắn hắn nhanh tay ngăn cản ở nguyên nguyên, bằng không này đại mùa hè tổn thương do giá rét tay, nói như thế nào tới đều có chút buồn cười. Ta đã quên này ra. Cảm ơn biểu ca nhắc nhở. Nguyên nguyên ngượng ngùng rụt rụt tay, nàng hiện tại tỉnh táo lại, ngón tay cũng đã có thể cảm nhận được trong bồn hàng khí, chính mình này thật là kích động hôn đầu, có chút ngớ ngẩn. Mai Trúc Quân tìm một cái kẹp đem tiểu bồn kẹp ra tới, bên trong khối băng đã thành hình, gác ở bên cạnh đặt một hồi, khối băng cũng có chút hóa khai dấu hiệu. Thẳng đến tiểu bồn không như vậy lạnh, Mai Trúc Quân lúc này mới đồng ý làm nguyên nguyên thượng thủ sờ sờ. Chọc chọc kia khối băng, băng băng lương lương xúc cảm thấu triệt nội tâm, có khối băng, dường như mùa hè đều không gian nan, nàng lộ ra vui sướng cười. Biểu ca nếu biết cái này biện pháp, như thế nào không thừa dịp mùa hè đi ra ngoài bán băng. Đại cô gia điều kiện cũng không tính thật tốt, nếu có chế băng sinh ý, vậy có thể hưởng thụ cả đời dựa vào kỹ thuật này kiếm cái đầy bồn đầy chén không là vấn đề. Đương nhiên này chỉ là nguyên nguyên ý tưởng, Mai Trúc Quân cũng không ham thích với kiếm tiền, hắn thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông nông hộ. Tháng này tương đối vội, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất ổn định đổi mới. O, o. Chương 126 biểu ca tâm bệnh. Chương 126 biểu ca tâm bệnh. Phải làm khối băng sinh ý, vậy muốn đại lượng mua sắm tiêu thạch, giống loại này giá rẻ tiêu thạch phế liệu trăm triệu không được, không nói đến đại lượng mua sắm tiêu thạch phí tổn rất cao, ta cũng không cái kia tâm tư đi kinh. Doanh này đó, làm buôn bán quá khó, ta ứng phó không được người khác. Mai Trúc Quân nhíu mày, tự hồ phi thường chán ghét cùng với người khác ở chung giao lưu. Biểu muội nếu là muốn làm băng sinh ý, liền không cần băng khoan ta, nhớ rõ giao cho ngươi nhị ca đi làm, ngươi tuổi còn nhỏ, nhân tâm hiểm ác, có một số việc ngươi ứng phó không tới. Ân, nguyên nguyên trầm ngâm, không hề nhiều lời nàng không sợ người tâm hiểm ác sĩ một viên ý xấu ở nàng trong mắt cũng trang không ra người tốt bộ dáng ngược lại có được một viên chân thành chi tâm bề ngoài lại hung ác nàng cũng không sợ biểu ca nói này đó khẳng định là bởi vì trong lòng có việc cấp nguyên đại cô gia để lại chút mới mẻ rau quả nguyên nguyên liền gấp không chờ nổi mang theo khối băng chạy về da phủng kia một tiểu khối băng tiểu tâm cắt nát nàng đỉnh đầu không như vậy nhiều công cụ cũng liền yêu cầu không được như vậy nhiều hình dạng có thể cắt thành cái hình vuông liền tính không tồi. Khối băng đặt ở băng uống, kia mát mẻ cảm giác xông thẳng sọ não, đây mới là nàng muốn cảm giác. Nếm hương vị lúc sau, nàng cấp người trong nhà đều bưng một ly thêm băng đào thịt bạc hà uống tới, chỉ có nguyên nãi nói quá lạnh nha chịu không nổi, nguyên mẫu cùng nguyên vạn nhất đều cảm thấy thực tán, nguyên tiểu thúc càng là uống lên hai ly. Bất quá bởi vì lần đầu tiên uống như vậy băng đồ uống, hắn uống lại quá cấp, không thể thiếu chạy mấy tranh nhà xí. Nguyên tiểu thúc xem Nguyên Nguyên còn ở nơi đó chơi khối băng, cũng thò qua tới cùng nàng tán gẫu, không nghĩ tới cây trúc thế nhưng thật sự nguyện ý vì ngươi chế băng, vẫn là ngươi mặt mũi đại, đổi lại người khác, hắn khẳng định lòng có băng khoăn, vẫn là không muốn chế băng. Lòng có băng khoăn, vẫn là không muốn. Tiểu thúc lời này, đó chính là minh bạch biết biểu ca không muốn chế băng. Nguyên Nguyên đem khối băng buông, chính sách nhìn về phía Nguyên tiểu thúc. Tiểu thúc thúc đây là có ý tứ gì, ngươi không phải không biết biểu ca không muốn chế băng nguyên nhân sao nguyên nguyên còn không có quên mai trúc quân ngay từ đầu thái độ hắn đối chế băng là có chút cự tuyệt ngạch ta ki kỳ, kỳ thật là giấu ngươi ta nếu cùng ngươi nói lời nói thật chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nguyện ý đi hỏi hắn muốn băng như vậy hắn trong lòng vẫn luôn đều sẽ có cái này thảm không qua được nguyên tiểu thúc cũng coi như dụng tâm lương khổ nghe nói mai trúc quân hiện tại chỉ nguyện ý cùng nguyên nguyên nhiều lời vài câu vừa vặn nguyên nguyên lại nhắc tới chuyện này hắn cố ý thuận miệng nói một câu, nguyên nguyên chính mình liền vội vàng đi. Còn không cố tình, đẹp cả đôi đàn. Trừ bỏ nguyên nguyên bị chẳng hay biết gì, mặt khác đều khá tốt. Nguyên nguyên dừng lại, tiểu thúc thúc đây là lợi dụng ta. Hắc hắc, nguyên tiểu thúc ho khang hai tiếng, có chút xấu hổ nhìn trời, ý đồ tách ra đề tài. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, ta đợi lát nữa đi đường biên nhìn xem. Được rồi, được rồi. Nguyên nguyên bất đắc dĩ, ta lại chưa nói quái tiểu thúc thúc, lợi dụng liền lợi dụng đi, ta cũng không ảnh hưởng cái gì, chỉ là biểu ca rốt cuộc để ý chút cái gì, hiện tại tổng nên nói cho ta đi. Nguyên tiểu thúc cũng không trang, xác thật không thể lại gạt nguyên nguyên, hắn hồi ức nói, ước chừng chính là bởi vì hắn khi còn nhỏ kia sự kiện đi. Mai trúc quân 10 tuổi tả hữu khi, cũng cùng nguyên nguyên giống nhau là cái lanh lợi, nguyên tiểu thúc khi đó cũng tuổi trẻ, cùng hắn kém không được nhiều đại, cũng không có việc gì liền thích tìm hắn chơi. Có năm mùa hè, bọn họ trong thôn có người, từ bên ngoài mang theo không ít khối băng trở về, còn vẫn luôn ở trong thôn tuyên truyền, hận không thể làm toàn thôn đều biết nhà hắn ở mùa hè có khối băng, là cái đại phú hào. Mai trúc quân tự nhiên cũng biết chuyện này, hắn nhìn đến kia khối băng về sau, liền nghĩ chính mình cũng thử làm một chút. Nguyên Tiểu Thúc ấn tượng khắc sâu, hắn mới 10 tuổi tuổi tác, liền làm thành khối băng ra tới, vẫn là dùng nước ấm làm. Bởi vì tuổi còn nhỏ, ham chơi, hắn làm băng đã bị người khác cấp thấy được chuyện này cũng truyền tới có được khối băng kia hộ nhân gia lỗ tai phi nói là mai trúc quân trộn nhà bọn họ mai trúc quân kiên trì nói đây là chính mình làm được nhưng là trừ bỏ nguyên tiểu thúc ở đây không ai tin tưởng hắn có người đề nghị hắn nếu là có thể làm trò mọi người mặc lại làm ra tới băng vậy tin tưởng hắn mai trúc quân vì chứng minh chính mình không có nói sai đương nhiên đồng ý yêu cầu này chỉ tiếc hắn nếm thử ba bốn thứ đều không có lại thành công mà kia lần đầu tiên thế nhưng là hắn duy nhất thành công làm ra tới băng một hồi một lần chế băng liền muốn hao phí hai ba thiên thời gian thất bại bốn lần không có người tưởng tiếp tục bồi hắn lãng phí thời gian chuyện này lúc ấy nháo đến rất đại hắn không có thành công chứng thực chính mình người khác liền càng thêm cho rằng đó là trộn tới băng còn làm nguyên đại cô cấp bồi bạc một khối bàn tay lớn nhỏ chính mình chế tạo ra tới băng lại làm hắn thâm vốn người khác một lượng bạc tử cũng là từ đó về sau mai trúc quân sẽ không bao giờ nữa như thế nào thích cùng người khác nói chuyện lại nói tiếp cũng trách ta lúc ấy ta nên tưởng hết mọi thứ biện pháp chứng minh ra tới có lẽ cây trúc liền sẽ không thay đổi giống hôm nay như vậy ít nói nguyên tiểu thúc thở dài chuyện này lại nói tiếp cũng có mười mấy năm lúc ấy những cái đó thôn người thậm chí dạy dỗ chính mình hài tử làm cái gì đều không cần giống mai trúc quân như vậy lại trộm đồ vật lại nói dối không ai tin tưởng hắn là bị oan ủng hắn đi ở trên đường đều nhận hết xem thường nghe hết đồn đãi vớ vẩn. Có lẽ hiện tại rất nhiều người đều đã phai nhạt chuyện này, nhưng bọn hắn lúc ấy cấp mai trước quân tạo thành tâm lý thương tổn lại vĩnh viễn không có biến mất. Biểu ca hoàn toàn có thể hướng những người khác chứng minh chính mình, giải năm đó hiểu lầm, như vậy hắn trong lòng cũng sẽ dễ chịu điểm đi. Nguyên nguyên đều có thể nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, bị người oan uổng, hết đường chối cãi, thật là trác tâm. Ngay từ đầu, hắn thật là nghĩ như vậy, ta còn nhớ rõ tuổi nhỏ hắn lặp lại nghiên cứu hồi lâu, vì ở trước mặt mọi người không hề phát sinh lần trước ngoài ý muốn, hắn làm thật nhiều thứ thực nghiệm. Hắn muốn chính mình nấu nước sôi, còn muốn sách theo nước sôi ở thâm giếng, một lần lại một lần thực nghiệm, Mai Trúc Quân tìm khắp trong thôn giếng, có thứ còn kém điểm một đầu ngã vào đi, tánh mạng đều phải không có. Hắn kết quả có thành công cũng có không thành, lặp lại thực nghiệm đến cuối cùng, hắn rốt cuộc thăm dò chế băng khi các loại điều kiện cũng đã có thể đạt tới trăm phần trăm chế băng thành công, chỉ là sau lại đi. Nguyên tiểu thúc cảm thấy có chút tâm tình phức tạp, không biết nên lấy loại nào ngữ khí mở miệng. Nguyên Nguyên truy vấn, sao lại làm sao vậy? Sao lại cũng không biết có phải hay không nhân quả báo ứng, cái kia vu hãm cây trúc người, bị đạo phỉ cấp theo dõi, ra ngoài thời điểm trong nhà bị cường đạo cướp sạch không còn, bên ngoài cũng gặp được sơn phỉ, mệnh cũng chưa nửa điều. Nguyên tiểu thúc tấm tắt hai tiếng, ở bên ngoài gặp được sơn phỉ tìm được đường sống trong chỗ chết, về đến nhà lúc sau, phát hiện chính mình trong nhà còn bị cướp sạch không còn, này ai nghe xong không hỏng mất. Nghe thế sự, phía trước đám kia người cũng liền dời đi chú ý, căn bản vô tâm tình đi quảng cây trúc rốt cuộc có hay không gạt người, tất cả đều ở thảo luận đạo phỉ sự, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Cảm tạ duy trì. Cảm tạ đầu phiếu. Bình luận không phải mỗi một cái đều có thể nhìn đến, mã xong tự lúc sau sẽ tận lực hồi phục. Ngủ ngon. Chương 127 Tam Ca bị bắt đi. Chương 127 Tam Ca bị bắt đi thở dài một tiếng nguyên tiểu thúc bãi bãi đầu từ kia lúc sau cây trúc lại không chế quá khối băng có mấy năm mùa hè nhiệt không được ta đi cầu vài lần cũng chưa cầu tới sao lại thấy hắn thật sự không qua được trong lòng đạo khảm này việc này ta cũng lại không đề qua nguyên tiểu thúc cảm thấy cứ như vậy đi xuống mai trúc quân cũng quá đáng tiếc cũng liền hôm nay là ngươi đi đổi thành người khác hắn định sẽ không làm như vậy cây trúc quả nhiên vẫn là cùng ngươi có chuyện nói về sau ngươi có rảnh có thể nhiều tìm hắn trò chuyện, ta cùng hắn đều lưu không cùng nhau đi. Nguyên nguyên đã hiểu, tiểu thúc thúc là tưởng nhân cơ hội này, làm nàng ở trong bất tri bất giác khai đạo biểu ca, hy vọng biểu ca có thể từ khi còn bé khói mù trung đi ra. nếu cố tình đi khuyên, biểu ca như vậy nhảy bén nhất định sẽ phát giác tới, lộng tới cuối cùng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. chỉ là đáng tiếc, nguyên tiểu thúc mục đích cũng không đạt tới, tuy rằng biểu ca cùng nàng lời nói là nhiều một chút, nhưng kia cũng chỉ là nhiều một chút tiểu thúc thúc xem trọng ta ta nhưng không lớn như vậy bản lĩnh nguyên nguyên nhún nhún vai nếu là biểu ca là bị tà ám khó khăn khi nàng còn có thể giúp đỡ hiện tại loại này đơn thuần tâm bệnh nàng là thương mà không giúp gì được mai trúc quân yêu cầu chính là cái chân chính có thể thổ lộ tình cảm người nguyên nguyên cho rằng chính mình không thể làm được nhưng nàng có thể nhìn ra tới biểu ca sẽ gặp được quý nhân còn ở phía sau từ đã biết như thế nào chế băng nguyên nguyên cũng tính toán đem kỹ thuật này lợi dụng lên không thể bạch bạch lãng phí loại này phương pháp biểu ca có thể nghĩ đến ở địa phương khác cũng sẽ có người khác có thể nghĩ đến còn không bằng sấn hiện tại làm làm khối băng sinh ý rốt cuộc từ bản chất nói nguyên nguyên chính là một cái thương nhân người khác trách nát nàng tiêu tai như biểu ca sở giảng nàng phải làm sinh ý cũng là muốn đem này sinh ý cấp nhị ca vừa lúc nhị ca sinh ý khởi bước yêu cầu mở rộng thanh danh đối ngoại bán ra băng không thể nghi ngờ sẽ nhấc lên một trận đại phong ba nguyên nguyên nghiên cứu một chút luật pháp cũng không có quy định không cho phép bình dân sử dụng cùng bán ra băng chỉ là hiện tại phần lớn hầm băng đều nắm giữ ở quan phủ trong tay mặc dù không phải quan phủ sở hữu kia cũng cùng quan phủ có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ cho nên con đường thiếu giá cả cao đương nhiên nguyên nguyên cũng sẽ không làm nghĩ ra kỹ thuật này biểu ca có hại nàng sẽ không làm ăn trộm người khác lao động trí óc cái loại này tiểu nhân tất nhiên sẽ làm biểu ca được đến ứng có kia phân thù lao nguyên nguyên lại dọn dẹp một lần trong không gian dược thảo kiểm kê một chút số lượng phân loại trang hảo tiếp theo lại đem những cái đó thành thục rau quả cũng đều ngắt lấy xuống dưới như vậy tất cả đều hái xuống số lượng thật đúng là không ít nguyên nguyên tính toán sấn đi xem nhị ca đồng thời đem này đó đều bán đổi bạc tỉnh ở không gian chiếm không đào ra dược liệu đều bán cho thái châu phủ lê xuân đường được đến bạc lưu trữ về sau kiến đạo quan tuy rằng sư môn ít người nhưng là đạo quan cần thiết kiến khí phái rau quả có thể lưu lại một ít chính mình ăn, lại tặng người một ít, mặt khác có thể bán liền bán, bằng không lưu trữ đều ăn không hết, phóng hỏng rồi cũng là lãng phí, chỉ là không biết tử lầu thu không thu. Nguyên Nguyên còn đặc biệt viết trương sợi, đêm này đó rau quả hương vị đều đơn giản giới thiệu một chút, chỉ cần là có kinh nghiệm đầu bếp, hẳn là đều có thể xem hiểu. Liền ở nàng đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, tính toán đi Thái Châu Phủ tìm tìm nhị ca thời điểm, trong nhà ra biến cố trước đoạn nhật tử trong lòng vẫn luôn cảm giác được bất an quả nhiên là dự báo muốn ra đại sự sáng sớm tinh mơ nguyên nguyên liền thấy được lúc này không nên xuất hiện ở nhà người hiện tại không phải nghĩ tắm gội thời gian nguyên cùng miệt thế nhưng từ thư viện chạy về nhà hơn nữa hắn đều chờ không kịp làm mã gia xe là trực tiếp từ trong thị trấn cưỡi thuê xe ngựa về nhà có thể thấy được hắn là có bao nhiêu sốt ruột ngũ ca ngươi như thế nào sẽ hiện tại thời gian này trở về Nguyên Nguyên vừa mới ngẩng đầu, dư quan liền thấy Nguyên cùng Nguyệt lộ nửa cái đầu ra tới. Có lẽ là Nguyên Nguyên thanh âm lớn chút, Nguyên cùng Nguyệt lập tức vươn ra ngón tay bãi ở miệng trước thở dài một tiếng, làm nàng im tiếng. Tiếp theo hắn lại tiếp tục ở trong sân qua lại nhìn xung quanh, đôi mắt đông ngó tay ngó, chính là không đi vào, không biết còn tưởng rằng trong nhà muốn vào tạc. Nguyên cùng Nguyệt xác nhận không thấy được mẫu thân cùng nải nải, hắn mới vội vàng vẫy tay làm Nguyên Nguyên lại đây chính mình bên người. Nguyên Nguyên chậm rãi bước qua đi, Nguyên cùng Nguyệt đem nàng kéo xa chút, hắn có chút sốt ruột, còn có chút hoảng loạn, tóc cũng chưa hảo hảo chảy vuốt, như là ngủ một giấc không một lần nữa xử lý. Lục muội muội, tiểu thúc thúc cùng đại ca ở đâu đâu? Bọn họ sáng sớm đều đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng chạy bộ, này một chút hẳn là ở nhà ta mà bên cạnh, ngũ ca làm sao vậy, vội vội vàng vàng, tứ ca cũng không cùng ngươi cùng nhau. Nguyên Nguyên thấy hắn tuy vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhưng tướng mạo cũng không như là gặp cái gì đại sự, Lúc này còn không có quá mức lo lắng. Không nói được, ta đi tìm tiểu Thúc Thúc cùng đại ca, đừng nói cho mẫu thân nãy nãy ta trở về quá. Nguyên Cùng Nguyệt cất bước liền chạy. Nguyên Nguyên trong lòng chợt hoảng hốt, hắn như vậy thái độ, cũng không biết rốt cuộc là gặp gỡ chuyện gì. Nguyên Nguyên cũng cùng qua đi xem, Nguyên Cùng Nguyệt chạy sốt ruột, căn bản không chú ý tới phía sau Nguyên Nguyên, cũng không nghĩ từ từ nàng, Nguyên Nguyên thuần dùng hai cái đùi chạy, rốt cuộc vẫn là chậm điểm. Nàng thở hổn hển lúc chạy tới, Nguyên cùng Nguyệt đã tìm được Nguyên Tiểu Thúc cùng Nguyên Vạn Nhất, cùng bọn họ nói hồi lâu. Nguyên Nguyên chỉ nghe được Nguyên cùng Nguyệt hoảng hoảng loạn loạn nói cuối cùng một câu. Sau đó Tam Ca đã bị bắt đi. Bị bắt đi. Bị ai? Nguyên Nguyên tâm cũng là đột một chút, ai còn có thể sử dụng trảo cái này tự, kia chỉ có thể là quan binh. Nàng tự hỏi tự đáp, chẳng lẽ là bị. Huyện lệnh. Nhìn đến Nguyên cùng Nguyệt gật đầu xác nhận cái này đáp án, Nguyên Nguyên tâm tình có chút khó có thể miêu tả. Nhíp Minh Ly cư nhiên bắt chính mình Tam Ca. Tam Ca làm chuyện gì? Nguyên Tiểu Thúc cùng Nguyên Vạn Nhất đều là vẻ mặt trầm trọng, nhưng là so với Nguyên cùng Nguyệt hoảng loạn, bọn họ còn tính tương đối trấn định. Ở gặp sự thời điểm, cần thiết phải có đầu óc thanh tĩnh người. Nguyên cùng Nguyệt chí tình chí nghĩa, khỉ nộ ai sợ toàn giấu không được, hắn trước nay đều không phải có thể thanh tĩnh nói sự người. Ngươi đã trở lại, kia tứ đệ đâu? Nguyên vạn nhất hỏi. Ca làm ta về trước tới nói cho các ngươi tin tức này, hắn còn ở trong thị trấn chú ý bên kia động tỉnh, tam ca bị quan phủ bắt đi, chúng ta cũng không có chủ ý. Nguyên cùng Nguyệt tâm định không xuống dưới. May là Nguyên cùng năm lưu tại nơi đó, nếu là đổi thành Nguyên cùng Nguyệt, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyên Bách Thiện vẫn luôn đều ở an tâm phụ lục, khảo thí sắp tới, hiện tại này thời điểm mấu chốt ra này việc đen đuổi sự, này nếu là thật cấp định rồi tội danh, nguyên bách thiện đời này liền cùng khoa cử rốt cuộc vô duyên nếu không thể khoa cử nguyên nguyên phỏng chừng tam ca mệnh đều phải không có nửa điều tuy rằng biết Nhất minh ly sẽ không vô duyên vô cớ bắt người nhưng là nguyên nguyên nghe thấy cái này tin tức vẫn là có chút hoảng hốt ngũ ca này rốt cuộc sao lại thế này ngươi mau cùng ta nói nói nàng có chút nóng nảy nguyên cùng nguyệt lại muốn mở miệng đem hắn kia một hồi có chút nói năng lộn xộn nói thuật lại cấp nguyên 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 tiểu thúc đình chỉ hắn liền Nguyên cùng năm kia một phen lời nói, khẳng định càng nói càng loạn, vẫn là từ hắn tới nói. Nhiếp Minh Ly là người tốt. Nhiếp Minh Ly là người tốt. Nhiếp Minh Ly là người tốt. Chuyện quan trọng nói ba lần. Đang ở này vị, tất mưu này chứ, Nhiếp Minh Ly sẽ không tùy tiện bắt người. Càng sẽ không oan uổng người, này có nguyên nhân. Chương 128 làm chính hắn ra tới. Chương 128 làm chính hắn ra tới. Nguyên tiểu thúc ngày thường cũng không thích quản sự, nhưng hắn là trưởng bối, hàng năm phiêu bạc bên ngoài, thấy được bộ mặt thành phố nhiều, hiện tại gặp được sự, hắn không thể mặc kệ. Sự tình còn chưa tới như vậy nghiêm trọng nông nổi, lão tam chỉ là làm chứng nhân bị mang đi, không phải phạm vào chuyện gì, thuận lợi nói, thực mau là có thể ra tới. Nguyên tiểu thúc trấn an một chút bọn họ này đàn tiểu bối. Lại chỉ vào nguyên cùng nguyệt không đau không ngứa húng một câu. Tiểu ngũ cũng là khẩn trương quá mức, các ngươi đừng hạt trộn lẫn việc này, tiểu ngủ chạy nhanh trở về thư viện đọc sách, liền biết trốn học, ngươi còn rất có năng lực, nguyên tiểu thúc làm tốt tính toán, các ngươi đều đừng lo lắng, ở nhà trấn an hảo mẹ cùng nhị tẩu, ta đi trong thị trấn nhìn xem là được, không có gì sự, nguyên cùng nguyệt làm chính xác nhất một chút, chính là không đem việc này nói cho nãi nãi cùng mẫu thân, nguyên nguyên rủ mắt, nguyên cùng nguyệt sáng sớm tinh mơ liền tới, thời gian này liền mã gia xe cũng chưa đi đến trong trấn, hắn đáy mắt còn có thanh hắc hẳn là cả đêm không ngủ hảo cho nên tam ca tam ca là hôm qua đã bị mang đi một đêm chưa về đi nguyên cùng nguyệt gật đầu là nếu không phải như thế bằng không nguyên cùng nguyệt cũng sẽ không cứ như vậy cấp một đêm chưa về vậy không phải bình thường hỏi chuyện mà là bị giam giữ tiểu thúc thúc việc này chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi là có thể kết thúc nguyên tiểu thúc vốn định hàm hồ giấu giếm được bọn họ làm cho bọn họ an tâm nhưng không hàm hồ qua đi sự tình tới rồi như bây giờ bọn họ có thể an tâm mới là lạ quả nhiên giấu không được ngươi nguyên tiểu thúc đỡ trán đè đè giữa mày thật không biết nguyên nguyên như vậy thông minh là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhưng là việc này chúng ta lại lo lắng cũng vô dụng sự tình cùng quan phủ đại nhân có quan hệ chúng ta sốt ruột cũng là lo lắng suông các ngươi còn không bằng ở nhà chờ tin tức nguyên tiểu thúc không nghĩ làm cho bọn họ rối loạn tâm cho nên tính toán chính mình đi mặc dù đi lại nhiều người thật đã xảy ra chuyện ai cũng ngăn không được. Nguyên vạn nhất lý giải nguyên tiểu thúc, lựa chọn chính mình lưu tại trong nhà chiếu cố mẫu thân cùng nải nải, nguyên tiểu thúc còn tưởng rằng nguyên nguyên sẽ đi theo đi, không nghĩ tới nàng thế nhưng không đi. Như vậy cũng hảo, hắn tỉnh một phần chiếu cố nguyên nguyên tâm. Nguyên nguyên không có khả năng không đi, nàng chỉ là không cùng nguyên tiểu thúc cùng đi. Nguyên tiểu thúc cùng nguyên cùng miệt chân trước mới vừa đi, nguyên nguyên sau lưng liền chính mình làm tiểu hỏa chở chính mình đi trong thị trấn, sau nguyên tiểu thúc cùng nguyên cùng nguyệt đến còn nhanh. Muốn biết sự tình chân tướng như thế nào, vẫn là muốn chính mình tự mình đi hỏi Nhiếp Minh Ly. Canh giờ này, Nhiếp Minh Ly hẳn là ở nha môn, nha môn không giống hắn phủ đệ, nguyên nguyên không hảo trực tiếp đi vào. Nàng không hảo đi vào, vậy làm Nhiếp Minh Ly chính mình ra tới. Nguyên nguyên từ không gian chiêu tiểu dư ra tới. Khắc vẽ bùa mang linh khí lá bùa tiểu dư chạm vào không được, nguyên nguyên liền cho trương cái gì cũng chưa họa chỗ trống lá bùa, làm tiểu dư cuốn đi vào đi tìm nhiếp minh ly đem hắn dẫn ra tới tiểu dư biết muốn gặp đã từng điện hạ đó là nhanh như chớp liền cuốn hoàng hoàng lá bồ phiêu đi vào thỏa thỏa một trận gió còn không có tiếp cận nhiếp minh ly chỗ tối liền có một cái phi tiêu hướng tới hắn cuốn lá bồ đánh lại đây tuy là oán khí nhưng hắn sinh thời cũng là một người ám vệ tinh anh chỉ thấy hắn cuốn kia trương lá bùa dễ dàng liền hướng bên cạnh né tránh ném tiêu ám vệ một trương giấy còn có thể né tránh hắn tiêu khẳng định là gió thổi đều là trùng hợp tiếp theo hắn lại ném một cái tiêu tiểu dư tiếp tục né tránh hắn lại ném tiểu dư lại trốn hồi hồi đều làm hắn trốn rồi qua đi mấy phen lúc sau tiểu dư thậm chí còn ở trong lòng cười nhạo kia ám vệ như vậy xuống dưới chính mình vị trí đều bại lộ còn tính cái gì ám vệ điện hạ bên người người thật là càng ngày càng không còn dùng được liền cái này thân thủ như thế nào bảo hộ điện hạ an nguy được rồi được rồi nhiếp minh ly ban một chút buông trong tay thư liếc hướng một bên dấu ở cây cột sau người a yến ngươi tưởng đem ta phòng bắn thành cái tổ ong vò vẽ sao không phải chính là đại nhân khi tờ giấy cùng dài quá mắt giống nhau nào có như vậy việc lạ a yến không phục khi tờ giấy hiện giờ còn phiêu ở không trung này quá không hợp với lẽ thường tiểu dư nghe thấy này quen thuộc tên cầm lòng không đậu nhìn về phía a yến mới gặp hắn khi hắn còn mới vừa đi đường đi ổn Hiện tại thế nhưng đều có thể đương điện hạ ám vệ. Ngẫm lại cũng là, rốt cuộc điện hạ đều dài quá lớn như vậy, kia tiểu tử cũng cùng điện hạ tuổi tác không sai biệt lắm. Nhíp Minh Ly cũng thấy được phiêu ở không trung thật lâu không rơi giấy vàng, đích xác quỷ dị. Hắn muốn đứng lên đi lấy, lá bùa liền khinh phiêu phiêu dừng ở trong tay chính mình. Quen thuộc tính chất làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lá bùa, nhíp Minh Ly biết rõ sử dụng lá bùa, chỉ có một người. Đại nhân ta tổng cảm thấy trong phòng này lạnh căm căm này giấy cũng là quái dị sợ không phải vào được cái gì không sạch sẽ đồ vật a yến ôm ôm cánh tay loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt tưởng ly gần điểm nhìn xem a yến tiểu dư phiêu xa chút thôi hắn không nên nhớ nhiều như vậy hiện giờ chỉ có thể đi theo nguyên nguyên mới có chút ý niệm chỉ có nguyên nguyên có thể nhìn đến bọn họ cùng bọn họ tâm sự nga không đúng nàng cái kia đồ đệ cũng có thể bất quá lá gan quá tiểu thấy bọn họ cũng đã sợ không được, càng đừng nói nói chuyện phím. đây là lá bùa. nhiếp minh ly qua lại nhìn nhìn, gấp lại thích đáng đặt ở trong tay áo. a yến kinh hô, lá bùa. kia không càng là có không sạch sẽ đồ vật, đại nhân mau ném, ta đi cho ngài tìm cái chậu than vượt vượt. ngươi vừa mới tới, liền như vậy thiếu kiên nhẫn, dứt khoát cũng đừng đương ám vệ. nhiếp minh ly buồn cười nhìn về phía a yến. từ trước ông ngoại bên người nhất ngay ngắn ám vệ thế nhưng có như vậy một cái hoạt bát nhi tử là thật không làm người nghĩ đến thuộc hạ không dám đại nhân không cần trục xuất thuộc hạ a yến luống cuốn, cũng là trách hắn mấy tháng không cùng người ta nói lời nói vừa ra tới chính là tưởng nói nhiếp minh ly đôi tay sau lưng bất đắc dĩ thở dài làm ngươi đương ám vệ xác thật không thích hợp a yến nắm chặt nắm tay sớm biết rằng hắn không nhiều lắm miệng cái này hảo đi liền cùng ta bên người bồi ta nói chuyện đi quanh co mây đen trở thành hư không này có thể sau muộn thanh không nói lời nào thoải mái nhiều a yến vội vàng quỳ xuống cảm kích tạ đại nhân tiểu dư ở một bên chỉ cảm thán a yến hảo mệnh này nếu là đổi thành bạch tướng quân khẳng định cho hắn khiển trở về đừng quỳ chạy nhanh bồi ta đi ra ngoài náo loạn này một hồi muốn cho người sốt ruột chờ nhiếp minh ly cất bước đi ra ngoài còn dặn dò a yến một câu về sau lại đụng vào đến như vậy lá bùa chính là có người tới tìm ta ngươi nhớ rõ đừng cản người lá bùa đều là những cái đó bọn biệt bợm giang hồ sử dụng kỹ hai, đại nhân cũng sẽ tin này đó. Trước kia là không tin, hiện tại tin. Tận mắt nhìn thấy, không phải do hắn không tin. Nguyên Nguyên ở nhà môn cửa đi qua đi lại, xem cửa quan binh đều tưởng đuổi đi đi nàng, hạnh đến nhiếp minh ly từ bên trong kịp thời ra tới. Chính mình thỉnh Nguyên bách thiện tới nha môn, đó là Nguyên Nguyên huynh trưởng, nhiếp minh ly tuy rằng biết này tin tức sẽ làm Nguyên Nguyên biết, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy tới rồi. Nguyên Nguyên là thật sự sốt ruột. Tam ca bị người kéo xuống thủy lạp. Lần này sự cũng coi như là Nguyên Nguyên bắt đầu đối nhiếp Minh Ly cái. Nhìn một cái biến chuyển, trước kia vẫn luôn đem hắn đương chính mình đại khách hàng, về sau phân lượng liền dần dần trọng. Chương 129 hung án. Chương 129 hung án. Nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi, thẳng đi rẽ phải để nhất gian trà lâu, ta đến phòng. Nhiếp Minh Ly mới ra tới, Nguyên Nguyên liền hướng hắn tới như vậy một câu, lúc sau không làm dừng lại tiêu sái rời đi. A Yến còn tưởng rằng có cái gì thích khách, phản xạ có điều kiện liền tiến lên chống đỡ nhiếp minh ly trước mặt hộ người, hắn còn không có hồi lại đây vị lời này là đối nhiếp minh ly nói, nguyên nguyên cũng đã đi rồi. Đi thôi. Nhiếp minh ly đẩy ra hắn tay. Đại nhân muốn đi đâu? A Yến ngẩn ra một chút. Người mới vừa không phải nghe thấy được sao, thẳng đi rẽ phải để nhất gian trà lâu. Nhiếp minh ly thuận miệng lặp lại. Nhà môn trọng địa, Nguyên nguyên căn bản liền không tính toán đi vào nói sự, nếu là bị có tâm người nhìn đến, lại sẽ rước lấy một chúng phiền toái, đối ai đều không tốt. Rốt cuộc nha môn cũng không phải huyện lệnh một tay che trời. Nhiếp Minh Ly tuy là hoàng tử, kia cũng là không được thánh tâm hoàng tử, liền vương gia phong hào đều không cho cái loại này. Trong tối ngoài sáng không ít người đều ở nhìn chằm chằm hắn, hắn phạm sai lầm, lập tức sẽ có người nắm hắn khuyết điểm không bỏ, làm hắn liền cái nho nhỏ huyện lệnh đều làm không được. Nhiếp Minh Ly yên lặng theo tới trà lâu phòng, A Yến Tri kỹ đóng cửa lại, ở một bên thủ. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng là sự tình chưa điều tra rõ, ta hiện tại còn không thể thả người. Mới vừa tiến phòng, Nhiếp Minh Ly liền đối Nguyên Nguyên thấu chính mình đế. Ở biết chính mình mang đến hỏi chuyện người là Nguyên Bách Thiện khi, hắn liền ra xét Nguyên Bách Thiện thân phận, tự nhiên cũng biết đây là Nguyên Nguyên huynh trưởng. Nguyên Nguyên nhẹ công khóe miệng, ta thoạt nhìn như là như vậy vô cớ gây rối người sao ỷ vào một chút giao tình liền hiếp bước nhiếp minh ly thả người nàng sẽ không làm như vậy nàng muốn tam ca thanh thanh bạch bạch rời đi nha môn đem đại nhân mời đến tận đây không ở nha môn cửa liền cùng ngươi thanh minh đại nhân nên biết ta không phải tới muốn ngươi thả người ta chỉ là cầu sự tình ngọn nguồn nói xong lời này nguyên nguyên chợt thấy chính mình hành vi vẫn là có chút vô lễ nha môn tra án tiến độ như thế nào có thể nói cho nàng cái này người không liên quan nhưng nàng liền tưởng cầu cái minh bạch vì thế nàng đối nhiếp minh ly làm bảo đảm Ta bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì quấy nhiễu ngươi hành vi, cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào lộ ra vụ án, ta tam ca là tìm lưu thư viện học sinh, khảo thí sắp tới, ta chỉ là hy vọng hắn không bị nhấc lên lao ngục tai ương, lầm hắn tiền đồ. Nhiếp Minh Ly hồi phục, điểm này ngươi yên tâm, ta cũng là băng khoan bọn họ học sinh thân phận, cho nên vẫn chưa người đem ngươi huynh trưởng quan tiến trong nhà lao, hắn là quan trọng chứng nhân, chỉ là làm hắn tạm cư nha môn, không được ra ngoài. Nhiếp Minh Ly vẫn luôn đều rất coi trọng học sinh yêu quý tôn trọng có thực học người lần này sự tình quan hai gã học sinh cho nên hắn phá lệ coi trọng không đến sự kiện tra ra manh mối sẽ không dễ dàng đem bọn họ quan tiếng trong nhà lao kỳ thật nói trắng ra là này cũng chính là giam lỏng bọn họ bất quá giam lỏng tổng so đem bọn họ quan trong nhà lao làm cho bọn họ xong việc lạc một đời ô danh hảo nhớ tới việc này nhiếp minh ly liền có chút đau đầu ta cũng sẽ không vẫn luôn đóng lại bọn họ nếu thật sự không có manh mối hai ngày này ta liền sẽ đem bọn họ thả ra. Hắn tư lịch còn thấp, phá án không phải hắn cường hạng, đến với ông ngoại bạch tướng quân dạy dỗ, trên chiến trường bài binh bố trận mới là hắn cường hạng. Nhưng hắn thấy không được huyết. Vẫn huyết cái này bệnh trạng làm hắn cùng lãnh binh tác chiến vô duyên, cho nên Hoàng Huynh mới lưu hắn kéo dài hơi tàn đến nay. Nguyên Nguyên lại bắt được nhiếp minh ly lời nói chữ, bọn họ. Trừ bỏ ta tam ca, đại nhân còn đóng ai? nàng liền biết Nguyên Cùng Nguyệt cũng không khả năng biết sự tình nguyên trạng. Nguyên Cùng Nguyệt biết đến tin tức, sẽ chỉ là một truyền mười, mười truyền trăm nghe tới tiểu đạo tin tức, trong đó thật giả nửa nọ nửa kia, khó có thể phân biệt. Còn có người huynh trưởng đã từng cùng trường, Lý Trung. Chuyện này quan trọng nhất, hơn nữa rất khó giải quyết. Bọn họ hai cái đều liên lụy đến hung án. Nguyên Nguyên nghe vậy, phi thường tiếc hận sách một tiếng, sớm chút nhật tử nàng liền cảm thấy Lý Trung lòng mang ý xấu, quả nhiên là xảy ra chuyện. Không án. Lý Trung chẳng lẽ là tồn hại người chi tâm? Nhiếp Minh Ly chú ý tới Nguyên Nguyên Vi biểu tình, hắn truy vấn, ngươi giống như biết chút cái gì. Ta nào biết cái gì, ta liền toàn bộ sự tình ngọn nguồn đều không rõ ràng lắm, không dám tăng thêm vọng ngôn. Liền tính thật biết cái gì, kia cũng chỉ có thể nhìn thấy Lý Trung mặt khi mới có thể xác nhận. A Yến ở bên cạnh vẫn luôn nghe, hắn không thể xen mồm, nhưng là trong lòng lại có vô số nói tưởng nói. Hắn nghe Nguyên Nguyên nói đến nói đi, cuối cùng đề tài lại xả về tới vụ án nguyên trạng thường hắn nghĩ thầm ngay cả hắn đều có thể nhìn ra tới nguyên nguyên đây là tưởng lời nói khách sáo đại nhân khẳng định cũng có thể nhìn ra tới nếu đã nhìn ra vậy quả quyết không có khả năng lại lộ ra mảy may nguyên nguyên đây là phí lời đại nhân tuyệt không phải sẽ tùy tiện lộ ra vụ án người nhưng vả mặt tới chính là nhanh như vậy nhiếp minh ly cơ hồ không có làm cái gì do dự việc này nói phức tạp cũng phức tạp nói đơn giản cũng đơn giản ta vây ở trong đó không biết chân tướng, ngươi nghe xong cũng có thể nói nói ý nghĩ của chính mình, không đến mức một mình ta trầm tư suy nghĩ. A Yến Hắn vẻ mặt hoảng sợ, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm lời nói, án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ đây là có thể tùy tiện nói ra đi sao? Đại nhân sao có thể nói ra đi? Nhưng sự thật nói cho hắn, nhiếp minh ly đích xác đem sự tình từ đầu chí cuối tất cả đều nói cho nguyên nguyên, này không thể nghi ngờ làm A Yến kinh rất cầm mới vừa trời mưa sau không lâu, chính khúc trấn trên ra án mạng, nhiếp minh ly thấy được tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít. Sửa trị nha môn lúc sau, không còn có đề nặng mẫu đơn kiện không cho hắn sự kiện phát sinh, các loại tranh cãi đều có khả năng bẩm báo hắn nơi này. Này cọc án tử, vốn là một cọc phụ nhân nhân buồn bực không vui treo cổ tự sát gia sự, nhưng là phụ nhân nhà mẹ để người lại tới báo án, nói nhà bọn họ nữ nhi không có khả năng tự sát. Bỏ mạng phụ nhân họ triệu. Triệu thị hôm trước còn vui mừng về nhà mẹ để thăm người thân, sao có thể ngày thứ hai liền treo cổ treo cổ, hơn nữa triệu thị người nhà một mực chắc chắn, việc này khẳng định là bọn họ cái kia bạch nhãn lan con rể làm. Mà nhận định là con rể làm nguyên nhân, chỉ vì triệu thị từng nói qua một câu, nàng nếu là ngày nào đó đã chết, chính là bị không nên thân tướng công cấp sống sờ sờ tức chết. Nguyên nguyên đúng lúc xuất khẩu, ta tưởng đại nhân sẽ không bởi vì như vậy một câu khí lời nói liền đi mất công tra, nói vậy kia triệu thị phụ nhân thật sự không phải tự sát. Nhiếp Minh Ly gật đầu, khẳng định Nguyên Nguyên nói. Triệu thị người nhà nháo quá lớn, vốn là vì trấn an dân tâm, hắn mới làm ngỗ tác đi kiểm tra thực hư triệu thị thi thể, không nghĩ tới thật đúng là điều tra ra không đối tới. Ngỗ tác nói, kia triệu thị phụ nhân trên cổ vết thương vị trí không đúng, nàng là trước bị lạc chết, lúc sau mới bị treo ở lương thượng, ngụy trang thành tự sát bộ dáng, này. Liền thành một cọc giết người án. Nguyên Nguyên, nếu là giết người án, kia hẳn là từ triệu thị bên người người ra khởi, hung thủ hận độc triệu thị, tổng nên có cái động cơ, phàm là thực triệu thị có ác giao, từng cái bài ra. Nhưng ta tam ca say mê việc học, căn bản sẽ không cùng người trở mặt, càng sẽ không làm này chờ hại người Việt, hắn như thế nào sẽ liên lụy tiến vào. Sinh Bệnh, đầu mơ hồ, cũng không biết có hay không chữ sai, 24 giờ trong vòng có thể sửa đổi nha. Chương 130 lừa bịp Chương 130 lừa bịp nguyên nguyên tin tưởng vững chắc nguyên bách thiện sẽ không làm ác nhiếp minh ly nhấp môi nguyên bản sự tình còn không có như vậy phức tạp nhưng chính là bởi vì có nguyên bách thiện nói ở cho nên sự tình ngược lại trở nên phiền toái lên hắn tiếp tục nói khi bị sát hại triệu thị phụ nhân chính là lý trung nương tử ta đích xác phái người điều tra triệu thị nhân tế quan hệ quê nhà hương thân đều nói hắn nương tử là cái khó được người tốt tuy là phụ nhân nhưng là lại ở làm tiểu sinh ý trong nhà thu vào toàn dựa nàng một người còn đem trong nhà chiếu cố thỏa đáng vẫn chưa có người cùng nàng trở mặt thật muốn nói có người nào cùng nàng không đối phó vậy chỉ có lý trung một người bọn họ hai người bề ngoài hòa thuận nhưng là ở nhà lại thường xuyên cãi nhau bởi vì triệu thị luôn là ngại lý trung là vô dụng người chỉ biết ôm mấy quyển thư đọc tới đọc đi mỗi năm khảo thí lại khảo không trúng cho nên bọn họ chi gian khóe miệng chi tranh không ngừng triệu thị cùng ai đều hảo chỉ có cùng lý trung không tốt nhiều năm ở chung xuống dưới hai người đều có câu oán hận Nguyên Nguyên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nói như vậy, Lý Trung hiềm nghi đích xác lớn nhất. Lý Trung chính là hiện tại duy nhất hiềm nghi người, hơn nữa hắn mẹ vợ gia chỉ ra và xác nhận, hắn ở trong nhà vẫn luôn cùng nương tử không mục, hoàn toàn có động cơ đối triệu thị hạ độc thủ. Triệu thị vừa chết, Lý Trung liền không có cùng hắn tranh chấp người, triệu thị sinh ý cũng sẽ tự nhiên dừng ở trong tay hắn, đã làm hắn thoát khỏi phiền não, lại được bạc. Ta bổn hẳn là chỉ mang Lý Trung một người tới nha môn tra hỏi là được, nhưng là nguyên bách thiện. Là hắn không ở tràng chứng nhân, hắn chứng minh rồi Lý Trung không có gây án thời gian, cho nên chỉ có thể cùng mang về tới. Nguyên Nguyên nghiêm túc nghe, cũng nghiêm túc hồi phục. Ta tam ca làm người chính trực, chưa bao giờ sẽ bao che, hắn nếu sẽ làm chứng, kia lời hắn nói liền khẳng định là thật sự. Chẳng sợ người nọ là Nguyên Bách Thiện đã từng nhất muốn cốt cùng trường, Nguyên Nguyên cũng không tin tam ca sẽ đi bao che một cái giết người hung thủ. Nhiếp binh ly tuy không bằng Nguyên Nguyên bản năng nhìn thấu nhân tâm, nhưng một người có hay không nói dối, chỉ cần cẩn thận quan sát, là có thể từ biểu tình nhìn ra điểm miêu nị. Hắn hỏi Nguyên Bách Thiện lời nói thời điểm vẫn luôn đều ở quan sát hắn, cuối cùng có thể xác nhận, hoặc là Nguyên Bách Thiện không có nói sai, hoặc là chính là Trang rất giống. Nghe xong Nguyên Nguyên nói, Nhiếp Minh Ly lựa chọn tin tưởng người trước. Nếu Nguyên Bách Thiện không có nói sai, khi hắn lời chứng là có thể hoàn toàn tẩy thoát lý trung hiềm nghi, thậm chí có thể thuyết minh triệu thị phụ nhân chính là tự sát, nhưng này lại cùng triệu thị thân sau khi chết đặc thù không hợp. Nhiếp binh ly mặt một chút, thẳng tắp nhìn nguyên nguyên, ai đều biết đến đạo lý, người chết sẽ không nói dối, chỉ có người sống mới có thể. Nguyên bách thiện lời chứng cùng sự thật tương bội, đây mới là hắn vẫn luôn vây hai người nguyên nhân. Hắn không nghĩ ra được chân tướng là như thế nào, càng không nghĩ kia phụ nhân cứ như vậy ủng mạng, nhưng nếu nguyên bách thiện vẫn luôn là kiên trì cái này lời chứng, kia lý trung chính là vô tội, này sẽ trở thành một cọc án treo nguyên nguyên không dao động nàng thấy nhiếp minh ly biểu tình phát sầu chắc là thật sự bị bối rối hồi lâu đại nhân có không cùng ta nói tỉ mỉ ta tam ca lời chứng là cái gì đây là trà lâu nói lâu như vậy nguyên nguyên cũng chưa cấp nhiếp minh ly thêm một ly trà trong lòng càng là sốt ruột nàng liền càng không thể hoãn nhanh chóng giúp tam ca từ chuyện này trích ra tới đây mới là quan trọng nhất nguyên nguyên đổ chén nước trà đưa cho nhiếp minh ly nàng chính mình cũng uống một ly giải khác Nhiếp Minh Ly đều nói nhiều như vậy vụ án, cũng không ít điểm này chi tiết. Theo Lý Trung theo như lời, hắn ra cửa thời điểm, Triệu Thị vẫn là hảo hảo, tiếp theo hắn liền dựa theo sớm ước định tốt thời gian ra cửa, hắn mời người chính là ngươi huynh trưởng, văn nhân ngâm thơ làm phú, thảo luận thơ từ tụ hội là thường có sự, lúc ấy cùng tụ hội, còn có rất nhiều những người khác. Lý Trung cùng Nguyên Bách Thiện cùng nhau ước hẹn tham gia văn nhân tụ hội, nhưng là ở bên ngoài cử hành, cho nên đặc biệt tìm cái thời tiết tốt thời cơ chính là không bao lâu ai cũng không nghĩ tới bầu trời lại đột nhiên hạ vũ tìm lư thư viện ly quá xa này vũ lại vẫn luôn sau không ngừng lý trung liền mời nguyên bách thiện đi chính mình trong nhà tránh mưa nguyên bách thiện sớm có muốn đi nhà hắn bái phỏng tính toán tuy rằng hôm nay có chút lỗi thời nhưng không chịu nổi hắn thịnh tình không thể chối từ cứ như vậy nguyên bách thiện bồi lý trung cùng nhau về tới gia lý trung muốn cho hắn nương tử hỗ trợ bị một chút tắm rửa quần áo chính là tìm không được người Hai người liền cùng nhau ở trong nhà tìm tìm hắn nương tử tung tích. Tiếp theo, bọn họ cùng ở Lý gia trữ vật gian phát hiện treo cổ phụ nhân, cũng chính là Lý Trung nương tử Triệu thị. Cuối cùng, Nguyên Bách Thiện lời chứng liền thành bằng chứng. Bởi vì bọn họ ở cùng phát hiện Triệu thị thi thể thời điểm, trữ vật gian phía trước chỉ có một người dấu chân, chỉ có Hạ Vũ lúc sau mới lưu lại dấu chân. Mà tại Hạ Vũ trong khoảng thời gian này, Lý Trung vẫn luôn đều cùng Nguyên Bách Thiện ở bên nhau, căn bản vô pháp về nhà lạc chết chính mình nương tử mà kia một người giấu chân, cũng cũng chỉ có thể thuyết minh, là triệu thị một mình một người đi vào phòng, thắt cổ tự sát. Triệu thị thân chết mấy ngày sau, là nàng tới vội về triệu tan nhà mẹ để người báo án, bởi vì thời gian lâu, ngỗ tác cũng vô pháp xác nhận chuẩn xác tử vong thời gian, chỉ có thể nhìn đến triệu thị trên cổ kia không bình thường lạch ngân. Nhíp Minh Ly nghĩ trăm lần cũng không ra. Việc này tuyệt đối có kỳ quặc, triệu thị nếu chính mình đi vào trữ vật gian lúc sau lại bị mưu sát, khi mưu sát nàng người lại là như thế nào đi ra ngoài cửa chỉ có một loạt dấu chân căn bản vô pháp giải thích huống hồ lý trung còn có không ở tràng chứng nhân triệu thị không có mặt khác kẻ thù duy nhất hiềm nghi người có làm bằng sắc chứng cứ không ở hiện trường vô người khác ra vào phòng đủ loại hiện tượng đều cho thấy triệu thị là tự sát mà chết thiên nàng lại không phải tự sát nếu thật là lý trung cái này duy nhất hiềm nghi người hại triệu thị kia hắn lại là như thế nào làm được hắn không có khả năng sẽ phân thân cũng sẽ không hư không tiêu thất tam ca nói thật đúng là bằng chứng nguyên nguyên nhẹ lẩm bẩm chẳng trách nhiếp minh ly không thả người sẽ là mua hung sao lắc đầu phủ nhận sẽ không trước không nói kia lý trung gia cảnh nghèo khó cũng không có dư thừa tiền bạc đi mua hung mặc dù là mua hung giết người sát thủ lại như thế nào ở đi vào ra tới sau chỉ để lại một loạt dấu chân có được khinh công cũng không có khả năng đạt tới như thế nông nổi cái này tình huống nhiếp minh ly sớm có suy đoán cũng lặp lại thực nghiệm quá cái này khả năng tính, chính là liền hắn thân thủ tốt nhất ám vệ cũng làm không đến không lưu dấu vết, càng đừng nói là những người khác, cho nên kết quả này bị hắn cấp phủ quyết. Nguyên Nguyên cũng trầm mặt, trách không được nhiếp minh ly đau đầu, chính là nàng nghe, cũng là đau đầu. Nếu thật là Lý Trung việc làm, kia hắn thật là lòng dạ sâu đậm, chuẩn bị như vậy chu đáo. Thật lâu sau, Nguyên Nguyên mới ra tiếng. Ta tam ca sẽ không gạt người, nhưng là... Hắn khả năng sẽ bị người cấp lừa bịp, hắn theo như lời lời chứng, có lẽ đều là người khác muốn cho hắn nói lời chứng. Đây là cố ý muốn đem Nguyên Bách Thiện kéo xuống nước, hảo độc tâm. Người khác muốn cho hắn nói. Nhiếp Minh Ly ở tự hỏi Nguyên Bách Thiện bị lầm đạo khả năng tính. Chương 131 liếc mắt một cái đủ rồi. Chương 131 liếc mắt một cái đủ rồi. Ngươi vừa rồi nói những cái đó, cho thấy việc này vốn là điểm đáng ngờ thật mạnh. Nguyên Nguyên căn cứ Nguyên Bách Thiện tính tình giản yếu phân tích ta tam ca ngày thường nặng nhất lễ nghi, vũ làm ướt quần áo, quần áo bất chỉnh đi người khác gia bái phỏng đã cực kỳ thất lễ, tam ca đoạn không có khả năng liền cái này chật vật bộ dáng, vội vàng đi giúp Lý Trung tìm hắn mất tích nương tử, nhất định là ở Lý Trung mãnh liệt thỉnh cầu hạ mới có thể đi. Nào có làm lần đầu tiên tới trong nhà khách nhân, mang theo một thân chật vật đi hỗ trợ tìm chính mình nương tử, này nghe tới liền phi thường không hợp với lễ thường. Mặc dù hai người cùng nhau tìm được triệu thị, gặp được triệu thị thi thể, tam ca tất nhiên sẽ có hoảng loạn hoảng loạn bên trong người nhận tri đều sẽ xuất hiện sai lầm sao có thể còn sẽ chú ý tới chỉ có một loạt dấu chân trừ phi là người khác dẫn đường hắn đi xem nguyên nguyên càng nói càng có chút nghiến răng nghiến lợi đây đều là lý trung muốn cho tam ca nhìn đến nếu không phải người nhắc nhở hắn như thế nào sẽ đi chú ý tới này đó việc nhỏ không đáng kể ta tam ca không như vậy dùng nhiều hoa ruột đại nhân không đề phòng lại đi hỏi một ít chưa từng hỏi chi tiết xem hắn hay không bị người lầm đạo nguyên nguyên đứng dậy phi thường không lưng không lưng được rồi bái lễ còn thỉnh đại nhân có thể trả ta tam ca trong sạch hắn tuyệt không sẽ thay người giả bộ chứng nhìn quen nàng vô câu vô thúc bộ dáng trước nay không gặp nàng hành quá túc bái lễ nàng này nhất bái nhiếp minh ly đột nhiên có chút không thói quen này đó là hắn thuộc bổn phận sự mặc dù là ngươi không nói ta cũng sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt ngươi huynh trưởng nếu thật sự cùng việc này không quan hệ ta tất sẽ từ đầu chí cuối đem hắn thả ra đi Nguyên Nguyên đứng thẳng thân thể, lại khôi phục như thường bộ dáng tự tại ngồi xuống, có đại nhân lời này ở liền hảo, ngôn ra vô tin, miệng phun vọng ngữ, liền sẽ tạo khẩu nghiệp, đó là muốn bối thượng nhân quả báo ứng, ta tin tưởng đại nhân sẽ không vọng ngôn. Tất nhiên sẽ không. Nhíp Minh Ly khụ hai tiếng, cảm thấy lời này cảnh kỳ vị quá nồng, tự hồ là bị uy hiếp một phen. Nguyên Nguyên quơ quơ chén trà, nhìn bên trong một mảnh nhỏ lá trà theo nước gợn phập phồng, tựa như nàng tâm giống nhau không thể yên ổn chưa đến sự kiện nguyên trạng, như thế nào có thể yên ổn xuống dưới. Ta còn có cuối cùng một cái thỉnh cầu, hy vọng đại nhân có thể đáp ứng. Nhiếp Minh Ly dường như đã đoán được nàng muốn nói gì, ngươi chính là muốn gặp ngươi huynh trưởng một mặt. Hắn liền an trí ở nha môn trung, chỉ cần ngươi bất đồng hắn nói thêm cái gì, ta có thể an bài các ngươi gặp mặt. Nguyên Nguyên khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, cực kỳ nghiêm túc cường điệu, điểm này ngươi có thể phóng một vạn cái tâm, vô luận cùng ai, ta chưa bao giờ nói không nên lời nói đây là sư môn tính điều, thận trọng từ lời nói đến việc làm, cần thiết tuân thủ. Cường điệu lúc sau nàng mới cho thấy chính mình ý tứ, bất quá đại nhân nghĩ sai rồi, ta đích xác muốn gặp người, nhưng không phải muốn gặp tam ca, mà là muốn gặp một mặt lý trung. Nếu có thể nói, nàng nhưng thật ra hai người đều muốn gặp một chút, nhưng như vậy giống như có chút được một tất lại muốn tiến một thước, lộng không hảo còn sẽ làm nhiếp minh ly nang kham. Hai người bên trong chỉ có thể tuyển một cái nói, nàng lựa chọn thấy lý trung. Tam ca ở trong nha môn cũng coi như an toàn, cũng không sẽ có tánh mạng chi ưu. Nhưng lý trung tâm là hồng là hắc, có phải hay không thật sự tạo nghiệp, chỉ có tận mắt nhìn thấy quá hắn tướng mạo, nguyên nguyên mới có thể xác nhận. Sớm ngày xác định hung thủ, mới có thể sớm ngày giúp tam ca đi ra ngoài. Kỳ thật nguyên nguyên hoàn toàn có thể sớm đêm trộn đi xem lý trung, chỉ là nha môn trong tối ngoài sáng thủ binh quá nhiều, nàng nếu là bị phát hiện tung tích, vậy hết đường chối cãi làm không hảo còn sẽ bị trở thành là tới kiếp người, còn không bằng sấn này đưa ra làm nhiếp minh ly mang nàng nghênh ngang đi, tóm lại cũng không dùng được bao lâu thời gian, không có trở ngại. Này ngã vào nhiếp minh ly ngoài ý liệu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi thấy huynh trưởng. Ta tam ca ở trong nhà môn ngốc hảo hảo, chỉ cần không ở trong nhà lao, đại nhân còn có thể khắc khe hắn không thành. Nguyên nguyên nhớ mày. Nhiếp minh ly cười mà không nói, không định tội danh phía trước, hắn thật là sẽ không khắc khe bất luận kẻ nào, nhưng định rồi tội danh, vậy không nhất định. Nguyên Nguyên không khỏi bại lộ chính mình thân phận, không có khả năng cùng Lý Trung giáp mặt dằn co, nàng chỉ có thể sấn Lý Trung ngủ khi mới đi vào. Điểm một con mê hương, xuyên thấu qua giấy cửa sổ dỗi đi vào, nhíp minh ly dùng thật là thuần thục, liền phân lượng đều nắm chắc cực hảo, làm người rất khó không nghi ngờ hắn thường xuyên sử dụng vật ấy. Nguyên Nguyên nghĩ Nguyên bách thiện, đại nhân nhưng ngàn vạn đừng với ta tam ca dùng mê dược, này tuy rằng là phương tiện, nhưng là dùng nhiều đối thân thể không tốt. Ơn. Này đối thân thể vô hại, dùng nhiều còn có thể đề cao đối khói mê sức chống cự. Nhiếp Minh Ly tính chuẩn thời gian rút ra kia chỉ mê hương, giấy cửa sổ thượng lưu lại một cái lỗ nhỏ. Ngươi như thế nào biết? Nhiếp Minh Ly bình tĩnh xuất khẩu, trước kia ngủ không được thời điểm thường dùng. Nguyên nguyên mặt, hắn thật đúng là kẻ tàn nhẫn, bất quá nguyên nguyên đồng thời cũng có chút tò mò, dùng mê dược mê choáng chính mình, còn có thể hay không có bóng đè tồn tại. Lý Trung bị đơn độc giam giữ ở trong sân, hắn nơi hoàn cảnh cùng nguyên bách thiện nơi không sai biệt lắm nhìn đến nơi này sạch sẽ thoải mái thanh tân hoàn cảnh cũng không tệ lắm nguyên nguyên cũng đối tam ca chỗ ở cũng yên tâm ăn trụ đều không phải vấn đề vấn đề lớn nhất chỉ có như thế nào mau chóng đem tam ca trích đi ra ngoài ta đem người khác đều chi đi rồi ngươi xem trọng hắn tướng mạo tận lực mau chút ra tới nhiếp minh ly dặn dò án này khó bề phân biệt không ít người đều khuyên hắn chạy nhanh kết án lấy triệu thị tự sát kết quả lại này cọc sự nhưng hắn vẫn luôn thủ sẵn người, một hai phải ra cái tra ra manh mối, nha môn nhiều người như vậy đều ở lặng lẽ nhìn chầm chầm hắn sẽ đối Lý Trung làm cái gì. Không cái giải thích hợp lý, liền tính là Lý Trung nhận, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng đó là hắn đem Lý Trung đánh cho nhận tội. Nguyên nguyên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, tự tin nâng cầm lên, ta xem tướng, chỉ liếc mắt một cái đủ rồi. Thấy nàng đi vào trong phòng, A Yến rút cuộc nhịn không được mở miệng. Nữ hoa oa lời nói vô căn cứ, đại nhân thế nhưng cũng tin, không chỉ có đêm này án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ toàn bộ nói cho nàng, còn từ nàng hồ nháo, thậm chí làm nàng vào nha môn tới gặp ngại phạm, này truyền ra đi, huyện thừa khẳng định nghĩ biện pháp đi tri phủ kia cáo trạng. Nhìn nhìn phòng trong, đã nhận ra động tĩnh, nhiếp minh ly li liếc a à yến liếc mắt một cái, nhắc nhở hắn, ngươi bớt tranh cãi. Đại nhân minh giám, nàng cùng nguyên bách thiện là chí thân, lý nên tị hiềm mới là, liền không nên biết vụ án, còn có kia xem tướng nói đến, càng là lệnh người khinh thường, quốc sư một hàng liền thường xuyên dựa này hỗn nói che giấu. A Yến đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn đến Nguyên Nguyên đã ra tới. Này liền ra tới. Lúc này mới bao lâu, thật cũng chỉ muốn liếc mắt một cái liền thành. A Yến tìm tòi nghiên cứu xem qua đi, đối thượng Nguyên Nguyên đôi mắt, hắn mặt danh có chút hoảng hốt, chính là lúc trước đối mặt các loại khổ hình khảo vấn là lúc, hắn cũng không có loại này bị thẩm tách cảm giác. Có thể lại đây bảo hộ điện hạ ám vệ, khi đều là trải qua các loại khảo nghiệm, một cái sau một cái mạnh miệng. Có chút lời nói ngoài miệng có thể nhịn xuống không nói, nhưng là giống như vậy trực tiếp đã bị xem thấu, lại nên làm người như thế nào phòng bị. Nhíp Minh Ly tiến lên hai bước, tự mình đóng cửa đem cửa khóa kỹ. Người thấy Lý Trung như thế nào? Chương 132 chính là hắn làm. Chương 132 chính là hắn làm. Đi vào lúc sau, Nguyên Nguyên xem cực kỳ rõ ràng, một đoàn nho nhỏ oán khí liền lập tức nói cho nàng đáp án đa số nhân thân sau đều sẽ tại thế gian tàn lưu oán khí, không cam lòng liền như vậy rời đi. Triệu thị phía sau còn chưa qua đầu thất, nàng oán khí đúng là mãnh liệt thời điểm, hiện giờ không bình ổn xuống dưới, còn vần quanh ở lý trung bên người không chịu rời đi. Cho nên nguyên nguyên căn bản không cần nhiều xem, chỉ liếc mắt một cái, nàng là có thể xác nhận này hết thảy đều là lý trung mưu kế. Hắn tạo sát nghiệp, vì làm chính mình vô tội, còn đặc biệt tìm nguyên bách thiện giúp chính mình làm chứng thoát tội. Lý Trung là người đọc sách, vẫn là tưởng thi đậu công danh người đọc sách, Nguyên Nguyên thấy hắn vài lần đều có thể nhìn ra hắn đối công danh chấp nhất. Hiện giờ phạm vào bậc này đại sai, hắn cũng không từ bỏ khảo công danh, vì không bị trảo tiếng trong nhà lao, ảnh hưởng chính mình tiền đồ, hắn là làm đủ chuẩn bị. Nếu không phải bởi vì kia đạo Lạc Ngân, chỉ sợ thật sự bị hắn chui chỗ trống, làm này cọc án tử bị trở thành triệu thị tự sát. Lòng dạ sâu, lệnh người giận sôi. Nguyên Nguyên thần sắc ngưng trọng, Ta tam ca thật là bị kẻ gian sở che giấu, hắn nếu cắn chết chính mình không có gây án thời gian, còn làm tam ca vì hắn làm chứng, đại nhân từ hắn này liền tất không có khả năng đến ra mặt khác lý do thoái thác, không bằng một lần nữa loát một lần sự tình trải qua. Lý Trung ra cửa sau vẫn luôn đều cùng Nguyên Bách Thiện ở bên nhau, trong khoảng thời gian này hắn phân thân thiếu phương pháp, khi triệu thị nhất định là ở hắn ra cửa trước liền bỏ mình, sau đó Lý Trung lại cố ý dẫn Nguyên Bách Thiện vì chính mình làm chứng. Chân chính vấn đề ở chỗ kia một chuỗi sau cơn mưa lưu lại dấu chân. Chỉ cần nghĩ thông suốt kia dấu chân là như thế nào hình thành, là có thể chọc phá Lý Trung nói dối. Việc này, Nhíp Minh Ly còn muốn cẩn thận suy tư. Ta sẽ điều tra rõ ràng, sự tình sáng tỏ lúc sau, người huynh trưởng cũng sẽ bình yên vô sự rời đi nha môn. Ta tin tưởng đại nhân, phàm là hắn đã làm sự, không có khả năng không lưu lại dấu vết. Lý Trung trong miệng cậy không ra lời nói, đại nhân còn có thể lại đi hiện trường nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện chút mặt khác chứng cứ. Nguyên Nguyên cho hắn một cái tín nhiệm ánh mắt bình tĩnh tâm. Tín nhiệm là phải cho đủ, nhưng nếu muốn nhiếp Minh Ly có thể an tâm tra án, sớm ngày đem tam ca thả ra, còn muốn bảo đảm hắn bên người người vô ngu, không bị bên người việc vặt phân tâm. Nguyên Nguyên ánh mắt chuyển hướng A Yến, lần trước cái kia tái hắn trở về xa phu cũng là, hiện giờ nhiếp Minh rời khỏi người biên cái này Thị vệ cũng là, đều là một bộ có gặp phải đại tai đoạn mệnh tướng. Nếu là thường lui tới, Nàng tất sẽ không nhiều này một vụ sự, nhưng hiện tại bất đồng thường lui tới. Đại nhân có không mượn một bước nói chuyện. Nhiếp Minh Ly làm A Yến lui ra phía sau, hắn rung cơ linh chỉ lui lại mấy bước, A Yến lỗ tai linh, chính là cái này khoảng cách cũng có thể nghe được. Lại lui. Nhiếp Minh Ly lại đuổi hắn, cho đến làm hắn thối lui đến viện ngoại, A Yến có chút bị khuất dịch bước đến viện ngoại, hiện tại hắn là một chút đều nghe không thấy. Thấy Nguyên Nguyên ánh mắt đa số dừng lại ở A Yến trên người hắn liền suy đoán A Yến có vấn đề. Nhiếp Minh Ly cũng không hoài nghi hắn người bên cạnh chân thành, người sẽ không có vấn đề, đó chính là tướng mạo vấn đề. Trước kia bởi vì quốc sư hồ ngôn loạn ngữ, hắn nhất không thích mấy thứ này, không biết khi nào khởi, hắn thế nhưng cũng đem tướng mạo vận thế xem như thế trọng, thật là kỳ quái. Làm sao vậy, hắn kêu A Yến, là ta vừa tới thị vệ, có gì không ổn sao? Nguyên Nguyên hạp một nhẹ bãi đầu, không ngừng hắn có không ổn, đại nhân bên người những người khác chỉ sợ cũng có không ổn, xin hỏi đại nhân, gần nhất hay không có làm chính mình bên người người đi hướng phương Nam? Phương Nam Nhíp Minh Ly tâm tình trầm trọng, phương Nam hiện giờ thế cục có chút khẩn trương, chiến tranh càng thêm, hắn đích xác làm không ít tâm phúc liên tiếp tra xét, hiện giờ còn không có truyền đến tin tức. Chính khúc trấn không phải hắn yên vui nơi, hắn sớm hay muộn phải rời khỏi. Đây là đại sự, không hảo cùng nguyên nguyên giảng. Xem hắn không nói lời nào, Nguyên Nguyên cũng không vội, chỉ là nhắc nhở chính mình. Hắn năm nay mệnh có đại tai, sự tình quan tánh mạng, không dễ ra ngoài, đại nhân nếu thật cần bên người người nam hạ, nhất định phải thận trọng, ta kiến nghị là sửa lộ đi trước. Tuy là đoạn mệnh chi tướng, nhưng đều không phải là không thể phá giải. Đây là nhân vi tai họa, chỉ cần cẩn thận một chút, tùy thời đề phòng liền nhưng hóa giải. Hảo! Đa tạ chỉ điểm, ta hiểu được. Sửa lộ liền sửa lộ, thật có thể người bảo lãnh tánh mạng, vậy không tính phiền toái. Do dự một hồi, Nguyên Nguyên có chút ngượng ngùng cười đánh thương lượng, còn có một chuyện nhỏ. Chính là ta vừa rồi dẫn đại nhân ra tới lá bùa, đại nhân có thể hay không trả lại cho ta, mỗi một lá bùa đều thực trân quý, ngươi trả lại cho ta, ta liền còn có thể dùng. Nhiếp binh rời tay theo bản năng bối đến phía sau, chiếc thành như vậy nhét vào trong tay áo lá bùa, hẳn là không thể lại dùng. Một lá bùa bao nhiêu tiền? Làm Nguyên Nguyên như vậy bảo bối, Chẳng lẽ là một lượng bạc tử một trương. Trước mắt thị trường giới là một văn tiền mười trương. Nguyên nguyên hồi phục. Này xem như. Trân quý. Nhiếp Minh Ly khó hiểu. Hắn là đối hiện giờ giá hàng có cái gì sai lầm nhận tri sao. Một văn tiền mười trương. Một lượng bạc tử chính là vạn trương. Nguyên nguyên không giống như là thiếu kia một lá bùa người. Ngươi không hiểu. Nguyên nguyên ôm ngực. Liền tính ngày nào đó lá bùa ngã giới. Biến thành một văn tiền trăm trương ở trong mắt ta kia cũng là trân quý vô cùng. Nhiếp Minh ly ngộ, hắn giống như đột nhiên thăm dò Nguyên Nguyên yêu thích, đồng dạng giá kim ngọc cùng đồng dạng giá lá bùa đối lập, nàng tuyệt đối không chút do dự tuyển hậu giả. Cho nên ta lá bùa đâu? Ngươi mau trả lại cho ta, đó là trương chỗ trống, ngươi lưu trữ cũng vô dụng. Hôm nay không thành, lần sau trả lại ngươi. Nhiếp Minh Ly bất đắc dĩ, hắn còn có thể làm nàng mệt một lá bùa không thành. Nên thảo luận đều thảo luận, nên nhắc nhở cũng đều nhắc nhở nguyên nguyên từ nhiếp minh ly này nghe được chính mình muốn nghe cũng liền không ở nha môn lưu lại như vậy trở về nhà tuy rằng biết tam ca sẽ không ra cái gì tánh mạng du quan đại sự nhưng bởi vì tam ca còn bị đóng lại nguyên nguyên luôn có chút không an tâm ở trong nhà còn nếu muốn muốn gạt mẫu thân nải nải đừng làm cho các nàng nhìn ra cái gì tiểu thúc thúc đi trong thị trấn chờ tin tức hai ngày cũng chưa về nhà Nguyên nãi thậm chí cho rằng Nguyên Tiểu Thúc lại không trên một tiếng chạy tới làm hắn áp tiêu sự, vẫn là Nguyên vạn nhất giúp hắn viên qua đi. Nguyên Nguyên này Thái Châu phủ cũng không đi thành, ngay cả gần nhất quầy hàng cũng chưa ra, làm người hảo tìm. Cách mấy ngày, nhưng xem như chờ đến Nguyên Bách Thiện cùng Nguyên Vạn Nhất bình an về nhà, nhưng Nguyên Nguyên tâm không chỉ có không có yên ổn xuống dưới, ngược lại càng thêm bất an. Bởi vì nàng thế nhưng nhìn thấy Lý Trung cũng đi theo cùng nhau lại đây, còn vui rạo rực cùng Nguyên Bách Thiện xưng huynh gọi đệ lần này ít nhiều nguyên đệ lời chứng, bằng không ta thật là hết đường chối cãi, nơi nào còn có thể tới nguyên đệ trong nhà bái phỏng. Ta mang theo vài thứ tới cảm tạ, còn thỉnh nguyên đệ không cần chối từ, cần phải muốn nhận lấy. Đã sớm nghe nói nguyên đệ gia đình hòa thuận, có nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, không giống ta, chỉ là người cô đơn. Đây là nhà ngươi nhỏ nhất muội muội đi, ta đã từng gặp qua, vẫn là cùng phía trước giống nhau, thật sự là thảo người yêu thích. Nguyên Nguyên xem hắn vẻ mặt dối trá cười, chỉ cảm thấy kia há mồm mặt đáng ghê tởm đến cực điểm. Cái này tiểu án kiện sẽ không hoa quá nhiều chương, cũng rất đơn giản. Sẽ không làm quá phức tạp, thực mau liền sẽ kết thúc. Chương 133 hắn sẽ không như vậy từ bỏ. Chương 133 hắn sẽ không như vậy từ bỏ. Có ý định mưu hại chính mình kết tóc thê tử, thế nhưng còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau đi người khác gia bái phỏng. Nhíp Minh Ly như thế nào sẽ đem hắn cấp thả ra, chẳng lẽ hắn hiện tại tin tưởng lý trung là trong sạch sao rõ ràng ngày đó chính mình đều mãnh liệt ám chỉ quá hắn lý trung chính là mưu hại vợ cả lừa bịp tam ca kẻ gian nhiếp minh ly không đến mức liền điểm này ám chỉ đều nghe không hiểu đi nếu liền này đều nghe không hiểu kia hắn thật đúng là cái bổn dưa tuy rằng nhiếp minh ly thả tam ca cái này vô tội người nhưng đồng thời cũng đem hung phạm cấp phóng ra nguyên nguyên như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy nàng thấy lý trung cả người lệ khí chỉ sợ tâm thái đã là vặn vẹo, không chừng nào ngày lại sẽ nghĩ đi tai họa người khác, như vậy còn không bằng không bỏ. Nhíp Minh Ly cái gọi là muốn theo đuổi sự kiện chân tướng, chẳng lẽ chính là như vậy làm qua loa. Lục Mùi, đây là ca ca cùng trường, nghe nói ngươi gần nhất thích luyện tự, hắn hôm nay tới cố ý cho ngươi mang theo phân tỉ mỹ chọn lựa lễ vật tới. Nguyên Bách Thiện không biết nội tình, còn tưởng rằng Lý Trung là hắn tri tâm bạn tốt, cũng là thiệt tình đối nguyên nguyên hảo. Hiện giờ hai người mới từ nha môn ra tới, tuy rằng không phải cùng ngồi sổng quá lớn lao giao tình, nhưng kia cũng là cùng cộng quá hoạn nạn bạn tốt. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, kinh thứ lúc sau, Nguyên Bách Thiện càng cho rằng hắn có thể thâm giao, cũng là yên tâm thỉnh hắn tới trong nhà làm khách. Nguyên Nguyên chỉ hy vọng Tam Ca có thể trường điểm tâm, hắn nếu về sau thi đậu công danh trà trộn quan trường, không thể thiếu cùng các hình các màu người giao tiếp. Cũng không phải người nào đều có thể giữ lại sơ tâm, có chút người tâm, bất tri bất giác liền sẽ trở nên âm độc tàn nhẫn, nếu là không rõ điểm này, tam ca về sau khẳng định sẽ có hại. Lý Trung cầm cái hộp nhỏ đưa cho Nguyên Nguyên, nghe nói ngươi thích luyện tự, liền tặng một chi bút, Nguyên để giúp ta đại ân, này nho nhỏ lễ vật xin hãy nhận lấy. Ta thích luyện tự cùng bút không quan hệ, đều là bởi vì phỏng chính là tam ca tự, ta thích tam ca tự, cho nên mới thích đi theo luyện tự, này bút ta cũng không cần. Nguyên Nguyên liếc mắt một cái đóng gói tinh xảo hộp bút, không chút khách khí cự tuyệt từ trước Lý Trung gia cảnh bần hàng, toàn dựa vợ cả tiểu sinh ý nuôi sống, duy trì hắn đọc sách, hiện giờ hại vợ cả, tiếp nhận vợ cả sinh ý, liền tặng lễ đều hào phóng như vậy. Đích xác, nguyên đệ kia một tay hảo tự, ta thật là hổ thẹn không bằng, nhưng là hảo bút mới có thể viết ra hảo tự, đây là bút lông sói làm bút, ngươi hẳn là còn không có dùng quá, nhận lấy lưu dụng cũng không sao. Bút lông sói đích xác sau bút lông cừu bút muốn trân quý một chút, đừng nói là nguyên nguyên, chính là nguyên bách thiện cũng vô dụng quá nhưng là vô dụng quá nhất định phải muốn nhận lấy sao thật đem nàng trở thành chưa hiểu việc đời người lý trung mở ra hộp bút đem kia một chi bút triển lãm ở nguyên nguyên trước mặt hắn không tin nhìn đến này chi bút bộ dáng nguyên nguyên còn sẽ bỏ được cự tuyệt nguyên nguyên ở hắn chú một hạ đem kia chi bút cầm lấy tới kẹp ở đầu ngón tay chuyển động thưởng thức một vòng lại hoàn hảo bỏ vào hộp bút nàng lại đồng dạng nhặt một cây trên mặt đất rơi xuống nhánh cây đặt ở trong tay thưởng thức bút lông sói bút tuy hảo nhưng là thích hợp viết lối viết thảo, ta không viết lối viết thảo, này bút cùng ta vô dụng. Đối ta mà nói, chúng nó hai người đều là giống nhau tác dụng. Này chi bút lông sói bút cùng nhánh cây nhỏ giống nhau, chỉ xứng như vậy thưởng thức. Thế nhưng đem chính mình mua trân quý bút lông cùng trên mặt đất rách nát tiểu gậy gỗ so, Lý Trung sắc mặt tối sầm, cảm thấy nàng thật là không biết tốt xấu. Nguyên nguyên như là không thấy được hắn sinh khí, tiếp tục lại nói, ta nghe nói Lý Công Tử ngày gần đây tan thê, ngươi chẳng lẽ không cần vì thê tử giữ đạo hiếu sao? Vợ cả bỏ mạng, trăm ngày nội không được đến thân hữu gia bái phỏng, hắn này cao hứng tới bái phỏng bộ dáng, biết đến hiểu hắn là tan thê, không biết còn tưởng rằng hắn là muốn cưới vợ. Nguyên Bách Thiện cũng mới ý thức được điểm này, bởi vì bị giam lỏng này đó thời gian tâm tình quá mức khẩn trương, hiện nay thấy Lý Trung không có quá nhiều bi thương thần sắc, hắn đều suýt nữa đã quên Lý Trung còn phải vì vợ cả giữ đạo hiếu, ít nhất trăm ngày không được bái phỏng thân hữu hiện giờ tới bái phỏng đích xác không ổn ta đem vong thê thời khắc treo ở trong lòng trong lòng ta có nàng làm sao cần bị này đó tục lễ trói buộc lý trung ăn mệt hắn là quá vui sướng chỉ biết chính mình rốt cuộc cùng vợ cả chặt đứt liên hệ thậm chí đã quên còn có việc này ta còn tưởng rằng giống lý công tử như vậy người đọc sách nhất chú trọng này đó lễ tiết nguyên lai like cũng không phải nguyên nguyên ý cười không đạt đáy mắt thật sự là đối với lý trung nàng không có gì lời hay nhưng nói lần này thấy Lý Trung, hắn thần thanh khí sản, bên người thế nhưng không có lần trước nhìn thấy nho nhỏ oán khí, hẳn là tưởng khai đầu thai đi. Hắn đương tử thế nhưng không oán hắn, như vậy đối lập, càng hiện Lý Trung vô tình âm độc. Nguyên Bách Thiện cảm thấy trước mắt không khí có chút cương, Nguyên Nguyên ngày thường đều sẽ không như thế nói chuyện, hiện tại nàng đối Lý Trung địch ý sâu như vậy, cũng không biết nàng địch ý là từ đâu mà đến. Lý Trung đáy mắt có chút hung ác nham hiểm, Nguyên Nguyên nói, chọc hắn nội tâm nhất bất kham một mặt, hắn là người đọc sách, hiện giờ lại không giống cái người đọc sách. Triệu thị sự, làm hắn phát hiện người sinh mệnh nguyên lai như vậy yếu ớt, liền như vậy nhẹ nhàng một lạc liền đã chết, nguyên nguyên cổ càng thêm non miệng, chỉ sợ càng không cần phế sức lực. Nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa, nguyên nguyên nhẹ nhàng dương môi, thật đúng là thiếu kiên nhẫn, này liền đem chính mình hắc tâm tràn bãi ở trên mặt. Giết người thì đền mạng, như vậy hung ác đồ đệ, từ trong nhà lao ra tới chính là tai họa. Nguyên Bách Thiện cảm thấy hai người tám phần là không đối phó, một cái là hắn thương yêu nhất muội muội, một cái là hắn cho rằng bạn tốt, tư tâm, hai người trung hắn càng thêm bất công Nguyên Nguyên. Nếu Nguyên Nguyên không thích Lý Trung, hắn cũng không nghĩ chọc đến Nguyên Nguyên trong lòng không như ý, cũng liền không ở lâu Lý Trung ở nhà bao lâu. Nguyên người nhà không nghĩ nhiều đãi thấy hắn, Lý Trung cũng không tính toán mặt dày mày dạng đợi, Nguyên bản còn tưởng rằng Nguyên Bách Thiện là cái thể diện người, hiện giờ xem ra trong nhà cũng bất quá như thế. Như vậy bần hàng, chỉ sợ liền khảo thí ví dụng đều ra không dậy nổi, không giống hắn, không bao giờ sẽ có tiền bạc thượng phiền não. Chỉ là lý trung người đều đi rồi, nguyên bách thiện xem nguyên nguyên vẫn là không thế nào cao hứng. Tiểu Lục đây là làm sao vậy, chuyện gì chọc ngươi lo lắng, vẫn là ngươi cùng ta nói, này mày nhăn ở bên nhau, hội trưởng nếp nhăn. Nguyên Nguyên cảm thấy việc này không thể cứ như vậy không minh không bạch lừa dối qua đi, có thể nào làm hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, nàng không tin Nhiếp Minh Ly sẽ làm như vậy, tam ca ngươi từ nha môn ra tới khi huyện lệnh đại nhân có hay không cùng ngươi nói cái gì đó lời nói chỉ có chân chính vô năng cùng những cái đó lão bánh quẩy mới có thể kết loại này không minh không bạch án tử nhiếp minh ly tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa không giống như là này hai loại người nguyên bách thiện hồi ức cũng chưa nói cái gì đặc biệt chỉ nói câu cái gì hắn sẽ không như vậy từ bỏ chỉ cần chậm đợi ngày sau ta không rõ ràng lắm hắn vì sao phải đối ta nói lời này tổng cảm thấy có chút không đầu không đuôi cũng liền không để ý Nguyên Bách Thiện cảm thấy những lời này có chút không đầu không đuôi, là bởi vì lời này không phải đối. Nguyên Bách Thiện nói, mà là mượn Nguyên Bách Thiện khẩu đối Nguyên Nguyên nói. Hắn sẽ không từ bỏ, hiện tại không trảo Lý Trung, chỉ là bởi vì thời điểm còn chưa tới, hắn còn có mặt khác tính toán. Chương 134 Nguyên Nguyên bị bắt. Chương 134 Nguyên Nguyên bị bắt. Làm khó nhiếp Minh Ly làm tam ca cho chính mình tiện thể nhắn, Nguyên Nguyên cũng coi như là đem tâm đặt ở trong bụng, một lần nữa làm tốt tính toán của chính mình thái châu phủ khẳng định muốn đi lại không đi hôm nay qua giữa hè khối băng sinh ý cũng chưa làm đầu ở kia phía trước nguyên nguyên muốn trước khôi phục chính mình sinh ý nàng hồi lâu không ra quán hầu bao cũng chưa phía trước cổ nàng còn tưởng hoa bạc tu sửa tòa nhà đâu điểm này nhưng không đủ nghe nói nguyên nguyên lại muốn ra quán ngân quả sáng sớm liền chạy tới tùy nàng cùng đi hiện giờ bọn họ chi gian liên hệ thuần dựa tiểu dư đi đưa lời nhắn chỉ có ngân quả có thể nhìn đến quán khí tồn tại nghe được quán khí thanh âm nguyên nguyên trước mắt còn không có chạm vào những người khác có này năng lực tiểu dư cũng coi như ổn thỏa mỗi lần đều có thể đem tin tức đưa đến tốc độ cũng không chậm mỗi lần tiểu dư sau khi trở về còn đều sẽ cùng nguyên nguyên miêu tả một lần ngân quả có bao nhiêu sợ hãi nguyên nguyên nghe luôn là vừa buồn cười lại bất đắc dĩ này thật là từ sâu trong nội tâm liền có sợ hãi một chút đều không đổi được hồi lâu không gặp nguyên nguyên ngân quả ở nhà cũng không nhàn rỗi vẫn luôn khổ luyện vẽ bùa còn đem chính mình họa giao cho nguyên nguyên kiểm tra nguyên nguyên nhất nhất xem qua đích xác có linh tính nhưng là hiệu quả còn không có đạt tới nàng yêu cầu sư phụ đã nhiều ngày không ra quán ta xem quầy hàng bên cạnh còn có người ngày ngày chờ hàng đêm chờ nói cái gì cũng không chịu rời đi hôm nay phỏng chừng tới người vẫn là giống nhau nhiều ngân quả bởi vì mỗi ngày đều phải đi theo nguyên nguyên ra quán cũng là làm chút ngụy trang hai người mê đầu che mặt trang phẫn ở người khác trong mắt có vẻ có chút đột ngột. Mùa hè như vậy xuyên thật là nhiệt, bất quá nguyên nguyên áo tròn hạ ẩn giấu cái tiểu thủy biến thành cục bột đen, quán khí luôn là lạnh căm căm, quả thực chính là tùy thân điều hòa. Ngân quả bởi vì tiểu thủy tại đây nguyên nhân, cũng không dám dựa nàng thân cận quá, bảo trì khoảng cách, vẫn là có thể cảm nhận được nguyên nguyên trên người truyền đến khí lạnh. Hắn không cảm thấy này khí lạnh thoải mái, chỉ cảm thấy có chút sợn tóc gáy. Người thật tốt nha, Sinh ý thịnh vượng, thanh danh cũng đại, phục hưng sư môn sắp tới. Nguyên nguyên cuối cùng mục tiêu chỉ có này một cái. Ngân Quả từ nhận Nguyên Nguyên đương sư phụ, kia cũng là thừa Nguyên Nguyên chí hướng, đem phục hưng sư môn đặt ở hàng đầu mục tiêu. Chỉ là thật muốn phục hưng sư môn, chẳng lẽ không nên là tiếp khách nhân càng nhiều càng tốt sao? Ngân Quả nghi vấn, có nhiều người như vậy tới, sư phụ vẫn là dựa theo lão quy cũ, chỉ cấp 10 người xem tướng. Tự nhiên, 10 người đã đủ nhiều không cần thiết cả ngày không ngừng nghỉ mệt chính mình, ta lại không phải công tác cùng, còn nữa, lộ ra quá nhiều mệnh tương không tốt, nếu gặp được chuyện phiền toái, làm không hảo còn sẽ giảm thọ. Nguyên Nguyên cười hì hì đáp lại. Ngân quả yên lặng ghi nhớ. Nguyên Nguyên cùng Ngân quả còn chưa đi gần quầy hàng, liền phát hiện có không ít người ở nhìn bọn hắn chầm chầm phương hướng xem. Khi cũng không phải là có cầu với nàng biểu tình. Đôi mắt từ mọi người trên mặt đạm quét mà qua, Nguyên Nguyên bước chân không đình, ngắn gọn công đạo ngân quả vài câu người hướng bên cạnh đi làm bộ không quen biết ta vô luận phát sinh cái gì đều không cần hành động thiếu suy nghĩ chung quanh một đám người đều không phải là tất cả đều là tới tìm được xem tướng người càng có rất nhiều mang theo mặt khác mục đích mà đến xem thân thể tự hồ còn đều là người biết võ nàng hẳn là không có trêu chọc người nào những người này như thế nào sẽ hung thần ác sát hướng nàng mà đến nàng trong lòng cũng không có cảm giác bất an hẳn là không phải là cái gì đại sự nguyên nguyên bước chân nhanh hơn thực mau nguyên nguyên liền cùng ngân quả kéo ra khoảng cách ngân quả trong lòng có chút hồ nghi nhưng không cãi lời nguyên nguyên nói thuận theo nàng ý tứ chậm rãi đi xa hoặc nhìn hai người đều đều không phải là một đường mà đến nguyên nguyên mới vừa đi đến quầy hàng bên cạnh các vị tới cầu nàng xem tướng người liền bao quanh vây lại đây đại sư ngươi rốt cuộc tới ta đều đợi ngươi vài thiên hôm nay là ta trước tới ta cần thiết muốn cái thứ nhất tới các ngươi phía sau xếp hàng mọi người còn chưa nói thượng vài câu, kích động lửa nóng tâm đã bị bá một chút bát bồn nước lạnh. Quan phủ phá án, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Một người lột ra bên cạnh lửa nóng quần chúng, tể tới rồi nguyên nguyên trước mặt, trực tiếp lượng ra lệnh bài. Sợ nàng chạy, mặt khác một ít ăn mặc y phục thường quan binh đều vây quanh lại đây. Nhìn đến quan phủ xuất hiện, đám kia tới xem tướng người là lập tức túng, một cái chạy sau một cái mau. Khi chính là quan binh, ai đều không muốn cùng quan binh nhất lên quan hệ, đồng thời bọn họ trong lòng lại còn ở cân nhắc, nguyên nguyên đây là phạm vào chuyện gì, đem quan binh đều cấp đưa tới. Giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo mới có thể bị quan phủ bắt đi, chẳng lẽ là nàng cũng là cái kẻ lừa đảo. Trong lòng mọi người đánh lên cổ tới, sẽ không bọn họ đều bị một cái bọn bịp bận giang hồ cấp lừa đi, vẫn là lại quan vọng một chút, đừng hoa tiền tiêu uổng phí. Nguyên nguyên đạm nhiên, nàng chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, cũng không sợ quan binh, chỉ là lúc này trảo nàng, cũng không biết là muốn hỏi cái gì nàng không có bất luận cái gì phản kháng dọc theo đường đi một câu vô nghĩa cũng chưa nói ngoan ngoãn đi theo quan binh đi nha môn tới rồi nha môn nguyên nguyên cũng không như tam ca như vậy vận may tam ca là học sinh cho nên mới sẽ có đặc thù đãi ngộ cho hắn tìm đơn độc phòng trông coi mà nguyên nguyên trực tiếp bị không chút khách khí ném tới rồi trong nhà lao đi vào đợi chờ huyện lệnh đại nhân gọi đến nguyên nguyên không nói thành thật vào trong phòng giam đợi vẫn là nhiếp minh ly phái người đem nàng trảo tiếng vào nhiếp minh ly không biết thân phận của nàng nếu là biết khẳng định trực tiếp đi hỏi nàng xem ra chính mình bảo mật công tác làm khá tốt nhà tù hoàn cảnh muốn kém nhiều âm lãnh ẩm ướt không ra quan tại như vậy râm mát địa phương cũng không cần tiểu thủy ở áo choàng hạ cho chính mình trúng gió làm tiểu thủy trở về không gian nguyên nguyên bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh trong phòng giam chỉ có một cái bàn một trương phủ kính cỏ tranh giường một cái còn mang theo chút mốc khí cái ly Sờ lên có chút ẩm ướt, trừ cái này ra liền cái gì cũng chưa. Bên cạnh còn đóng lại mặt khác đầu bù tóc rối tù phạm, bất quá cũng có quần áo đẹp để quý giá, như là mới vừa bị quan tiến vào. Mà hắn nhà tù, tự hồ có chút bất đồng, cái bàn vẫn là cái bàn, giường vẫn là giường. Bất quá hắn trên bàn lại bãi mấy mâm điểm tâm, trên giường là sạch sẽ ngăn nắp chăn, cùng Nguyên Nguyên bị quan nhà tù quả thực là khác nhau như trời với đất. Nhìn đến Nguyên Nguyên tiến vào, khi quần áo đẹp để quý giá người lập tức ghé vào lan can thượng đầu kẹp ở lan can trung gian bức thiết muốn cùng nguyên nguyên đáp lời cuối cùng là đụng tới mới vừa quan tiếng vào người bình thường này khẳng định muốn lao thượng hai câu tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ ngươi là vào bằng cách nào giết người phóng hỏa giật tiền vẫn là cướp sắt nguyên nguyên mặc kệ hắn ngồi ở một bên cỏ tranh đôi bên cạnh nghỉ tạm hái được bao tay bắt đầu bệnh cỏ tranh nhàm chán tống cổ thời gian Ngươi cùng ta nói nói, ngươi rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Ta còn có thể giúp ngươi tham mưu tham mưu, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, nói không chừng còn có thể giúp ngươi thiếu ngồi sổn mấy ngày đại lao. Ngươi đừng không để ý tới ta a, à, ngươi tên là gì? Xem, ngươi bọc đến như vậy kín mít, không phải là cái gì che mặt sát thủ đi? Nguyên nguyên đỡ tráng, nàng như vậy hiền lành một người, nơi nào giống sát thủ? Không phải, ta là xem tướng. Nghe thấy nguyên nguyên này biến quá thanh kỳ quái thanh âm hắn có chút túng. Ngày mai liền công bố đáp án. Chương 135 các có các kỳ ba. Chương 135 các có các kỳ ba. Này nơi nào là cái gì tiểu huynh đệ, thanh âm này nghe tới thỏa thỏa chính là một cái quái lão nhân. Tiểu huynh đệ lập tức biến thành lão tiền bối. Xem tướng. Lão tiền bối, vậy ngươi có thể nhìn ra tới ta là vào bằng cách nào không, còn có bọn họ. Ngươi biết bọn họ đều là vào bằng cách nào sao? Nguyên Nguyên thô sơ giảng lược đảo qua, nàng chỉ có thể xác nhận những người này trên người không có bối thượng hơn người mệnh, không phải tử tù phạm, nơi này không phải giam giữ tử tù địa phương, hẳn là chỉ là bình thường nhà tù. Ta phỏng chừng ngươi cũng là nhìn không ra đến đây đi, này ngươi nhưng không bằng ta, ta đây nói cho ngươi bọn họ sao tiến vào, điểm này ta so ngươi rõ ràng. Hắn vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi bên cạnh đóng lại người kia, cầm bình đem người khác đầu cấp tạp phá, có ý định đã thương người, cũng may người không có việc gì, hắn thanh toán 30 lượng bạc bồi thường kim, cũng liền cấp đóng 3 tháng. Người đối diện cái kia, hắn là bị hắn nương tử cấp đưa vào tới, bởi vì thường xuyên uống hoa tử, hắn nương tử liền cử báo nói hắn thường xuyên đùa dẫn đàn hoàng nữ, ba ngày hai đầu tiến vào một hồi, ngăn cản hắn lại đi uống hoa tử, hắn nương tử đây là thật đánh thật hố phu. Còn có nhất cốc cái kia, ban đầu chính là cái khất cái, ở bên ngoài ăn không đủ no mặt không đủ ấm, liền nghĩ tiến vào cọ lao cơm ăn, mỗi ngày ăn trộm ăn cấp cố ý bị bắt lấy, chỉ sợ cả đời đều tính toán tại đây trong nhà lao đợi hỗn lao cơm. Còn có còn có, ngươi nhìn bên kia nhất cốc cái kia nhắm mắt dưỡng thần không, hắn địa vị có thể to lắm, ban đầu vẫn là trong nhà môn sư gia, bởi vì thường xuyên tự mình chặn lại người khác đệ mẫu đơn kiện, lấy này dành tư lợi, kết quả bị huyện lệnh đại nhân cấp phát hiện, đại nhân một bực, cũng cho hắn bắt tiến vào, phán 5 năm, phỏng chừng đi ra ngoài cũng chính là phế nhân một cái. Nghe thế câu, nguyên nguyên xem như cho điểm phản ứng, ghé mắt hướng kia đồi bại sư gia nhìn lại, nguyên lai chính là hắn cản mẫu đơn kiện, loại này u ác tính đích xác không thể lưu tại nha môn, 5 năm đều thiếu. Nói nhiều như vậy, hắn chính là chưa nói chính mình, nguyên nguyên hỏi hướng một bên quần áo thể diện người, vậy ngươi lại là vào bằng cách nào? Xem hắn tinh thần diện mạo đều dai, nhĩ cao mi dương, là có tài chi tướng, thế nhưng cũng sẽ vào trong nhà lao. Ta đi, hắn gãi gãi đầu. Ta rượu phẩm không tốt, uống rượu nhiều dễ dàng hỏng việc, trước đó vài ngày ta say rượu, kết quả cởi quần áo ở trường nhai thượng chạy vài vòng, dọa mấy cái nhát gan cô nương, đã bị trảo vào được. Nguyên nguyên. Này còn không phải là bên đường chơi lưu manh sao, tiến vào người thật đúng là các có các kỳ ba. Ta đều nói ta chính mình, ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi là vào bằng cách nào. Nguyên nguyên nhìn ra được tới hắn là cái không chịu ngồi yên lãm nhảm, bằng không cũng sẽ không nhiều người như vậy sự hắn đều rõ ràng, vào trong nhà lao còn như vậy lạc quan, thật khó đến. Ta cũng muốn biết ta là vì cái gì tiến vào. Nguyên Nguyên cười xem hắn, xem ngươi như vậy thiện nói, không bằng ngươi giúp ta hỏi một chút ngục tốt. Bọn họ bắt ta khi, nhưng cái gì cũng chưa cùng ta nói. Nguyên lai like ngươi vẫn là cái lão hồ đồ A, liền chính mình làm cái gì cũng không biết, ngươi chờ, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Nguyên Nguyên chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới hắn thật đúng là liền đi, lại còn có phi thường thuần thục cầm bạc hối lộ ngục tốt. Lưu đại ca, ngươi lại đây ta hỏi ngươi điểm sự, điểm này ngươi vui lòng nhận cho nói liền hướng ngục tốt trong tay tắt một cái ngân nguyên bảo. Nguyên nguyên nhìn chỉ cảm thấy khiếp sợ, ra tay đảo rộng rãi, này ở trong tù đều cấp vô pháp quản được hắn, ngục tốt cứ như vậy tùy ý hắn hối lộ sao. Tiểu công tử có gì phân phó, ngươi nói đó là, ta định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Lưu ngục tốt đem ngân nguyên bảo đá trong lòng ngực, như vậy có uy tín danh dự công tử ca, hắn ước gì trong nhà lao nhiều tới mấy cái. Khẽ meo meo cùng ngục tốt nói một hồi lời nói, hắn liền làm cho rành mạch, tiếp theo lại đem hắn mặt dáng tới rồi lan can thượng cùng nguyên nguyên thảo luận. Ta đều hỏi qua, ngươi cũng không gì đại sự, chính là huyện lệnh tìm ngươi tới hỏi nói mấy câu, hỏi xong phỏng chừng liền thả. Bất quá huyện lệnh đại nhân hiện tại có việc, không kịp dò hỏi ngươi, bọn họ thậm chí còn không có tới kịp cùng huyện lệnh bẩm báo đem ngươi mang đến, ta đoán, ngươi hẳn là đến ngày mai mới có thể nhìn thấy huyện lệnh. Ngày mai, Nguyên Nguyên kinh hải, nhiếp minh ly đây là đang làm cái gì, nàng nếu là đêm nay hồi không được gia mẫu thân khẳng định lo lắng. Lưu Ngục Tốt làm phiền giúp ta cùng huyện lệnh đại nhân cùng truyền một tiếng. Nếu yêu cầu thẩm vấn ta, có thể hay không mau chóng thẩm vấn. Ta không phạm tội, không cần thiết đem ta lưu lại nơi này tốn thời gian đi. Nguyên Nguyên có chút sốt ruột. Lưu Ngục Tốt có chút kinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? À? Làm ngươi tại đây chờ, ngươi liền thành thật chờ. Đại nhân hiện tại chính vội vàng đâu, làm sao có thời giờ thẩm vấn ngươi? Nhớ tới ngươi thời điểm tự nhiên sẽ đến thẩm vấn này thái độ, khác nhau như trời với đất. Quần áo đẹp để quý giá công tử cười nguyên nguyên không hiểu giá thị trường, ngươi như vậy không được, nếu muốn làm cho bọn họ giúp ngươi làm việc, phải tốn bạc, ngươi tiến vào sẽ không không mang bạc đi. Bọn họ phạm không phải cái gì thiên lý bất dung đại sự, chỉ thu nguy hiểm vật phẩm, không có đoạt lại tài sản này hạng nhất, bạc nhiều ít đều mang theo điểm. Đa tạ nhắc nhở. Nguyên nguyên đối hắn cảm tạ một tiếng, từ chính mình tiểu kim khố lấy ra tới chút bạc vụn, này đó nhưng đều là nàng bày quán vất vả kiếm tới. Cầm một phen bạc vụn từ lan can chỗ đưa ra đi. Lưu ngục tốt, làm ơn hỗ trợ thông truyền một tiếng. Này một phen bạc vụn, chừng sáu bảy hai, lại nhiều một hai đều phải từ nàng trong tay rơi xuống. Lưu ngục tốt thái độ đại biến, vui tươi hớn hở nhận lấy bạc. Hảo thuyết hảo thuyết, đây đều là việc nhỏ, ta đi thông truyền một tiếng, chỉ là đại nhân tới không tới, vậy không phải ta có thể can thiệp. Ngục tốt rời đi bên cạnh lãm nhảm lại tiếp tục mở miệng. Ta cảm thấy ngươi này bạc hoa đi ra ngoài chính là trăm đáp, này huyện lệnh là dầu muối không ăn, thân phận còn rất có địa vị, người khác nói cái gì đều nghe không vào. Hắn có chút buồn khổ, lần này là một đầu đụng phải ngạnh đá phiến. Ta phụ thân tưởng sử chút bạc đem ta vớt đi ra ngoài, hắn nói cái gì cũng không đồng ý, một hai phải làm ta ngồi sổn mãn một tháng, chỉ có thể tận lực làm ta trụ hảo chút. Tuy rằng không làm hắn đi ra ngoài, nhưng là cũng ngại với nhà hắn thân phận đối hắn có chút châm trước, hắn về sau cũng muốn tham gia khoa cử, có cái này án đế, hắn liền khoa cử đều tham gia không được. nhiếp Minh Ly đáp ứng rồi hắn, chỉ cần hắn ngồi sổng mãn một tháng phát triển trí nhớ, liền sẽ không làm hắn lưu có án đế. Ta xem công tử quần áo bất phàm, nói vậy ngươi gia cảnh hẳn là cũng không tệ lắm, chẳng lẽ không có người nhìn ngươi sao, như thế nào sẽ phạm phải say rượu bên đường thoát y chạy như điên Việt. Nguyên Nguyên ngồi trở lại trên giường, chờ ngục tốt đưa tin tức này một hồi, còn không bằng cùng hắn liêu sẻ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chính là trong nhà trong giữ thật chặt, ta mới chuồn êm ra tới, không nghĩ tới như thế không chịu nổi tử lực, còn hảo này không phải ở Thái Châu Phủ, bằng không ta mặc tất cả đều mất hết. Nguyên Nguyên đạm cười, công tử cùng ta nói nhiều như vậy, như thế nào sẽ không sợ. Mất mặt, kia nhưng không giống nhau. Hắn xua xua tay, người ta bất quá gặp mặt một lần, Ta sau khi rời khỏi đây liền sẽ không lại đến này thương tâm nơi, chúng ta thấy không? Chương 136 câu đố công bố Chương 136 câu đố công bố Ta rời đi lúc sau, nào dễ dàng như vậy liền lại cùng ngươi đụng phải, cùng ngươi nói một chút này đó cũng không có gì, dù sao ngươi lại không biết ta là ai. Hắn một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, huyện lệnh đều đáp ứng rồi không bại lộ thân phận của hắn, hắn nhưng không sợ, ở chỗ này thành thật đãi một tháng, đi ra ngoài lại là một cái hảo hán. Nguyên Nguyên cảm thấy cũng là, hắn xem rất khai, trời đất bao la, sao có thể như vậy hảo liền gặp gỡ. Ngục tốt thu bạc, làm việc chính là nhanh nhẹn rất nhiều. Cũng ít nhiều nhiếp minh ly không phải thích kéo dài người, đã biết người bị mang về tới tin tức, lập tức khiến cho Nguyên Nguyên đi hình phòng hậu thẩm. Không nghĩ tới huyện lệnh động tác nhanh như vậy, thế nhưng hôm nay liền thẩm vấn ngươi, ngươi này đi ra ngoài một chuyến, còn có khả năng trở về sao? Bên cạnh nam tử có chút không tha, này mới vừa liêu hăng say đâu, người muốn đi. Hắn thật vất vả tới cái lân hữu, tuy rằng giả dạng thanh âm đều kỳ kỳ quái quái, nhưng là có thể nói được với lời nói. Chỉ sợ sẽ không lại trở về, công tử bảo trọng, sớm ngày thay đổi triệt để đi ra ngoài, lần sau nhưng đừng lại uống rượu. Nguyên Nguyên cùng hắn cáo từ. Đó là tự nhiên, ta về sau tuyệt đối không uống rượu. Lần đầu tiên uống đại đã bị bắt đi vào, hắn không muốn lại đến một hồi. Phía trước có ngục tốt dẫn đường, Nguyên Nguyên vẫn luôn đi theo, từ âm trầm nhà tù chuyển dời đến huyết tinh hình phòng. Hình phòng chậu than thiêu cực vượng, bên trong bãi các loại bàn ủi, nhìn khiến cho nhân tâm tim phát run, còn có kia trước mắt hình cụ, tự hồ đều là mang theo huyết, trên mặt đất còn có các loại chưa rửa sạch sẽ vết máu, ngay cả bó người dây thường thượng cũng là các loại dơ bẩn. Nguyên Nguyên cảm thấy còn không bằng trở về trong phòng giam thẩm vấn. Trong căn phòng này có nhiều như vậy hình cụ, là phải cho nàng gây áp lực làm nàng không thể không nói lời nói thật đi cũng may không bắt đầu hỏi chuyện phía trước, này đàn ngục tốt còn tính tương đối lễ phép, không có không nói hai lời liền gia hình. Chỉ là đem nàng ấn ngồi ở trên ghế, thủ đoạn khóa lại ghế đem thượng xiền xích, chờ thẩm vấn. Cổ tay của nàng tế, này trên ghế xiền xích căn bản không có gì dùng, đối nàng mà nói cũng chính là đi cái hình thức. Không chờ bao lâu thời gian, nhiếp minh ly liền xử lý tốt đỉnh đầu sự lại đây thẩm vấn nàng, liền ngồi ở nguyên nguyên chính đối diện. Hắn tuy rằng đem lý trung thả, nhưng kia cũng là vì có trọng đại đột phá, vì đạt tới mục đích của chính mình mới lựa chọn thả người. Hắn dám thả người, liền có nắm chắc tùy thời đem người trảo trở về. Lý Trung bên cạnh có người của hắn tùy thời đi theo, nhất cử nhất động đều ở giám thị Trung, không sợ hắn sẽ chạy, cũng không sợ hắn sẽ làm ra mặt khác chuyện khác người. Nhíp Minh Ly xem kỹ nguyên nguyên, thấy nàng che kín mít, phá lệ thần bí, chỉ lộ ra một đôi tay. Hắn ánh mắt tự nhiên liền dừng ở tay nàng trên cổ, một cái quen mắt đồng tiền tơ hồng lộ ra tới một nửa. Mặt khác vật phẩm trang sức nguyên nguyên đều có thể không mang theo, chỉ có này trói lại huyền linh không gian tơ hồng lắc tay, nàng lúc nào cũng tùy thân mang theo. Bên trong là các vị tổ sư gia chung thân bắt được bảo bối, còn có tổ sư gia môn bài vị, có được huyền linh không gian giả, chính là đạo quan quan chủ. Tiểu lục đại sư Nhíp Minh Ly không xác định kêu một tiếng, chú ý tới cái kia lắc tay sau, hắn liền càng xem càng giống nguyên nguyên đại nhân hảo nhãn lực nguyên nguyên bật cười cái này hảo không cần nàng tốn nhiều miệng lưỡi tuy rằng hiện tại nàng thanh âm rất quái lạ nhiếp minh ly vẫn là biết nàng chính là nguyên nguyên cái này khen ngược bắt người bắt được người một nhà bất quá nghĩ đến cũng là cửa thành nhiều ra tới cái thầy bói tuy rằng che giấu tung tích nhưng là tính đến cực chuẩn có như vậy cường đại bản lĩnh đã sớm nên cùng nguyên nguyên liên tưởng ở bên nhau đem nàng buông ra nhiếp minh ly đối bên cạnh ngục tốt hạ lệnh Nguyên Nguyên nghe vậy, cũng không cần người khác hỗ trợ cởi bỏ xiền xích, cứ như vậy làm trò mọi người mặt, chính mình bắt tay nhẹ nhàng từ xiền xích rút ra, không chút nào cố sức, xiền xích chính là cái bài trí. Nhíp Minh Ly Tình cảnh này, hắn có phải hay không nên nghĩ biện pháp ưu hóa một chút hình phòng công cụ, để ngừa lại có tình huống như vậy phát sinh. Nguyên Nguyên tháo xuống áo choàng, bắt lấy khăn che mặt, xé xuống chính mình biến thanh phù, một tầng tầng ngụy trang kéo xuống tới, Nhíp Minh Ly nhịn không được hỏi câu ngươi xuyên nhiều như vậy thật không nhiệt sao còn hảo còn hảo đại nhân này nhà tù âm trầm trầm đợi mát mẻ chính là gặp ngươi một mặt quá không dễ dàng đại nhân có nói cái gì muốn hỏi liền hỏi mau đi hỏi xong ta cũng hảo về nhà nguyên nguyên nhàn nhã ngồi trở lại vừa rồi trên chỗ ngồi thúc giục hắn nghe nói ngươi bày quán xem tướng sinh ý thực hảo mỗi người đều nói ngươi tính cái gì đều linh vậy ngươi hay không có thể nhìn ra thiên tướng quan trắc thời tiết biến hóa nhiếp minh ly cũng ngồi xuống dò hỏi hắn thái độ tính hảo, không bày ra thẩm vấn tư thế, nguyên nguyên rõ ràng công đạo chính mình năng lực, quan vọng thời tiết đơn giản nhất, ta liền bao lâu mấy khắc sẽ biến thiên, biến bao lâu, biến cái gì thiên đều có thể phỏng đoán cái tám chín không rời mười, mặc dù phân biệt cũng sẽ không thiên ra nhiều ít, lời này không giả, nhiếp minh ly tin tưởng nguyên nguyên có này bản lĩnh, chỉ là không thể trở thành bằng chứng, lý trung có từng tìm ngươi xem qua thiên tướng, dò hỏi khi nào sẽ trời mưa, biết xác tìm quá bởi vì ta đã thấy hắn vài lần, cho nên đối hắn ấn tượng rất thâm. Lần đó ta nói cho hắn thời gian cũng thực chuẩn xác, không ra sai lầm. Cũng là lần đó, nàng phát hiện Lý Trung có chút tâm thuật bất chính, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đi mưu hại vợ cả. Vậy không sai, ta biết hắn là như thế nào lẫn lộn gây án thời gian, giết hại Thê Tử Triệu thì cũng ngụy trang thành tự sát. Niếp Minh Ly rơi xuống trong lòng một cục đá. Hiện tại liền kém cá nhân chứng, cũng không biết người nọ nhìn đến Lý Trung bị thả ra đi có thể hay không chủ động tới nha môn tìm kiếm bảo hộ. Đại nhân biết hắn gây án thủ pháp. Nhiếp Minh Ly gật đầu, kỳ thật rất đơn giản, hoang mang chúng ta bất quá là dấu chân mà thôi, mà kia dấu chân là đang mưa phía trước liền cố ý chế tạo thành, chỉ cần đem khống trời mưa thời gian, hắn là có thể thành công mê hoặc người khác nhận tri. Nguyên Nguyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng có chút nghe hiểu. Lý Trung ở thiên hạng ra cửa trước liền lạc chết triệu thị, ngụy trang thành tự sát, tiếp theo bắt đầu chế tạo vì chính mình thoát tội dấu chân. Đều không phải là chỉ có trời mưa sau mới có thể lưu lại dấu chân, chỉ cần là ướt nhẹp thổ địa, tất cả đều có thể lưu lại dấu vết. Nếu muốn đánh ướt thổ địa, vậy đơn giản nhiều, mấy bồn dưới nước đi, thổ địa thực mau là có thể bị tẩm ướt, chỉ cần tới rồi có thể lưu lại dấu chân trình độ, hắn lại từ phía trên dẫm quá, này bài dấu chân liền hình thành. Để lại một loạt ướt dấu chân, hắn lại dường như không có việc gì rời đi tham gia văn nhân tụ hội chỉ cần chờ đến trời mưa thời khắc, hắn mời Nguyên Bách Thiện cùng về đến nhà tránh mưa. Dẫn đường Nguyên Bách Thiện cùng chính mình cùng nhau phát hiện thi thể, lại ám chỉ hắn đi phát hiện một loạt dấu chân, chứng minh Triệu Thị là một người đang mưa sau đi bộ đi tới tự sát. Như vậy, hắn liền vì chính mình thành công cởi tội. Bất quá ta còn là có điểm nghi vấn, tâm tư của hắn như thế kín đáo, chỉ ở người sau khi chết vết thương chỗ lậu dấu vết, vì sao hắn sẽ đối với người nói như vậy tin tưởng, nếu ngày đó cái kia thời khắc không có trời mưa, hắn xem như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Còn có một chút che giấu nội tình, ngày mai đổi mới liền toàn ra tới. Chương 137 miệng phun chân ngôn. Chương 137 miệng phun chân ngôn. Muốn hoàn thành chuyện này, Nhiếp Minh Ly cảm thấy Lý Trung nhiều ít có đánh cuộc thành phần ở bên trong, hắn xem như đánh cuộc chính xác, nhưng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sai sót, lộ ra chút dấu vết. Nguyên Nguyên đã sớm biết chính mình một câu liền sẽ ảnh hưởng rất nhiều, cho nên vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm không nghĩ tới vẫn là đụng phải loại này nhất không nghĩ đụng tới sự liền bởi vì tính cái thời tiết thế nhưng còn bị lý trung chui chỗ trống lợi dụng chính mình suy tính đi làm hạ kia chờ ác sự hắn thật đúng là đương chính mình là tốt như vậy lợi dụng được rồi ác sự lý trung nhất định sẽ được đến báo ứng đến nỗi nhiếp minh ly tò mò vì cái gì lý trung như vậy tin tưởng nàng lời nói nguyên nguyên đại khái biết là cái gì nguyên nhân nàng mới ra quán không bao lâu khi liền từng đụng tới quá một lần lý trung lúc ấy hắn uống say như chết nguyên nguyên còn từng tưởng cho hắn chỉ điểm một chút nhưng hắn không biết nắm chắc đã từng một lần ngẫu nhiên cơ hội ta ra cửa bày quán đụng tới quá hắn bởi vì biết hắn là ta tam ca cùng trường lúc ấy hắn cũng không phải hiện giờ loại này hung ác bộ dáng ta liền cùng hắn nhiều trò chuyện vài câu trùng hợp dưới ta ngẫu nhiên đối hắn nhắc tới một câu thời tiết nói đến có lẽ hắn là cảm thấy lần đó linh nghiệm cho nên mới tin tưởng ta tính thiên tương là linh nói không chừng từ khi đó khởi, Lý Trung liền bắt đầu động oai tâm tư. Tướng từ tâm sinh, tâm là sẽ trở nên, càng đừng nói là tướng mạo. Nguyên Nguyên nghĩ không ra rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, có thể làm hắn đối chính mình vợ cả đau hạ sát thủ. Nhưng vô luận cái gì nguyên nhân, đều không nên đi đến này một bước. Nhíp Minh Ly hoàn toàn minh bạch, nguyên lai là như thế này, chính bắt chứng kiến lúc sau đích xác sẽ tin tưởng, người danh khí ở trong thị trấn đích xác không nhỏ, rất nhiều người đều mộ danh mà đi chính hắn đều là như thế tin tưởng nguyên nguyên đừng nói là người khác lại đại danh khí hôm nay đại nhân này một trảo phỏng chừng cũng không ai dám tới tìm ta xem tướng không chừng hiện tại tất cả đều đang nói ta là cái gì bọn bịp bận giang hồ cho nên mới bị quan binh cấp bắt đi lâu nguyên nguyên sâu kín thở dài cùng quan binh đi thời điểm nàng liền thấy được những người đó đối nàng hoài nghi ánh mắt đều mau xuyên thấu nàng đáy lòng thanh danh đôi lên cũng khối bại lên cũng mau nhiếp minh ly ý đồ cứu lại là ta suy xét không chu toàn, như vậy đi, chờ sự tình sau khi kết thúc ta giúp ngươi làm sáng tỏ một chút, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng ngươi khách nguyên, ngươi xem như vậy được không? Hắn ngay từ đầu hạ lệnh bắt người thời điểm, căn bản không suy xét nhiều như vậy. Nhiếp binh ly thậm chí còn nghĩ tới, nguyên nguyên giả làm cái này thầy bói có thể hay không là lý trung đồng lõa, cho nên hắn cũng không phân phó quan binh chú ý cái gì, trực tiếp làm cho bọn họ nằm vùng bắt người. Cũng may Nguyên Nguyên mấy ngày nay bởi vì Nguyên Bách Thiện chuyện này vô tâm tình ra quán, bằng không đã sớm bị bắt tiến vào. Thay ta làm sáng tỏ liền hảo, ta nhưng không nghĩ lần tới lại ra quán, người khác trực tiếp cầm trứng thúi lạng lá cây tạp ta, nói ta là cái gì bọn biệt bậm giang hồ, ta cũng không lấy mệnh lý việc gạt người, không thể bạch bạch làm người hiểu lầm. Nguyên Nguyên nhất nghe không được, chính là người khác nói nàng là kẻ lừa đảo. Nhíp Minh Ly khóe miệng dương lên, liền trong mắt đều toát ra vài phần ý cười, nghe ngươi ý tứ này, chẳng lẽ ngươi còn bị tạp quá? Nguyên Nguyên nhẹ lay động đầu, kia thật không có, bất quá lại bị mắng quá là kẻ lừa đảo, đại nhân tưởng một chút, nếu ngươi cẩn trọng giữ khuôn phép làm việc, kết quả là lại vô duyên vô cớ bị người mắng một hồi, ngươi tức giận hay không? Này gác ai trên người ai không tức giận? Nhiếp Minh Ly trấn an Nguyên Nguyên vài câu, hảo, không ai sẽ mắng ngươi, hiện tại cái này án kiện quan trọng đầu đuôi đã sáng tỏ, chỉ cần lại chờ cuối cùng một tin tức là có thể hoàn toàn định ra lý trung tội danh đại nhân đã nhìn thấu Lý Trung nói dối, còn muốn lại chờ một cái cái gì tin tức. Nếu là Nguyên Nguyên, trực tiếp đem hắn đè xuống thẩm vấn, đem hắn những cái đó giấu người tai mắt gây án thủ pháp toàn bộ vạch trần ném ở trên mặt hắn, làm hắn nhận tội đền tội nhiều thống khoái. Nhiếp Minh Ly cười khẽ, chỉ nhìn thấu hắn thủ pháp, còn không tính hoàng nguyên sự tình cuối cùng chân tướng, chuyện này chân tướng không ngừng là trước mắt nhìn đến như vậy, Lý Trung có nhân chứng chứng minh hắn vô tội, ta cũng tìm được rồi nhân chứng chứng minh hắn tử tội hắn như vậy cao thâm khó đoán nói nguyên nguyên liền càng thêm tò mò nơi này còn có thể có cái gì mặt khác chuyện xưa không thành như thế nào tới rồi hiện tại lại nhiều ra tới cá nhân chứng đại nhân hiện tại nói những lời này thành công gợi lên ta lòng hiếu kỳ ngươi hiện tại không nói sẽ không tưởng chờ đến công thẩm thời điểm mới nói minh chân tướng đi nhiếp minh ly ta thật là như vậy tính toán rốt cuộc hiện tại ta phải đợi nhân chứng không đợi đến mặc dù ta lại như thế nào suy đoán cũng không được đến chứng thực hắn tiếp tục giải thích, không có hoàn toàn chuẩn bị, ta sẽ không đi công thẩm lý trung, hắn nếu ở công đường cắn chết chưa làm qua chuyện này, đến lúc đó không có nhân chứng, thật đúng là định không được hắn tội. Nguyên Nguyên biểu môi. Nói dối người ta nhất sẽ trị, căn bản không sợ hắn sẽ cắn chết không nhận, ta có thể giúp đại nhân làm hắn ở công đường thượng chỉ có thể miệng phun chân ngôn, nhưng là ta cũng có điều kiện. Mày nhăn lại, Nguyên Nguyên lộ ra vài phần tính trẻ con tới, ta liền muốn biết ngươi điều tra ra kết quả, bằng không ta khả năng mấy ngày nay đều ngủ không hảo giác. Chỉ cần tưởng tượng đã có chính mình muốn biết lại không biết sự tình, nguyên nguyên liền trong lòng gấp đến độ hoảng, việc này cùng mệnh lý không quan hệ, không ở nàng nghiệp vụ trong phạm vi. Ngươi có biện pháp làm hắn ở công đường thượng chỉ có thể nói thật ra. Nhiếp Minh Ly càng để ý nguyên nguyên nói chuyện này, hắn đối này phi thường kinh hỉ. Đó là tự nhiên, ta có chân ngôn phù, chỉ cần dán ở trên người, liền chỉ có thể nói thật ra, không lừa già dối trẻ. Nguyên Nguyên cười tủm tỉm lấy ra một lá bùa, niết ở trong tay quơ quơ. Đại nhân muốn hay không thử xem. Loại này đặc thù tác dụng lá bùa, nàng giống nhau đều sẽ không đi bán, miễn cho người khác loạn dùng. Vậy, thử xem xem. Nhíp Minh Ly trưng cầu nàng ý kiến, này thật là ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới lá bùa còn có nhiều như vậy dịu dụng. Liền như vậy kỳ diệu lá bùa đều có, thật không biết Nguyên Nguyên còn có cái gì mặt khác thứ tốt, Nhíp Minh Ly có chút tò mò. Nguyên Nguyên trực tiếp đem chân ngôn phù ném hắn trên người, chặt chẽ dán ở hắn ngực. Này trương phù chỉ cần dán lên đi, chính mình là xé không xuống dưới, chỉ có thể dựa ngoại lực. Giết Minh Ly cảm thấy này tờ giấy khinh phiêu phiêu, cái gì cảm giác đều không có, hắn nếm thử một chút, thuần dựa vào chính mình sức lực đích xác xé không xuống dưới, tựa như dính vào trên người giống nhau. Thật đúng là mơ hồ. Nguyên Nguyên thanh thanh giọng, đã tính toán khai hỏi, hỏi chút cái gì hảo đâu. Cũng không thể hỏi quá riêng tư cân nhắc một chút nàng hỏi cái đơn giản đại nhân hôm nay buổi sáng ăn cái gì cháo trắng rau xào trứng gà chân sủi cảo. nhiếp minh ly buộc miệng thốt ra nói xong hắn ngây người một chút chính mình giống như nói chuyện không quá lớn não giống nhau nghe được vấn đề phải trả lời nguyên lai đại nhân buổi sáng ăn như vậy thanh đạm vậy ngươi hôm nay khi nào rời giường giờ dần canh ba nhiếp minh ly nhấp khẩn môi loại cảm giác này trước nay chưa từng có miệng luôn là trước đại não một bước hắn giống như thật sự khống. Chế không được chính mình. Chương 138 cuối cùng chân tướng. Chương 138 cuối cùng chân tướng. Nguyên Nguyên chớp chớp mắt, cảm thấy không rất hợp, ngươi lại là như vậy đã sớm rời giường, lên làm cái gì, chẳng lẽ là ngày hôm qua lại làm ác mộng, tà ám quấn thân, bị ác mộng bừng tỉnh. Thấy bên cạnh hắn khí thực ổn định, hẳn là sẽ không làm ác mộng. Đều không phải là như thế, ta ngày thường đều cái này điểm nhi tỉnh lại đọc sách, tối hôm qua làm không phải ác mộng là mộng đẹp tối hôm qua ta mơ thấy ngươi nhiếp minh ly hỏi gì đáp nấy lời này vừa nói ra nguyên nguyên cùng nhiếp minh ly đều có chút kinh ngạc cứ như vậy trắng ra nói ra không khí hơi có chút quá dị nhiếp minh ly tâm có chút khẩn trương nguyên nguyên sẽ không đem hắn trở thành cái gì đăng đồ tử đi hắn có chút hoảng loạn giải thích ta không có mặt khác ý tứ chính là đơn thuần mộng nguyên nguyên trước hết thoát ly xấu hổ nàng duỗi tay đem chân ngôn phù xé xuống cười khuyên mơ thấy ta là chuyện tốt, thuyết minh ta đối với ngươi tâm lý ám chỉ còn rất hữu hiệu, về sau trừ bỏ trên người của ngươi tà ám càng thêm phương tiện, không dùng được bao lâu, ngươi là có thể thoát khỏi những cái đó tà linh bối rối. Hô, nhiếp minh ly nhẹ nhàng thở ra. Chân ngôn phù một khi bắt đầu dùng, vậy chỉ có thể cấp một người dùng, này trương liền đưa cho đại nhân lưu kỷ niệm đi, xem qua này lá bùa hiệu quả, không biết đại nhân hiện tại còn nguyện ý hay không trước tiên báo cho ta. Nguyên Nguyên đem chân ngôn phù trục ở trên bàn minh ly nhìn nhìn chân ngôn phù lại nhìn xem nguyên nguyên hắn có đến lựa chọn sao hắn tự hồ không đến lựa chọn nguyên nguyên hoàn toàn có thể trực tiếp cho chính mình dùng chân ngôn phù làm chính mình nói ra nàng muốn biết sự nàng không làm như vậy là muốn cho chính mình cam tâm tình nguyện nói ra thở dài nói đến cùng này cũng không tính cái gì bí mật sớm hay muộn muốn chân tướng đại bạch trước tiên báo cho nguyên nguyên cũng không sao ngày ấy ta nghe xong đề nghị của ngươi lại lần nữa đi lý trung trong nhà một chuyến tuy rằng hạ qua mưa to bên ngoài chứng cứ đều không sai biệt lắm không có nhưng trong phòng vẫn là để lại chút trong phòng về điểm này tiểu chứng cứ không có tới cập dọn dẹp chỉ sợ lý trung cũng không có phát hiện lại đi phút ra thời điểm nhiếp minh ly phát hiện triệu thị bỏ mình phòng trên vách tường để lại một cái bùng dấu tay đây là phòng nội duy nhất không đúng địa phương cái kia dấu tay đều không phải là lý trung dấu tay mà là một cái khác nam tử dấu tay bởi vì dấu tay ẩn nấp cho nên chưa bị người phát hiện. Nhiếp Minh Ly trực giác nói cho hắn, việc này còn có mặt khác ẩn tình. Trong phòng sẽ không không duyên cớ xuất hiện một cái bùng dấu tay, hắn đem cái này bùng dấu tay thác ấn xuống dưới làm tham khảo, cái này bùng dấu tay là ai lưu lại, hắn cần thiết muốn điều tra rõ. Nhiếp Minh Ly lại phái người thăm viếng một lần chung quanh quê nhà, điều tra cùng triệu thị lui tới chặt chẽ người, đem trọng điểm đặt ở nam tử trên người. Tiện đà hắn tra xét triệu thị phòng, rốt cuộc phát hiện chút mặt khác cùng chân tướng tương quan manh mối. Triệu thị cùng Lý Trung sớm đã ở riêng hai phòng, bọn họ phu thê không hợp, là bởi vì triệu thị có khác ái mộ người, cũng lẫn nhau tố tâm sự. nhiếp Minh Ly ở triệu thị trong phòng, phát hiện những người khác viết thư tín. Những cái đó thư tín biểu đạt chính mình đối triệu thị tưởng niệm ái mộ chi tình, lời nói khẩn thiết, triệu thị tất cả đều hảo hảo bảo tồn xuống dưới, này đó đủ để chứng minh nàng cùng khác nam tử có liên hệ. Triệu thị thích có tài người, Lý Trung tuổi trẻ khi đích xác có tài khí, bất quá nhiều năm như vậy ăn không ngồi rồi, triệu thị đối hắn hảo cảm cũng nên tiêu ma sạch sẽ, ta thậm chí còn ở triệu thị phòng phát hiện nghĩ tốt hòa ly thư, bất quá Lý Trung hẳn là không có đồng ý. Ta suy đoán, ngày đó Lý Trung ra cửa tụ hội, cũng là trước tiên báo cho triệu thị, cho nên triệu thị cùng nàng thân mật nam tử nhân cơ hội này trước tiên ước hảo thời gian muốn gặp. Lý Trung tính kế rất nhiều, chỉ sợ không có tính kế đến điểm này. Tên kia nam tử phó ước mà đến, trời xuôi đất khiến tận mắt nhìn thấy đến Lý Trung gây án thủ pháp, cùng với triệu thị chết tướng, cũng ở hoảng loạn bên trong, còn để lại cái chính mình giấu tay. Nguyên Nguyên không nghĩ tới còn có này ra chuyện phức tạp trộn lẫn ở trong đó, tận mắt nhìn thấy tới rồi Lý Trung thủ pháp, xác thật có thể định Lý Trung tử tội. Nguyên Nguyên hiểu ra, chẳng trách đại nhân muốn đem Lý Trung thả, phạm phải như thế tội lớn còn có thể vô tội mà ra, tên kia nhìn đến chân tướng nam tử khẳng định cũng là sợ hãi, Lý Trung liền vợ cả đều dám hại, Tiếp theo cái chưa chừng chính là hắn, đại nhân là muốn cho chính hắn tới nha môn làm chứng. Đúng là, ta tin tưởng hắn ít ngày nữa liền sẽ thượng nha môn tới, hắn tới là lúc, chính là Lý Trung chịu công thẩm này. Nhiếp Minh Ly có nắm chắc. Đặc biệt là hơn nửa Nguyên Nguyên chân ngôn phù trợ giúp, kia Lý Trung nhất định là tử tội khó thoát. Nguyên Nguyên đã thăm dò Nhiếp Minh Ly tính cách, hắn mới sẽ không dễ dàng buông tha một người. Nếu người nọ không chịu tới nha môn đâu, hắn cũng có chạy không thể so hắn tới nha môn phương tiện, tới nha môn, nói không chừng đại nhân còn cho hắn an cái dấu dếm không báo tội danh. Nhíp Minh Ly định liệu trước. Hắn muốn chạy, cũng muốn có thể chạy đi ra ngoài mới được. Cùng triệu thị giao hảo nhân phạm vi không quản, căn cứ dấu tay cùng trong phòng chữ viết điều tra một chút, là có thể biết thân phận của hắn, ta cũng đã phái ra người coi chừng tên kia nam tử, nói bóng nói gió hù dọa một chút, làm hắn chỉ có thể tới tìm kiếm nha môn trợ giúp. Như vậy mọi mặt chu đáo an bài, Nguyên Nguyên không thể không đối nhiếp Minh Ly xem trọng liếc mắt một cái, từ cái này phương diện tới giảng, hai người bọn họ còn rất giống. Đại nhân tưởng còn rất chu đáo. Làm việc tổng phải có cái vạn toàn chi sách, lúc cần thiết vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều phải dùng tới, còn muốn cho người khác cam tâm tình nguyện. Trách không được có người sẽ tưởng đối niên thiếu nhiếp Minh Ly xuống tay, làm tà ám vây khốn hắn, hao tổn hắn thọ mệnh, hắn là sinh ra liền mang đại khí vận người. Giao Long chưa ngộ, lặn xuống nước với cá tôm chi giang, quân tử mất cơ hội chắp tay với tiểu nhân dưới hôm nay vây không được hắn ngày sau liền càng đừng nghĩ vây khốn lý trung rất có lòng dạ tổng không thể làm hắn lại chui chỗ trống tưởng nhiều điểm không thành vấn đề liền sợ có địa phương ta không nghĩ tới lại làm lý trung vô tội mà ra a à, yến lúc này từ bên ngoài vào cửa đối với nhiếp minh ly thì thầm một câu đại nhân người quả nhiên chính mình chạy tới liền ở trong thư phòng chờ hết thảy đều ở nhiếp minh ly đem khống trung thuận lợi tiến hành án kiện rốt cuộc muốn cáo lạc. Nhân chứng tới, muốn hay không cùng đi nghe một chút hắn lý do thoái thác. Hắn phải đợi nhân chứng, rốt cuộc trong lòng run sợ lại đây tìm kiếm nha môn bảo hộ. Này Nguyên Nguyên khẳng định muốn đi nghe một chút. Người nọ đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, hoặc nhìn cũng là cái người đọc sách, nhiếp minh ly đối học sinh luôn luôn thái độ hảo, cho nên cũng không có đem hắn đưa tới hình phòng đối hắn đặc biệt hù dọa. Hắn thấy nhiếp minh ly khi, đó là đem từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ công đạo rõ ràng, sợ công đạo không rõ ràng lắm, chính mình mệnh liền phải không có. Từ hắn cùng triệu thị như thế nào quen biết, yêu nhau, đến triệu thị như thế nào cùng Lý Trung quyết liệt, đối với triệu thị lì lợm la liếm, không chịu hợp ly, thẳng đến cuối cùng hắn là thấy thế nào đến hung án hiện trường. Đại nhân Lý Trung hắn chính là cái thí thê cuồng đồ. Hắn là ma quỷ, hắn tham mộ triệu tiểu nương tiền tài, cho nên mới sẽ đau hạ sát thủ. Ngươi nhất định phải đem hắn trừng trị theo pháp luật, đã chịu ứng có chế tài. Chương 139 Trần Ai Lạc Định Chương 139 Trần Ai Lạc Định Hắn người như vậy, ở Bên ngoài không biết còn yếu hại bao nhiêu người Nhất định phải đem hắn trảo trở về Hắn nước mắt và nước mũi đều hạ Ở cổ tay áo lau thật nhiều đem nước mắt Người nếu biết hắn phạm phải không thể tha thứ tội nghiệp Vì sao không còn sớm mấy ngày gần đây nha môn báo án Nhiếp Minh Ly cố ý gõ hắn nếu hắn sớm ngày tới báo án nói, liền sẽ không vòng như vậy một đại cái phần công mới đem án kiện giải quyết. Đại nhân, ta cũng là sợ hãi, sợ hãi các ngươi sẽ cho rằng triệu tiểu nương là ta mưu hại. Cho nên ta mới không dám tới, bất quá ta thật sự nhìn không được, lý trung như vậy hành vi còn có thể tại ngoại tiêu giao, thật sự đáng giận. Hắn sách thánh hiền đều đọc đến trong bụng chó đi. Mặc dù đại nhân trị ta giấu giếm không báo chi tội, ta cũng nhận. Nhiếp Minh Ly xem hắn khá biết điều, không lại nhiều hơn truy vấn, hắn lời chứng, nói cùng Nhiếp Minh Ly đoán tạm được, có rõ ràng trật tự, chuyện này cũng nên trần ai lạc định. Người đã đúng chỗ, Nhiếp Minh Ly lập tức liền đem Lý Trung tróc nã trở về phúc thẩm. Lý Trung vẫn luôn ở hắn theo dõi hạ, nói bắt tới liền bắt tới, nghe nói hắn bị mang đến thời điểm, đang ở bố hành Mỹ tư tư chọn lựa quần áo mới. Nguyên Nguyên cầm chính mình chân ngôn phù ra tới, trước tiên dùng ở Lý Trung trên người nguyên nguyên thỉnh cầu nhiếp minh ly cần phải muốn đem tam ca mang lên công đường nàng muốn cho tam ca chính mắt chứng kiến một chút lý trung là cái dạng gì người tri nhân tri diện bất tri tâm tam ca vẫn là đối người chung quanh quá thiện tâm cho nên mới sẽ bị lý trung như vậy chẳng hay biết gì bị hắn lợi dụng vì tránh cho cùng tam ca đụng phải nguyên nguyên không có ra tòa công đường phía trên ở nhiếp minh ly đem sự kiện trình tự phục bàn sau hơn nữa chứng nhân chỉ ra và xác nhận lý trung đã biện không thể biện mặc dù không có chân ngôn phù, hắn cũng chỉ có thể nhận tội. Bất quá chân ngôn phù hiệu dụng vẫn là đại, làm hắn trừ bỏ chân tướng, đem chính mình trong lòng nhiều năm bất mãn, cùng phẫn nộ, toàn bộ đều phun ra. Hắn mưu sát triệu thị, đều không phải là bởi vì triệu thị cùng người khác thân mật, càng có rất nhiều bởi vì tiền bạc thượng vấn đề. Trong nhà thu vào toàn dựa triệu thị, hiện giờ triệu thị muốn cùng hắn hòa ly, hắn đương nhiên không muốn, không có triệu thị sinh ý duy trì, hắn thư đọc không đi xuống triệu thị khăng khăng hợp ly, hắn chỉ có thể đau hạ sát thủ, triệu thị tự sát mà chết, kia trong nhà sinh ý là có thể gần nắm chặt ở chính mình trong tay. Ta khổ đọc thi thư nhiều năm, đều là bởi vì các ngươi này đàn cẩu quan. Cái gì chó má huyện lệnh, chó má huyện thừa, chỉ biết hại chúng ta người đọc sách tiền bạc, ngẫn cao phí dụng từng đợt từng đợt đem chúng ta cự chi môn ngoại. Người khác dùng tiền bạc mua tới công danh, mà chúng ta này đó bần hàng học sinh, không có bạc, cả đời đều không thể thi đậu hắn lớn tiếng trách cứ nhiếp minh ly tóm lại hiện tại cũng là tử lộ một cái hắn nhất định phải đem nội tâm bất mãn toàn bộ phát tiết ra tới nguyên bách thiện đứng ở hắn bên cạnh còn ở vì chính hắn thổ lộ chân tướng mà khiếp sợ phòng người chi tâm không thể vô hại người chi tâm không thể có hắn hiện tại mới thiết thực nhận thức đến lý trung cùng chính mình hoàn toàn không phải một đường người bị mắng cẩu quan nhiếp minh ly căng thẳng khóe môi hắn xem như cảm nhận được nguyên nguyên bị mắng kẻ lừa đảo khi cảm giác Ngẫn cao tham thí phí sự, Nguyên Nguyên cùng hắn uyển chuyển đề qua, hắn đặt ở trong lòng, cho nên biết trước kia huyện lệnh từ huyện thí trung như thế nào kiếm chắc lợi nhuận kết xu, Tham thí phí lại như thế nào quý, cũng dùng không đến 10 lượng bạc, này còn không có tính thượng dừng chân cơm thực phí dụng. Tham thí học sinh đích xác không nên bị cái này chướng ngại vật khó khăn, cho nên hắn ở biết chân tướng sau, cũng lập tức cùng huyện thừa giao thiệp, lập tức giải quyết vấn đề này. Lý Trung, người 10 năm tới vẫn luôn đều ở tham dự khảo thí, liên tiếp bất quá ngươi chỉ nói là bởi vì tham thí phí sang quý vấn đề nhưng ngươi có từng nghĩ tới chính ngươi bản thân vấn đề cũng rất lớn ngươi văn chương bởi vì đầy ngập quán hận phẫn nộ đã không có thời trẻ chí hướng ngươi vì sao không nghĩ chính mình bản lĩnh ngươi đồi bại chẳng trách người khác đều là chính ngươi một người tạo thành đến nỗi ngươi nói tham thí phí dụng bản quan đã giải quyết năm nay tham thí phí dụng chỉ thu một lượng bạc chỉ là thời điểm chưa tới chưa phát thông tri mà thôi cái gì Lý Trung hoảng sợ mở to hai mắt, không thể tin được nhiếp minh ly theo như lời. Nguyên Bách Thiện nghe vậy, cũng là cảm kích bái lễ, đại nhân này cử, có thể nói cứu chính khúc trấn trăm ngàn học sinh với nước sôi lửa bỏng bên trong. Một lượng bạc tương so phía trước, đã là thiên đại tin vui. Nhiếp minh ly, này chỉ là bản quan thân là một phương huyện lệnh nên làm. Lý Trung đầu óc đều phải tạc, hắn còn đắm chìm ở câu kia tham thí phí chỉ thu một lượng bạc. Chỉ thu một lượng bạc. Hắn chật vật cười, cười cười liền khóc ra tới vì cái gì không còn sớm điểm nói tin tức này ngươi nếu là sớm nói ta cũng sẽ không hắn nhìn chính mình phát run tay hắn nếu là biết tin tức này có lẽ hắn cũng sẽ không phạm phải sát nghiệp hắn còn có rất nhiều thứ cơ hội hắn nhất định có thể thi đậu mỗi năm thông tri tuyên bố đều có cố định thời gian nên công bố thời điểm tự nhiên sẽ công bố mặc dù bản quan trước thời gian nói lại có thể ngăn cản ngươi trong lòng kia không ngừng lan tràn nảy sinh ác căng sao ngươi tâm đã sớm bị che mắt. Nhiếp Minh Ly không hề có bị hắn nói sở lay động, hắn sẽ không bị đạo đức bắt cóc. Trên đời không có thuốc hối hận nhưng ăn, chính mình phạm phải sai liền phải chính mình gánh, như thế nào có thể nghĩ hướng người khác trên người chối từ, cả ngày liền oán trời trách đất, oán cái này oán cái kia, lại không nghĩ tự thân. Nhiếp Minh Ly nói thật mạnh đánh ở Lý Trung trong lòng. Ở từ hắn động không nên có tâm tư là lúc, hắn tâm cũng đã đen, ở hắn tìm cách vì chính mình thoát tội là lúc, hắn đã sớm biến thành một cái âm độc người. Hắn thất hồn lạc phách quỳ gối công đường phía trên, nhiếp minh ly trước mặt mọi người tuyên án Lý Trung tội danh. Lý Trung mưu sát vợ cả, nghiệp chướng nặng nề, phán giảo giam chờ. Lý Trung mệnh, cho hắn lưu tới rồi thu sau, thẳng đến hành hình trước trong khoảng thời gian này, hắn quá sẽ không so giảo lập tức hành quyết thoải mái, thời gian này kéo dài càng là đối hắn một loại tra tấn. Nói không chừng hắn còn có thể nhìn đến các học sinh thành công thông qua khảo thí, Khỉ khí dương dương chuẩn bị tiếp theo tràn khảo thí, mà chờ hắn, chỉ có càng ngày càng gần tử vong thời gian. Hắn hết thảy khát vọng cũng chưa. Nguyên Bách Thiện từ này cọc án tử thành công thoát thân, Nguyên Nguyên vốn đang lo lắng Tam Ca sẽ bởi vậy ủ rũ một đoạn thời gian, không nghĩ tới hắn ngược lại càng có ý chí chiến đấu, có tân hiểu được. Liên quan Nguyên Bách Thiện ngày thường viết văn chương đều cất cao một cấp bậc. Có lẽ có thiên hắn thi đậu công danh, cũng có thể chỉ mình một phần non nớt chi lực cứu trợ khốn khổ bá tánh liền như nhiếp binh ly việc làm giống nhau. Lại trong lòng một cọc tâm sự, Nguyên Nguyên tính toán nhanh chóng đi Thái Châu Phủ một chuyến, trừ bỏ nhìn xem nhị ca tình hình gần đây, còn muốn đem trong không gian trữ hàng dược thảo cấp bán ra rớt, làm như về sau kiến đạo quan tài chính. Đó là sư môn tài sản, nàng tuổi tác tiểu, một người bán ra có chút không tiện, cho nên liền mang theo ngân quả cùng nhau. Nguyên Nguyên đi trước Thái Châu Phủ trên đường, còn cùng ngân quả nói lên lý trung chuyện này, sấn việc này lệ vừa vặn cấp ngân quả đánh cái dự phòng châm. Chương 140 cấp nhị ca đầu tư. Chương 140 cấp nhị ca đầu tư. Chúng ta nói chính mình có thể nói, như thế nào lựa chọn đó là người khác sự. Nếu theo ta đi con đường này, ngươi về sau khẳng định cũng sẽ gặp được như vậy không tốt kết quả, ngàn vạn. Không cần trong lòng có gánh nặng, chúng ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nếu có người đối nguyên nguyên nói, liền bởi vì nàng đem tính ra thiên bẩm báo tố lý trung, cho nên lý trung mới có thể hại người hết thảy sai ngọn nguồn đều ở trên người nàng khi nguyên nguyên thật muốn đem nói lời này người đầu óc gõ khai nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì như thế lẫn lộn đen trắng liền tính là lòng mang thương xót cũng không thể như thế chẳng phân biệt thị phi tìm không thấy sự tình ra ở ai trên người đồ nhi biết sư phụ ý tứ sư phụ là muốn ta làm việc có thể vân theo bản tâm không chịu nhân tố bên ngoài quấy nhiễu nguyên nguyên thành tâm khen ngợi hắn thấy rõ có thể làm được vân theo bản tâm là thật sự không dễ dàng từ chính khúc trấn đến Thái Châu Phủ, chính là một đường không ngừng nghĩ ra roi thúc ngựa chạy, cũng muốn ban ngày thời gian, nhưng nguyên nguyên tiểu xe lửa đi ra ngoài, chỉ cần một canh giờ đủ rồi. Tránh điểm đám người đi, liền tựa như một trận gió không ai có thể phát hiện, chỉ là làm khó ngân quả, kinh hồn tán đảm ngồi một canh giờ. Nguyên Nguyên vừa đến Thái Châu Phủ liền đi tìm Nguyên Thiên Tùng cửa hàng, nàng là khởi quẻ tính một chút phương vị, mới tìm được địa phương. Nhị ca ánh mắt thực không tồi, cửa hàng tuyển chỉ tuy không tính Thái Châu Phủ tốt nhất, nhưng đã cực kỳ khó được. Muốn làm tốt siêu thị sinh ý không dễ dàng, khởi bước gian nan, Nguyên Thiên Tùng hiện giờ chỉ bàn hạ hai cái liên thông mặt tiền cửa hàng, này cùng kế hoạch của hắn kém khá xa. Nguyên Nguyên ở cửa siêu thị quan vọng một chút, nhị ca siêu thị tên lấy được tùy ý, liền kêu Nguyên kế siêu thị. Bởi vì ở nghề một cửa hàng học quá một ít kiến trúc tri thức, Nguyên Thiên Tùng đối không gian phân bố thực mẫn cảm, các loại thương phẩm phân khu cực kỳ minh xác, vừa xem hiểu ngay, đã có siêu thị hình thức ban đầu tự hồ là vừa mới bắt đầu buôn bán hiện tại khách nhân còn không phải rất nhiều sinh ý có chút quạng cu ẻ trong tiệm cũng cũng chỉ có một cái tiểu nhị ở cùng nhị ca cùng tiếp đón nhìn đến nguyên nguyên thời điểm nguyên thiên tùng còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt tiểu lục sao ngươi lại tới đây cùng ai cùng nhau tới nguyên thiên tùng cũng bất chấp trên tay sổ sách buôn đồ vật liền mang nguyên nguyên đi một bên nói chuyện cùng tiểu quả hai chúng ta cùng nhau nguyên nguyên cười làm ngân quả cũng tiến vào liền hai người các ngươi người sao? Nguyên Thiên Tùng có chút kinh ngạc, đều xem như choai choai hài tử, ngày thường từ trong nhà chạy đến chính khúc trấn liền tính, này như thế nào còn chạy đến Thái Châu Phủ? Nhị ca nhưng đừng coi thường chúng ta, chúng ta có thể chiếu cố hảo chính mình, tiểu quả thân thủ hảo, sẽ không có nguy hiểm. Ngân quả cũng đứng ra bảo đảm, Nguyên Nhị Lan yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ. Nguyên Thiên Tùng đối với Nguyên Nguyên một trương gương mặt tươi cười, còn có ngân quả kia kiên định bảo đảm bộ dáng, cũng tức giận không đứng dậy. Bạch quả cùng ngân quả bản lĩnh, hắn cùng người nhà đều xem ở trong mắt, đó là chân chính vũ lực giá trị cao, hắn nói có thể bảo hộ, đó là thật sự có nắm chắc. Nguyên Thiên Tùng không nói nhiều cái gì, sợ chính mình nói chuyện nói trọng chọc đến Nguyên Nguyên không vui, rốt cuộc nàng đại thật xa lại đây một chuyến không dễ dàng. Hành đi, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải chú ý an toàn. Còn có A, ngươi như thế nào vô thanh vô tức liền tới đây, còn có thể tìm được ta ở đâu? Nguyên Thiên Tùng có chút kỳ quái. Hắn còn không có ổn định xuống dưới, cho nên chưa từng cấp trong nhà đưa qua tin tức, Nguyên Nguyên là như thế nào đi tìm tới. Nguyên Nguyên đối hắn bán cái cái nút, đây là ta cùng nhị ca tâm linh cảm ứng, người đến nào ta đều có thể tìm được. Nói lại có chút phát sầu, nếu không phải mấy ngày hôm trước có việc trì hoãn, ta đã sớm tới xem nhị ca, cũng nên cấp nhị ca cổ cổ động, nhị ca khai trương đại các ta cư nhiên cũng chưa đuổi kịp. Ta này nơi nào yêu cầu như vậy long trọng, khai trương ngày đó phóng cái pháo ý tứ một chút phải hiện tại còn không bằng nghĩ biện pháp hảo hảo tuyên truyền một chút nguyên thiên tùng cũng đối hiện tại lưu lượng khách cũng không quá vừa lòng vẫn là thanh danh không có khai hỏa tới người quá ít hắn chính cân nhắc lộng cái gì hoạt động tới hấp dẫn khách hàng nhị ca ta từ biểu ca nơi đó đến tới một cái hảo sinh ý tuyệt đối có thể giúp ngươi thanh danh khai hỏa nguyên nguyên nhân cơ hội cho thấy ý đồ đến nàng đến lúc này chính là tới cấp nguyên thiên tùng cấp cứu từ biểu ca nơi đó được đến. Cái gì sinh ý? Nguyên Thiên Tùng còn không biết Mai Trúc Quân cũng sẽ đối làm buôn bán có hứng thú. Là băng. Nguyên Nguyên giảng yếu cùng Nguyên Thiên Tùng giải thích một chút, nghe Nguyên Thiên Tùng thực chấn động. Đừng nhìn Mai Trúc Quân ngày thường không trên một tiếng, nhưng kỳ thật hắn là muộn thanh làm đại sự người, lớn như vậy phát hiện đều có thể nhịn xuống không nói, Nguyên Thiên Tùng bội phục đến cực điểm. Nguyên Thiên Tùng lặp lại xác nhận, biểu ca thật đồng ý đem này chế băng kỹ xảo lấy tới làm buôn bán. Nguyên Nguyên gật đầu, hắn nói phải làm sinh ý có thể, ta là không thành, nhưng giao cho nhị ca tới làm liền không thành vấn đề, biểu ca là đối này không có gì hứng thú, nhưng là ta tưởng, này chế băng biện pháp nếu là biểu ca nghĩ ra được, kia tiền lời khẳng định muốn cùng biểu ca cùng nhau phân thành. Đây là khẳng định. Nguyên Thiên Tùng biết khối băng tầm quan trọng, trong lòng lập tức liền có chủ ý tính toán lên, hận không thể hiện tại liền đi tiến hành thực nghiệm, này ở mùa hè, không thể nghi ngờ là nhất nổi tiếng sinh ý. Tiểu lục, ngươi đây chính là cho ta đưa tới cái kinh hỷ lớn. Về nhà ta cũng muốn tự mình đi cảm ơn biểu ca. Nguyên Thiên Tùng cân nhắc lên, hắn muốn đi thu mua tiêu thạch. Ta này tính cũng không được cái gì, chỉ là đem tin tức này mang cho nhị ca, cụ thể như thế nào kinh doanh còn muốn dựa nhị ca chính mình. Nguyên Nguyên chỉ là cấp nhị ca cung cấp cơ hội, có thể hay không nắm lấy cơ hội lợi dụng, vẫn là muốn dựa Nguyên Thiên Tùng. Nguyên Nguyên hì hì cười, đúng rồi nhị ca, thu mua tiêu thạch yêu cầu đại lượng tiền bạc, ta nơi này còn có 500 lượng tả hữu bạc, ta tới cấp ngươi đầu tư một chút đi. Nguyên Thiên Tùng cả kinh, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy bạc? Ân. Ừ. Khi nơi phát ra liền nhiều. Nguyên Nguyên suy tư, có bày quán kiếm, có từ vương khải hàng nơi đó được đến phân thành, đương nhiên đầu to vẫn là từ nhiếp minh cách này tới. Bất quá nhị ca yên tâm, này tất cả đều là ta bằng bản lĩnh kiếm tới, hiện tại ta đều lấy tới đầu tư nhị ca, nhị ca ngàn vạn đừng làm cho ta lỗ vốn nguyên nguyên từ trong bao lấy ra ngân phiếu cùng túi tiền tất cả đều đưa cho nguyên thiên tùng tiền sinh tiền đạo lý nguyên thiên tùng so với ai khác đều minh bạch cho nên nguyên nguyên này cử hắn thật đúng là cự tuyệt không được hành nhị ca khẳng định không cho ngươi lỗ vốn xoa nhẹ vài cái nguyên nguyên đầu nguyên thiên tùng càng thêm cảm thấy chính mình muội muội là cái đứa bé lanh lợi trong đầu đồ vật nhiều lắm đâu không thể so hắn kém muốn nguyên nguyên là cái nam hài nguyên thiên tùng khẳng định mang theo nàng cùng nhau làm buôn bán nhưng Nguyên Nguyên là trong nhà duy nhất nữ hài, khi nàng liền lưu tại trong nhà hưởng phúc là được. Nguyên Nguyên cùng Nguyên Thiên Tùng nhiều trò chuyện vài câu liền rời đi. Nàng thấy nhị ca vội vàng bắt lấy lần này cơ hội, cũng không nhiều quấy rầy, đi vòng đi Thái Châu Phủ lớn nhất dược phòng Lê Xuân Đường. Này Lê Xuân Đường không hổ là là nổi danh bên ngoài, liền này cửa hàng trang hoàng đều so khác dược phòng bất đồng, quy mô so nhị ca kia mới vừa khởi bước siêu thị muốn đại.